Tiêu Trần là một phàm nhân năm nay đã 100 tuổi, hôm nay lại chính là đại hạn của ông, ông nằm bên cạnh con cháu trong nhà mà nói những lời cuối cùng. Sau khi ông dặn dò xong liền nhắm mắt ra đi, nhưng khi thần hồn của ông chưa kịp tan, hệ thống lúc này mới xuất hiện. Hệ thống thông báo: Ký chủ đã đủ yêu cầu về số lượng con cháu, bắt đầu phát thưởng hệ thống. Từ đây Tiêu Trần bắt đầu bước lên con đường tu tiên, con cháu của Tiêu Trần ngày một càng nhiều hơn, Tiêu Trần ngày càng mạnh lên. Mời mọi người cùng đón xem. Mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé xin cảm ơn. Xa xa trên một ngọn núi cao, mây trắng lượn lờ chim bay sải cánh, có những tiếng hô đồng thanh, lão tổ, người an tâm xuống suối vàng. Giữa nơi núi non hùng vĩ tiếng đồng thanh vang vọng, trên dưới tiêu ra đời đời kính trọng ngài. Tất cả mọi người đang quỳ trước một chiếc quan tài, khung cảnh tang thương, tiền giấy cùng khăn trắng bay phấp phới. Ta xuyên đến dị giới lại không có căn cốt và thiên phú, là một phàm nhân, cũng may cả đời nạp nhiều thê thiếp, đông con nhiều phúc xây dựng nên cơ đồ tiêu ra ông nằm trên giường quay xuống nhìn ra cơ của mình thì thào nói với người bên cạnh giường lá dụng về cội dẫu không có năng lực thay đổi thế giới thì cũng may thế giới không thay đổi được ta người bên cạnh đưa tay gạt nước mắt lão ra hôm nay cháu dâu tam phòng sắp sinh nên không đến đây được những người còn lại của tiêu gia đều ở đây rồi người có điều gì muốn căn dặn xin cứ nói lão nô nhất định làm theo lời ngài dặn dò ông nằm trên giường liếc sang nhìn tiêu trần nhắm mắt lại trầm ngâm xuân đi xuân lại đến người đi người ở lại Ông nhìn vào trên dưới con cháu của mình ông đáp nhẹ. Tiêu Trần cố gắng nói với con cháu bằng những sức lực cuối của mình. Đều là chuyện tốt cả. Rồi ông quay sang quan tâm hỏi quản gia. Đứa bé sắp sinh đã được đặt tên chưa? Rồi ông liếc mắt nhìn tất cả mọi người đang ở xung quanh. Ông liếc xuống nhìn hai mẹ con đang quỳ dưới đất. Ông liền dặn dò những câu cuối cùng của đời mình. Tiêu ra chúng ta hưng thịnh phát đạt. Nên đặt tên thằng bé là Tiêu Hỏa Hỏa đi. Người quan gia bên cạnh có chút ngạc nhiên khi lão ra đặt tên cho đứa nhỏ rồi tiêu trần lúc này cũng nhắm mắt mà rời đi tất cả trên dưới toàn bộ mọi người đồng thanh hô hào lão gia thiên cổ đột nhiên có một âm thanh vang vọng trong tâm trí ông phát hiện thấy con cháu có linh căn tiêu hỏa hỏa ra lời ông chậm chậm mở mắt hệ thống thông báo hệ thống gia hỏa vạn sự hưng chính thức khởi động hai mắt ông chừng lớn khi trong đầu hiện ra một loạt hình ảnh gia tộc ký chủ mỗi năm sinh một người cháu hệ thống sẽ cung cấp tuyệt học tối cao gân cốt trí tôn thần đan thần khí cơ duyên cửu tinh vân, vô số các phần thưởng cực phẩm. Khi hệ thống thức tỉnh, ông liền tỉnh dậy ngồi phát dậy, trong đầu đầy hỏi chấm. Người quản gia ở bên cạnh giường thấy ông ngồi dậy đột ngột thì giật mình gào lớn, "Lão gia!" Hai mẹ con Tiêu gia đứng gần đấy thấy thế thì cũng trừng mắt lớn, vì quá là kinh ngạc. Âm thanh của quản gia vang ra tới bên ngoài. Mọi người ngoài sân cũng nghe được tiếng động bên trong mà vui mừng thốt lên, nước mắt lưng tròng hô hào vui sướng, "Lão tổ, lão tổ!" người quản gia ở trong phòng liếc nhìn ra đám con cháu bên ngoài rồi lập tức giật hết tất cả những khăn trắng ở xung quanh xuống thông báo cho tăng lễ này không tồn tại khi này một làn gió nhẹ thổi vào trong căn phòng làm khuấy động xung quanh quan tài hai chàng trai trẻ bên ngoài thắc mắc chuyện gì đây lão tổ vẫn còn sống sao người kia tiếp lời lúc trước không phải là hồi quang phản chiếu rồi sao lại tiếp tục một lần nữa ư ừ. tiêu trần đang ngồi trên giường mà nhìn vào bàn tay già nua của mình ông thầm nhủ hệ thống giao hòa vạn sự hưng là cái quần què gì vậy? Ông tức giận mà nói lắp bắp, hệ thống ngu ngốc gì không biết, 100 tuổi mới khởi động. Hệ thống hiện lên một khung thông báo, đã mau chóng mở phần quà người chơi mới cho ký chủ. Chúc mừng ký chủ nhận được 3.650 ngày tuổi thọ. Chúc mừng ký chủ nhận được linh căn hỗn độn trí tôn. Một loạt thông báo tiếp tục hiện ra, chúc mừng ký chủ nhận được tu tiên quyết tối cao, hồng mộng tử khí kinh, rồi quyển sách đó liền hiện ra trước mặt ông. Hệ thống lại thông báo, chúc mừng ký chủ nhận được 50 năm tu vi, xin hãy lập tức củng cố tu vi trước mặt là một quả cầu linh khí màu đỏ đang tụ lại đan điền được bao bọc bởi linh khí tất cả những linh khí đó được ông hấp thụ vào giữa chán lúc này trên chán tiêu trần xuất hiện một viên linh thạch nhỏ màu đỏ chói xung quanh viên linh thạch phát ra linh khí này toàn thân nó phát ra ánh sáng dịu kỳ rồi bỗng nhiên viên linh thạch chứa 50 năm linh khí tu vi liền phát sáng chói lóa thư ánh sáng đấy lượn vòng quanh thân thể ông khiến cho bàn tay nhăn nheo già nua bỗng trở nên trẻ hóa láng mị người quản gia thấy thế thì hô hào vui mừng đây là vô thượng đạo vẫn lúc ta ngao du ở bên ngoài từng có cơ may nhìn thấy đây là cơ hội trời ban quản gia lúc này hai mắt sáng người nói lão tổ trong thời điểm sinh tử lại giác ngộ ngài đã tiến vào con đường tu tiên ông trời có mắt ông trời độ tiêu ra rồi viên linh thạch đó tiếp tục lơ lửng hệ thống hiện lên thông báo mừng ký chủ đột phá luyện khí tầng thứ nhất rồi nhanh như chớp chúc mừng thì chủ đột phá luyện khí tầng thứ hai rồi tầng thứ ba vài giây ngắn ngủi trôi qua tiêu trần đã đột phá tầng thứ 9 khi này cả cơ thể anh đã trẻ lại tóc đã hóa đen bóng dáng của khuôn mặt đã hóa trẻ trung toàn thân khỏe mạnh hệ thống thông báo chúc mừng ký chủ đột phá chúc cơ anh liền mở mắt ra và cảm nhận cơ thể mới này mê nhìn chằm chằm vào bàn tay đã thay đổi chóng mặt này của mình anh lắp bắp thầm nói chúc cơ sao bàn tay tiêu trần khi này phát sáng lấp lánh như bình bình tiêu trần tươi cười nắm chặt bàn tay mà mừng thầm một ngày đột phá 9 tầng trong nháy mắt đạt đến trúc cơ không hổ là hệ thống lão quản gia liền người cúi lại hô hào chúc mừng lão ra bước vào con đường tu tiên đám con cháu thấy thế cũng không ngừng cúi lại chúc mừng lão ra bước vào con đường tu tiên tiêu trần đứng dậy nhìn con cháu trong nhà anh cười nhẹ mỗi lần gia tộc sinh ra một đứa trẻ sẽ được thưởng thêm một lần có phần thưởng là có tuổi thọ là có thể sống tiếp anh liếc liếc mắt bây giờ các con của mình cũng đã 70 tuổi không còn trông mong được gì nữa nhưng mà nhớ ra gì đó tiêu trần chừng mở mắt lớn vậy thì các cháu trai đã 50 tuổi vẫn có thể thử được. Phát hiện ra điều đó thì Tiêu Trần cười lớn trông rất sảng khoái. Các chất trai vẫn còn trẻ phải bắt bọn chúng cần cù ngày đêm, gieo trồng hạt giống. Tiêu Trần liền đưa tay đỡ quản gia dậy. Mên liền kéo quản gia dậy rồi ân cần vỗ vai. Tiêu Trần vui vẻ dặn dò với quản gia, truyền lệnh của ta xuống. Tiêu Trần giơ thẳng tay tiến về phía trước, nơi tương lai của ta và toàn bộ tiêu gia, những hậu bối trẻ tuổi, hãy chăm chỉ sinh con cho ta. Thấm thoát trôi qua đã là 10 năm sau, tại tiêu phủ khung cảnh khi này nghi nga lộng lẫy vô cùng đồ dùng trong phủ đều lấp lánh sang trọng lúc này ở phía sau núi tiêu trần cũng chính là gia chủ đang ngồi nhâm nhi tách trà trong tay anh nhìn xuống phía con trai trưởng của mình là tiêu lập đang cung kính phụ thân tuân theo mệnh lệnh sinh nhiều của ngài hiện tại tiêu ra ba ngày một đám cưới nhỏ 7 ngày một đám cưới lớn tiêu ra lúc này đã trở thành đại hộ nạp thê nước tiếng gần xa trong vòng 10 năm đã trở thành gia tộc đứng đầu về nhân khẩu ở thành lạc nhật Chàng trai trẻ đứng cạnh ông khi này chính là con cháu Tiêu Hỏa Hỏa. Gia chủ cau mày nhẹ, mở thông tin cá nhân. Hệ thống hiện lên, khởi động hệ thống gia hòa vạn sự hưng, ký chủ tên là Tiêu Trần, tuổi 110 trên 500, tu vi kim đan tầng thứ 3, số lượng con cháu là 330, công pháp hồng mộng tử khí kinh. Thông thạo thuật ngữ kiếm thượng đẳng nhất giai, lạc nhật kiếm pháp thượng đẳng tam giai, linh căn linh căn hỗn độn trí tôn đan dược, chú nhan đan 4 sao, trường thọ đan 5 sao, trúc cơ đan cực phẩm một sao anh nhìn vào thành quả của mình 10 năm trở lại đây mình luôn ở trong nhà cả thành lạc nhật đều cho là mình đã chết nhưng mà cũng tốt thôi việc ở trong nhà rất phù hợp với mình sống đến 100 tuổi mới có hệ thống trân trọng mạng sống nhất định phải tôn trọng mạng sống lão quản gia phúc bá từ bên ngoài tiến vào quỳ xuống cung kính tham kiến lão tổ nhà nạp lan đến từ hôn anh cao mày từ hôn sao con trai trưởng tiêu lập cùng với tiêu hỏa hỏa bước tới tiêu lập lên tiếng phụ thân nhà nạp lan thật đúng là quá đáng bỗng nhiên hệ thống lại hiện lên chúc mừng ký chủ cháu trai tiêu hỏa hỏa đã bị từ hôn kích hoạt chức năng lựa chọn Lựa chọn một chịu đựng nhục nhã ép bị từ hôn phần thưởng nhận được là 10 vạn linh thạch hạ lựa chọn 2. phản kích mạnh mẽ chủ động hưu thê phần thưởng nhận được là số mệnh viêm đế ông nhìn vào thông tin hệ thống hiện lên mà cảm thấy khó tin chuyện này còn có thể lựa chọn sao nhưng số mệnh viêm đế là gì chứ hệ thống lại hiện ra số mệnh viêm đế là vị thần cổ đại sau khi khi viêm đế hạ phàm thì sức mạnh thần bí khổng lồ được tích tụ cả đời mà thành có thể nâng cao tư chất linh căn của người sử dụng có thể dùng để tặng anh vì đang xem thông tin của hệ thống nên có chút im lặng khiến cho con trai cùng quản gia phía sau lo lắng chẳng lẽ lão tổ bị chọc tức đến mức hồ đồ rồi sao anh đưa mắt nhìn con mình con trai lớn tiêu lập là một người phàm không có linh căn nên không thể tu luyện tương lai tiêu ra muốn tăng lên vạn người 10 vạn người có vẻ chỉ có thể dựa vào những con cháu đời sau có thể tu luyện giống như tiêu hỏa hỏa cuối cùng anh cũng lên tiếng lập nhi con có biết gì về thanh lam tông ở núi thanh lam không tông chủ hiện tại của bọn họ hiện tại đã đạt đến tu vì gì tiêu lập già nua đáp bẩm phụ thân dựa theo hiểu biết của con thì tông chủ thanh lam tông là một vị cường giả sắp tiến vào kim đan cảnh trong lòng ông nghĩ thầm phụ thân muốn ra mặt cho tiểu hỏa hỏa sao nhà nạp lan này chỉ dựa vào tông chủ thanh lam tông sắp đạt kim đan kỳ mà dám ức hiếp tiêu ra đúng là chán sống rồi rồi ông nhìn phụ thân đang chắp tay sau lưng dẫu sao lão tổ của tiêu gia đã đặt kim đan kỳ đó anh bước lên vỗ vỗ vai tiêu hỏa hỏa an ủi yên tâm lão tổ sẽ ra mặt thay cho con hỏa hỏa cảm động cảm ơn lão tổ lúc này tại tiền đường của tiêu gia một người ngồi chém chệ trên ghế cáu giận tiêu gia có ý gì đây đi lâu vậy mà vẫn chưa quay lại người nói lên đó là tộc trưởng gia tộc nạp lan hoành đồ ngồi bên cạnh là vị hôn thê của tiêu hỏa hỏa nạp lan vân ông nói vân nhi nhà chúng ta trở thành đệ tử cuối cùng mà tông chủ thanh lam tông nhận còn tiêu hỏa hỏa kia dẫu sao cũng chỉ là một người phàm đám hạ nhân đi theo cũng tức giận không kém tự bản thân biết mình không xứng với vân nhi là chúng ta nên chắc giờ đang ở sau núi thảo luận xem làm cách nào để giữ mối hôn ước này đây mà còn nói cái gì mà ra sau núi để xin ý kiến của lão tổ lão tổ của tiêu gia bọn họ đã chết được 10 năm rồi gia chủ khi này tức giận lắm rồi hừ lên con trai cả tiêu lập khi này cũng chống gậy bước đến cạnh là tiêu hỏa hoạn đang đỡ ông hoành độ huynh đợi lâu lắm rồi phải không ha ha Tiêu gia hoành độ nhìn hai người đáp, "Ừm không tệ, ta thấy Hòa Hoãn tướng mạo anh tuấn là người nho nhã lễ độ, theo lý mà nói quả thực là một mối lương duyên tốt, nhưng thật đáng tiếc, không biết lão tổ Tiêu gia có đồng ý cho chúng ta tử hôn không." Ông liền đặt một lọ linh đan xuống bàn nói, "Đây là đan dược do đích thân sư phụ của Vân Nhi chế tạo lấy, tùy đan loại cực phẩm." Ông quay đi rồi nói, "Đây cũng coi như là lễ bồi thường của Nạp Lan ra đối với Tiêu gia." Tiêu Lập trầm mặt, Nạp Lan gia này đúng là hào phóng vì chuyện từ hôn mà sẵn sàng đưa ra tiên đan thể diện hay ân tình cái gì cũng muốn. Nhìn mấy đám người rời đi ông nghĩ thầm, đến cuối cùng vẫn muốn tiêu ra phải nợ ân tình của Nạp Lan gia, tính toán kỹ thật. Tiêu Trần phía sau núi sử dụng thần thức để dò xét cũng có thể biết được ở tiền đường tiêu gia xảy ra chuyện gì. Anh hừ một tiếng, dựa vào một bình thuốc còn con cũng có thể ngông cuồng như này sao? Vừa cầm tách trà trên tay cười mỉm, rồi sử dụng khả năng truyền âm cho cháu mình, hỏa hỏa đến lượt con rồi đó, hỏa hỏa nhận được tin liền bước lên phía trước dõng giặc nói nạp lan gia chủ ngài vẫn nên cầm lọ tiên đan này về cho nạp lan vân dùng đi thì hơn chuyện từ hôn tiêu ra chúng ta tuyệt đối không đồng ý gia chủ nạp lan cùng nạp lan vân nghe anh nói thế thì giữ người lại ông tức giận dơ gậy lên tiêu hỏa hỏa ngươi chỉ là một đứa nhãi vắt mũi chưa sạch ở đây chưa đến lượt ngươi lên tiếng ngậm miệng lại tiêu hỏa hỏa nghe ông quát thế không sợ mà chầm chậm bước lên anh đứng đối diện hai người nói tiểu thư nạp lan vân Xin hỏi chuyện từ hôn là ý của cô hay ý của gia chủ Nạp Lan? Cô liền đáp luôn, đương nhiên là ý muốn của ta, dẫu sao sư phụ của ta cũng không muốn ta thành thân với một người phàm không thể tu luyện, làm trì hoãn việc ta tu luyện. Cô cau mày nhìn anh, sự khác biệt của chúng ta có lẽ ngươi là người hiểu rõ nhất chứ? Tiêu Trần bên phía sau núi nghe thế thì hừ hừ. Tiêu Hỏa Hỏa liền đáp luôn, Tiêu thư Nạp Lan Vân, cô thân là cháu gái của một đại gia tộc có lẽ cũng hiểu rõ, đến cửa từ hôn là một chuyện ô nhục thế nào anh đưa tay vỗ vỗ ngực còn nếu ta đồng ý với yêu cầu của các người vậy thì tương lai tiêu ra chúng ta ở thành lạc nhật tại núi thanh vân còn có chỗ đứng nào sao cô nghe thế thì chỉ tay mắng ngươi chỉ là một người phàm có tư cách gì mà ra điều kiện với bổn đại tiểu thư chứ anh cao hơn cô cả một cái đầu nên phải cúi xuống nhìn cô nạp lan vân cô cho rằng một người phàm như ta không xứng với người tu tiên như cô mà thôi nhưng ngoài thanh lam tông chống lưng cho cô ra thì cô còn có cái gì có thể dựa vào chứ anh còn trừng mắt lớn hơn nữa sao cô dám chắc ta chỉ là một người bình thường." Anh liền huyên ngang nói lớn, "Ta đã sớm bước vào con đường tu tiên rồi." Toàn thân anh phát ra sức mạnh là luyện khí tầng 4. Mọi người ở đó nhìn thấy thế thì ngơ ngác, "Là luyện khí tầng 4? Chỉ thấp hơn một tầng cảnh giới so với đệ tử cuối cùng của Tông chủ Thanh Lam Tông, là Nạp Lan Vân." Gia chủ Nạp Lan cùng Nạp Lan Vân kinh ngạc, "Sao có thể chứ?" Cô tròn mắt nhìn Tiêu Hỏa Hỏa. Tiêu Hỏa Hỏa thế mà lại là một tu sĩ tu tiên, cả người anh lấp lánh đẹp trai vô cùng. Nạp lan vân đơ ra một lúc, không thể tin vào mắt mình nữa. Miệt cô há hốc. Một lúc sau thì cô chỉ chỉ tay lên trời. Chuyện từ hôn ta có thể tạm hoãn nhưng ta có một điều kiện. Tiêu hỏa hỏa nghe cô nói thế nói luôn. Cô có điều kiện gì nói thử xem. Điều kiện của ta chính là chuyện từ hôn sẽ lùi lại 10 năm sau. 10 năm sau hãy đến Thanh Lam Tông tìm ta thách đấu. Nếu lúc đó nếu người thua thì ta sẽ từ hôn. Khi đó chuyện từ hôn sẽ là chuyện giữa ta và người. Sẽ không có ảnh hưởng lớn đối với tiên gia ngươi có dám đồng ý không? Anh nghe thế thì vung tay hiên ngang, lão tổ đã từng dạy ta rằng, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng chê thiếu niên nghèo. Gia chủ nạp lan chống gậy nhìn chầm chằm vào tiêu hỏa hỏa. Tiêu lập nghe anh nói thế thì giơ tay nói lớn, nói hay lắm, nói rất hay, không hổ là con cháu tiêu gia ta ha ha ha. Nạp lan vân tức giận, một tên mới chỉ đạt đến luyện ký tầng thứ tư như ngươi mà cũng dám lên mặt dạy đời ta sao. Cô chỉ tay thẳng vào anh, trong vòng 10 năm ta nhất định sẽ khiến ngươi quỳ gối xin tha. Anh không chần chừ đáp luôn, không cần đến 10 năm. Nói rồi anh liền đưa tay vào trong ngực, rút ra một tờ giấy, rồi đưa tay lên miệng cắn rách ngón tay cho tóe máy rồi ấn uống tờ giấy đó. Anh giơ trước mặt cô, đây không phải thư từ hôn mà người muốn, mà chính là hưu thư của tiêu gia với ngươi. Trên tờ giấy khi này có chữ hưu cùng với vân tay máu của anh. Từ hôm nay trở đi, Nhà Nạp Lan và Nạp Vân Lan không có bất kỳ quan hệ nào với Tiêu Hỏa Hỏa Ta hay nhà họ Tiêu nữa. Nạp Lan Vân thấy tờ hưu thư thì đưa tay che miệng không tin được, sao ngươi dám viết hưu thư ta chứ? Cảnh tượng anh đưa hưu thư ra được đông đảo hai bên chứng kiến, mọi người khi này rơi vào một mảng lặng im. Tiêu Trần phía bên này thấy cảnh tượng đấy thì nâng ly trà lên cười nhẹ. Hệ thống hiện lên thông báo: Chúc mừng ký chủ, lựa chọn thứ hai đã thành công, phần thưởng nhận được là vận mệnh viêm đế. Viên linh thạch nồng đậm ánh lửa hiện ra anh cầm nó trong tay cảm thán không tồi mà tiêu hỏa hỏa bên này sau khi nói xong thì ra lệnh người đâu tiện khách tiêu lập chống gậy nói thêm à phải rồi đừng quên cầm theo tẩy tủy đan cực phẩm ngàn vàng khó mua của mấy người gia chủ nạp lan liền quay đi hừ một tiếng lúc này tại sao núi gió thổi điều hưu tiêu trần cầm lấy viên linh lạch trong tay nói cháu trai ngoan lại đây nào lão tổ tặng cháu một món quà thả lỏng tinh thần đi tiêu hỏa hỏa nghe thế thì lập tức cảm ơn lão tổ Tiêu Trần liên đưa viên linh thạch kia về phía bụng của Tiêu Hỏa Hỏa. Hệ thống hiện lên, họ tên Tiêu Hỏa Hỏa, chủng tộc con người, cảnh giới luyện khí tầng 4, linh căn thuộc linh căn nhị phẩm, đặc biệt vận mệnh viên đế chưa đủ điều kiện để kích hoạt. Linh căn của Tiêu Hỏa Hỏa không có gì thay đổi, tu vi cũng không có tăng thêm, hơn nữa vận mệnh viêm đến cũng chưa đủ điều kiện để kích hoạt. Anh nói với cháu mình, "Được rồi lão tổ đã dùng mật pháp nâng cao tư chất linh căn của con." Anh đưa tay vỗ vai cháu nói tiếp, nhưng có một điều kiện là con cần cố gắng tu luyện mới sử dụng được món quà khích lệ này của lão tổ. Bằng không những chuyện như hôm nay sẽ tiếp tục xảy ra nhớ chưa? Tiêu Hỏa Hỏa ngoan ngoãn, con nhớ rồi thưa lão tổ. Anh nghe thế thì gật gù, ừm tốt lắm đi tu luyện đi. Thời gian nhanh chóng qua đi cũng đã là một năm sau. Chiêu Trần ở phía sau núi đang tập trung tu luyện. Thì bỗng nhiên núi Thanh Vân có sự rung động khác thường. Anh như chớp anh liền nhảy vụt hướng tới, hình như có bảo vật hiếm có xuất hiện. Hệ thống hiện lên thông báo, chúc mừng ký chủ đã phát hiện ra báu vật hiếm gặp hãy lựa chọn anh cao mày nhìn vào thông báo vừa rồi của hệ thống đang ngự kiếm trên không anh xoa cằm trầm ngâm lựa chọn một dựa vào tu vi kim đan tầng 3 phòng tỏa toàn bộ núi thanh vân một mình hưởng thụ bảo vật phần thưởng là một món pháp bảo thượng đẳng cấp 5. lựa chọn 2. giả vờ không biết xem mọi người tranh nhau không để lộ thân phận phần thưởng là một món pháp bảo thượng đẳng cấp 3. anh không trần trừ chọn lựa chọn hai cái thứ hai mới phù hợp với suy nghĩ của mình yên phận một chút không tốt hơn ư? Anh đưa tay ra chọn. Hệ thống hiện lên chúc mừng ký chủ đã chọn lựa chọn 2. Phần thưởng nhận được là pháp bảo Lưu Vân Giáp thượng đẳng cấp 3. Ngay lập tức thì một luồng sáng vàng bao quanh lấy tay anh, rồi bao bọc cả người anh. Bộ giáp ánh vàng lung linh trong suốt. Anh đưa tay nhìn vào bộ đồ trên người mình. Lưu Vân giáo này sẽ tự động biến đổi vừa văn theo cơ thể của người mặc. Bình thường sẽ bọc ngoài ra trở thành áo giáo bên trong. Chỉ khi nào mình gặp nguy hiểm mới hiện ra. Anh đưa tay lên khởi động ngự kiếm. Về nhà mau chóng về nhà. Ngựa trên kiếm bay vút về anh nghĩ thầm, hệ thống này còn muốn bẫy mình để mình lựa chọn phong tỏa núi Thanh Vân, như thế thì khác gì tự tìm đường chết. Mình chỉ cần âm thầm tu luyện ở phía sau núi để con cháu đời sau không ngừng đơm hoa kết trái, tương lai chính là một bầu trời tươi sáng, vô số các loại pháp bảo và tu vi đều là của mình hết. Đối với mình mà nói, chỉ cần sống thật thọ, con đàn cháu đống mới có thể có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn nữa, đây mới là điều quan trọng nhất. Sớm hôm sau ở trên một con phố, một vị thư sinh nói hôm qua mọi người có nhìn thấy không luồng ánh sáng tím chói mắt ấy ánh sáng chói mắt như thế thì chắc chắn là bảo vật người gần đấy tiếp lời tôi cũng nhìn thấy tối qua tôi cãi nhau với vợ nên ra ngoài để bình tĩnh thì nhìn thấy nó không biết là của vị thần nào để lại lát nữa chúng tôi lên núi đi săn huynh có muốn đi cùng không người bên cạnh nghe thế thì liền đồng ý được tôi sẽ đi cùng nếu thật sự nhặt được bảo vật thì không phải là một bước lên trời sao đi nào nhanh chóng tập hợp thêm người không được để nhà họ vương đi trước chúng ta một bước các huynh đệ đây là cơ hội của trần gia ta chỉ cần giành được là có thể thăng thiên ngay lúc này mọi người đã tập trung thành từng nhóm hô hào nhà họ hoàng vô địch các huynh đệ mọi người có muốn bị lưu ra ức hiếp không nhóm bên này cũng không kém cạnh nói bảo vật lần này nhất định phải thuộc về nhà họ hoàng chúng ta tại thành lạc nhật sau núi tiêu gia có một chiếc xe ngựa đang tiến tới người ngồi trong chiếc xe ngựa không ai khác chính là con trưởng của tiêu trần gia chủ hiện tại của tiêu gia tiêu lập ông sốt ruột chống gậy dục đi nhanh hơn nữa đi xe ngựa khi này đi đến đạo trường ở hậu viện tiêu gia ông bước vào cung kính gọi phụ thân nhìn vào phụ thân đang viết gì đó ông nói con có chuyện cần bẩm báo anh nghe thế thì ngẩng đầu người nhẹ lập nhi có chuyện gì mà con hốt hoảng vậy ngồi xuống rồi nói ông làm phép đưa tay đỡ người con trai đã già của mình ngồi xuống khi ông vừa ngồi xuống thì bàn tay đỡ ông khi nay liền biến mất Ông nhìn vào cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi suy nghĩ, mình đã 80 tuổi, mặc dù cơ thể cường tráng nhưng vẫn phải để phụ thân sử dụng linh lực đỡ mình ngồi xuống. Phụ thân xem ra còn trẻ khỏe hơn cả mình. Ông ngước lên nói, "Phụ thân, đêm qua núi Thanh Sơn xuất hiện một ánh sáng tím thần bí, nghe nói là bảo vật xuất hiện. Sáng sớm hôm nay, các gia tộc lớn nhỏ xung quanh thành đều lên núi tìm bảo vật rồi. Rất nhiều gia tộc nhỏ ở trong thành Lạc Nhật cũng phái người đi tìm bảo vật. Tiêu gia chúng ta cũng có Tiêu Hỏa Hỏa Mang Linh Can cho nên bảo vật lần này tuyệt đối không được để lọt vào tay gia tộc khác ông nghĩ thầm hiện tại chỉ cần phụ thân gật đầu đồng ý mình sẽ lập tức tập hợp thuộc hạ chuẩn bị xuất phát lên núi thanh vân tìm bảo vật tiêu trần cầm tách trà đi tới cho con trai lập nhi không phải vội con còn nhớ lúc còn bé phụ thân thường dặn dò con điều gì không ông đưa tay nhận tách trà nói con vẫn nhớ người từ nhỏ đã dạy chúng con gặp chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm lập kế hoạch rồi mới hành động tiêu trần gật gù ừ vậy thì đối với chuyện này tiêu gia chúng ta tuyệt đối không được tham gia ông nghe thế thì có chút kích động phụ thân như chuyện đó còn chưa kịp để ông nói hết thì anh đáp lập nhi chúng ta chỉ là một người phàm hơn nữa một món bảo vật hiếm gặp như vậy xuất hiện chúng ta liệu có thể có được nó không cho dù chúng ta may mắn tìm được thì cũng sẽ phải đối diện với sự thèm muốn của gia tộc khác vậy thì thà rằng ta không can dự ngay từ đầu yên lặng ngồi nhìn các gia tộc khác đấu đá lẫn nhau cuối cùng có thể làm ngư ông đắc lợi tiêu lập miệng thì con xin tuân lệnh nhưng trong lòng không can tâm mình vẫn không tán thành lắm với cách nghĩ của phụ thân nhưng phụ thân nghiêm khắc như vậy mình cũng không thể làm trái lời người tiêu trần nói chuyện quan trọng nhất bây giờ tiêu gia cần làm là sinh con những chuyện khác không cần quan tâm đi đi liêu trần chỉ có thể nghe theo đáp vâng phụ thân ba ngày sau tại hậu sơn của tiêu gia tiêu trần đang ngồi trước cửa tu luyện anh sử dụng thần thức dò xét phạm vi xung quanh thì phát hiện ra có người đi đến hậu sơn của tiêu gia người đi đó không ai khác chính là tiêu lập đang chống gậy đi tới anh liền cười nhẹ, đưa tay sử dụng một chút linh lực. Luồng linh lực đó lập tức quẩn quanh con trai cả của mình. Rồi đưa thẳng tiêu lập đến trước mặt anh khiến ông ngạc nhiên. Phụ thân vừa sử dụng thần thức đã có thể di chuyển mình đến trước mặt người rồi. Quá lợi hại đi. Ông bước tới cung kính nói chuyện. Núi Thanh Vân xuất hiện bảo vật đã chuyển đến tai của Thanh Lam Tông. Thanh Lam Tông đã phải 20 vị tiên nhân phong tỏa toàn bộ núi Thanh Vân. Con cháu của các gia tộc lên núi tìm bảo vật đều bị Thanh Lam Tông bắt lại dùng hình tra khảo cuối cùng đều bị diệt khẩu. Tiêu Trần đứng dậy nói, Thanh Lâm Tông tự xưng là danh môn chính phái, nhưng không ngờ rằng tâm địa lại thâm độc. Thanh Lam Tông này chỉ bởi vì bảo vật ở núi Thanh Vân mà không từ thủ đoạn ra tay thảm sát dân thường. Nhớ lần trước chuyện từ hôn của Tiêu Hỏa Hỏa, thì cũng đã hiểu hơn phần nào về Thanh Lam Tông. Hiện tại mục đích của Tiêu gia chúng ta hiện tại là giấu tài ẩn mình. Con đàn cháu đống, chỉ có con cháu trong gia tộc này ngày càng đông đúc, thì tương lai của Tiêu gia mới có thể phát triển không ngừng ông chậm chậm vỗ vai con trai mình bằng không thì tất cả đều là vô ích tiêu lập cúi đầu phụ thân anh minh con hiểu rồi ạ à. rồi ông xin phép cáo lui cha mình thời gian thấm thoát trôi qua đã là nửa năm sau hệ thống hiện lên thông báo chúc mừng số lượng con cháu của ký chủ đã lên đến 400 người kích hoạt lựa chọn xin hãy lựa chọn lựa chọn một người không vì mình trời chu đất diệt bạn âm thầm lẻn vào núi thanh vân tìm báu vật phần thưởng nhận được là kinh thạch trung phẩm lựa chọn thứ hai phát triển ổn định, không tranh với đời. Bạn quyết định không mạo hiểm, phần thưởng là linh mạch hạ phẩm. Anh xoa xoa cằm, lại muốn mình đến núi Thanh Vân tìm bảo vật. Chuyện này quá nguy hiểm, không phù hợp với mình. Hiện tại toàn bộ núi Thanh Vân đã bị Thanh Lam Tông bao vây. Mặc dù thời gian này Thanh Lam Tông vẫn chưa tìm được bất cứ bảo vật nào. Nhưng Trung Quy vẫn là một người không thể đấu lại hai người. Ở yên vẫn tốt hơn. Anh không do dự mà chọn lựa chọn thứ hai, phát triển ổn định giúp tiêu ra con đàn cháu đống mới là mục đích của mình. Anh vẫn đang ngồi nguyên ở tư thế tu luyện thì hệ thống lại lần nữa hiện lên. Chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công. Hệ thống nhắc nhở, chỉ cần đặt trên dãy núi bình thường là có thể hình thành linh mạch dưới đất. Anh liền đưa tay ấn vào núi sau tiêu ra. Địa điểm là núi sau tiêu ra. Đã thành công đặt có ở ngọn núi phía sau tiêu ra. Trạng thái, linh khí tỏa ra nồng đậm. Tiêu trần tươi cười vui vẻ. Linh khí đất trời nồng đậm gần như sắp tạo thành sương mù rồi. Anh lại ngồi nghiêm túc tập trung, nhân lúc này phải nhanh chóng bế quan tu luyện thôi. Lúc này ở núi Thanh Vân bỗng có tiếng kêu thảm thiết. Một người bị kiếm chém đến phun máu tung tóe dưới sự chứng kiến của rất nhiều người ở đó. Người làm ra việc độc ác đó chính là trưởng lão Thanh Lam Tông Lý Huân Phong, ông cầm kiếm trên tay lên tiếng, "Các ngươi nhìn kỹ cho ta, đây là hậu quả của kẻ lười biếng trốn việc." Mấy người ngồi bệt ở dưới đất run sợ. Ông nói tiếp, "Các ngươi nên nhớ, sau này nếu còn tiếp tục lười biếng thì cũng chính là kết cũ củ của các ngươi. nói xong thì ông thu kiếm vào bao hung ác nhìn mọi người. bỗng nhiên ông cảm nhận được linh khí thiên địa nồng đậm lạ thường. ông liền lập tức bật nhảy lên cây. mấy người bên dưới nhìn ông hỏi, lý trưởng lão sao vậy ạ? À? ông đáp, linh khí mạnh mẽ đang dao động này phát ra từ phía sau núi của tiêu gia. ông quay đầu lại nhắc nhở, các ngươi tiếp tục giám sát đám thanh niên cường tráng của các gia tộc tìm kiếm bảo vật ta thử đến ngọn núi phía sau tiêu ra xem xem vì sao đột nhiên lại xuất hiện luồng tinh khí trời đất này nói xong thì ông nhanh chóng phi thân đi vừa đi ông vừa nghĩ thầm càng đến gần ngọn núi phía sau tiêu ra thì luồng linh khí càng dao động mãnh liệt phải kìm nén sự kích động giảm tốc độ giấu đi hơi thở của bản thân đối với người phàm mà nói thì mình có thể nắm quyền sinh sát nhưng đối với việc bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tu sĩ khác thì phải cực kỳ cẩn trọng tiêu trần đang ngồi tu luyện thì hệ thống cảnh báo Phát hiện thấy trưởng lão Thanh Lam Tông Lý Huân Phong đang tiến đến, anh khó chịu ra mặt, ai vậy? Làm ảnh hưởng đến việc mình hấp thụ linh lực trời đất. Lý Huân Phong đến gần, khởi động chức năng lựa chọn. Anh nghĩ một lát rồi lựa chọn, trước hết yên lặng quan sát đã, không nên đưa ra lựa chọn vội. Lý Huân Phong cuối cùng cũng lần đến núi sau của Tiêu gia. Ông đưa tay lên muốn dò xét một lượt thì không phát hiện ra tu sĩ nào khác. Rồi ông lập tức bật nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống thì ông kinh ngạc, cái gì chứ? là linh mạch hạ phẩm sao? Nếu như tông chủ biết mình phát hiện ra linh mạch hạ phẩm, thì đến lúc đó vị trí đại trưởng lão không còn xa tầm với của mình nữa rồi. Thậm chí có thể nhận được quyền ưu tiên sử dụng linh mạch. Lúc đó có thể dễ dàng thăng lên được kim đan kỳ rồi. Phải nhanh chóng báo lại với thanh lam tông thôi. Tiêu trần sử dụng ảo ảnh của mình hiện lên nói. Đạo hữu từ đâu mà đến? Khiến cho lý huân phòng hoang mang. Trong lòng có chút lo lắng. Vậy mà còn có người tránh được sự thăm dò của mình. Ông liền chắp tay. Không thể ngờ là vùng đất tu luyện này đã có chủ, tại Hạ Mạo Phạm rồi. Tại Hạ là trưởng lão của Thanh Nam Tông Lý Huân Phong vô tình có duyên gặp gỡ Kính Mong Đạo Hữu xuất hiện gặp mặt. Tiêu Trần cuối cùng cũng hiện ra nói, thì ra là Lý Đạo Hữu, lão phu là Thạch Hạo. Nói thế trong lòng anh nghĩ thầm tùy tiện bịa ra một cái tên, chủ yếu là kéo dài thời gian để đuổi hắn đi. Lý Huân Phong nghe nói thế thì nghĩ thầm, tuy rằng có thể tránh được thăm dò của mình chứng tỏ thực lực cao hơn mình, nhưng tuyệt đối sẽ không quá cao suy cho cùng nếu là cường giả thì mình sớm đã thiệt mạng rồi thạch hạo cái tên này cực kỳ xa lạ xem ra là tán tu nếu như vậy thì ông suy nghĩ rất nhiều bởi vì trong giới tu luyện tự tiện sông và nơi người khác tu luyện là hành vi khiêu khích đây là điều đại kỵ nếu đối phương là kẻ mạnh chắc chắn sẽ không nghe mình giải thích mà khiến cho thế gian này có thêm một bộ xương cốt chỉ cần tấn công bất ngờ giết thạch hạo thì linh mạch này sẽ là của mình rồi đến lúc đó đột phá lên kim đan kỳ trở thành đại trưởng lão của tông môn là chuyện trong tầm tay ông rút ra một bình gì đó trong áo tiền bối đây là tẩy tủy đan cực phẩm của tại hạ hôm nay vô tình xông vào lãnh địa của tiền bối cái này xin như là lễ vật bồi thường của tại hạ ông cung kính đưa cho tiêu trần ngày sau nhất định phải đến thanh lam tông để tại hạ có cơ hội tiếp đãi ngài nhìn ông ta cung kính mà tiêu trần trầm ngâm tên này mỗi lần nhìn thấy linh khí nồng đậm hóa thành xương ánh mắt đều lóe lên sự tham lam không ngờ là hắn sẽ thật sự tặng lễ vật nhận lỗi anh cầm lấy bình tẩy tủy đan mà cười không sao lý đạo hữu nói đúng quả thực là hiểu lầm ngày khác nhất định sẽ đến thanh lam tông bái phòng ha ha ông ta nghe thế thì liền thăm dò hơi thở của người này tu vi chắc chắn không quá cao có điều cũng là tu sĩ trúc cơ nhân lúc hắn không đề phòng tập kích một tu sĩ tu vi cao hơn mình một chút khiến hắn trọng thương rồi giết không phải là chuyện quá khó khăn ông chắp tay nếu vậy tại hạ không làm phiền nữa xin phép cáo tử dẫu sao hiện tại tông môn vẫn còn chuyện cần giải quyết ba ngày sau tại hạ sẽ đến mời tiền bối đến thanh lam tông quay người đi ông cao mày linh mạch này mình nhất định phải lấy được Tiêu Trần bên kia thấy ông quay người đi thì thở nhẹ, cuối cùng cũng có thể tiến hắn đi rồi. Gương mặt hắn sát lạnh, chỉ cần lấy được linh mạch hạ phẩm này, sau khi trở về tông môn đại trưởng lão Kim Đan Kỳ đều nằm trong tay mình. Hệ thống hiện lên thông báo, sát ý đến từ Lý Văn Phong cộng 1, anh nhận được cảnh báo liền mau mày. Khôn kiếp một tên khẩu Phật tâm xà, cứ nghĩ là mọi chuyện em đẹp rồi, Thanh Lam tông này đúng là không có nổi một người tốt. Lập tức anh sử dụng tiên hạ thủ vi cường. Nhập Dương kiếm pháp, lao về phía Lý Huân Phong. Ông bên này tuy không quay đầu nhưng trong nháy mắt cảm nhận được một luồng uy lực đáng sợ. Một nỗi sợ không tên dấy lên trong lòng mình, nguy hiểm sắp đến rồi. Rồi lập tức ông phun ra một ngụm máu lớn. Sờ vào vết thương ở trên ngực ông kinh hoàng, ngươi vậy mà. Vậy mà lại đột kích ta. Điều mình không ngờ là hắn trực tiếp tấn công mình, kiếm khí sắc bén đến đáng sợ đâm vỡ nội tạng của mình. Hiện tại mặc dù không chết ngay lập tức nhưng cũng không khác là bao. Tiêu Trần cao cao tại thượng nhìn xuống, ngươi muốn giết ta sau đó đoạt lấy linh mạch của ta đúng không nếu ngươi đã muốn giết ta thì ta đương nhiên sẽ giết ngươi rồi vậy nên ngươi chết cũng không oan hắn ta quay lại ấp úng ngươi sao lại biết chứ trong lòng nghĩ thầm mình đã che giấu kỹ lắm rồi mà vẫn bị hắn phát hiện ra rồi hắn hèn mọn lao lên phía chỗ tiêu trần tiền bối tha cho tao một mạng ta là bị lòng tham làm mờ mắt ta là trưởng lão của thanh lam tông ngươi không thể giết ta ngươi không được giết ta nếu ngươi giết ta thanh lam tông sẽ không tha cho ngươi đâu hệ thống hiện lên thông báo sát ý đến từ Lý Văn Phong cộng 1. Chẳng chần chứ anh liền giơ kiếm lên, sử dụng Nhật Lạc Tây Sơn. Lý Văn Phong thấy thế thì hoảng hốt nhìn anh. Một đạo kiếm chém xuống, hắn không tin được là Tiêu Trần vậy mà không để ý đến chức vị trưởng lão của Thanh Lam Tông. Một kiếm kia tới phía sau cổ hắn nhanh đến nỗi đầu rơi ra rồi hắn còn chừng mắt lớn, thi thể nam giới không đầu trông quen mắt vô cùng, đó là cơ thể của mình sao? Đến chết mình cũng không thể ngờ là sẽ bị Thạch Hạo đánh úp. Tiêu Trần cất kiếm đi, hệ thống hiện lên thông báo chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công phần thưởng nhận được là pháp bảo thượng đẳng trung càng khôn tam dài anh nhìn cái xác trên mặt đất kiếp sau đừng xấu tính như này xem ra sau khi mình giết lý huân phong hệ thống đã tự ghi nhận bình lựa chọn phương án đầu tiên cho nên đã tặng phần thưởng nhìn chiếc chuông vàng trong tay anh thử lắc lắc rồi mỉm cười thử tung chiếc chuông ra xa vận dụng linh lực nhìn vào chiếc chuông anh cười lớn chuông càng khôn đúng là tiện ích là trang bị giết người cần có nha hệ thống hiện lên theo thường lệ kiểm tra kỹ càng túi chữ vật của lý huân phong anh liền cầm chiếc túi của lý huân phong lên chỉ phát hiện ra 10 viên linh thạch và một ít đan dược cơ bản nhất tiêu trần khoanh tay có chút thất vọng đúng là nghèo kiết xác ba ngày sau thời tiết quang đãng trời xanh mây trắng nắng vàng tiêu lập chậm chậm đi tới bước lên đến thềm cửa thì bên trong vọng ra tiếng nói vào đi ông đưa tay mở cửa nhưng rồi nghĩ lại chỉnh trang lại quần áo trước đã tiêu chuẩn ngồi trên ghế hỏi con có việc gì sao ông bước đến cung kính thưa phụ thân thời gian này bởi vì mãi không tìm được bảo vật trên núi thanh vân nên đám người của thanh lam tông đã mất hết kiên nhẫn chuẩn bị rời đi rồi sáng sớm nay vị tiên nhân cuối cùng của thanh lam tông đã rời đi tiêu trần không ngờ người thanh lam tông đã rời đi hết rồi xem ra bảo vật này phải là người thật sự có duyên mới có được nếu hiện tại núi thanh vân đã không còn tiên nhân vậy thì phải đốc thúc mọi người nỗ lực vì tiêu ra khai trì tán diệp tiêu lập cúi đầu cung kính con tuân lệnh sau khi quay về con sẽ thông báo với thanh niên trai trắng trong gia tộc Tiêu Lộc quay người ra đến cửa thì bên này hệ thống hiện lên con cháu có linh căn của ký chủ đã lên đến 50 người, phần thưởng đặc biệt. Chúc mừng thí chủ nhận được 60 năm tu vi phải 10 vạn linh thạch hạ phẩm, khởi động chức năng đạo trường thiên địa. Anh nhìn vào chức năng mới mà thắc mắc đây, là chức năng đạo trường thiên địa. Anh lựa chọn bấm vào xem phạm vi bao trùm của đạo trường thiên đạo núi sau tiêu ra. Đạo trường thiên địa nồng đậm, ngưng tụ linh khí cao gấp 10. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi ngoài ra có thể tùy lúc xem diễn biến bên trong đạo trường. Anh nhếch môi cười nhẹ đây chính là thiên động phúc địa rồi. Anh khi này đã đạt đến Kim đan tầng 6, hoàn thành quá trình tự hấp thụ 60 năm tu vi, thật sự là không tệ mà, tu vi cũng tăng lên rồi. Hệ thống thông báo: Phát hiện thấy nhân sâm ngàn năm tiến vào bên trong đạo trường thiên địa khởi động, lựa chọn xin hãy lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất: Lập tức bắt lấy nhân sâm sử dụng, có thể gia tăng 500 năm tu vi, phần thưởng nhận được là 350 tu vi công pháp thuần phong cử biến. Lựa chọn thứ hai là: Thu nhận làm đồ đệ có thể giúp linh khí ở đạo trường từ từ gia tăng, phần thưởng nhận được là 6 lọ trường thọ đan công pháp thiên linh cửu chuyển anh nhìn vào thông báo mà trầm ngâm nhân sâm ngàn năm ư nhân sâm ngàn năm là nhân sâm thành tinh đã hấp thụ ngàn năm tinh hoa nhật nguyệt ở núi thanh vân chứa đựng tinh hoa của cây cỏ 200 năm trước có nhận thức 10 năm trước biến hình thành công có thuận độn thổ thần thông xem ra đây chính là bảo vật thanh lam tông vất vả tìm kiếm tiêu trần sử dụng thần thức thăm dò quanh núi thì đã tìm thấy rồi anh nhếch môi cười nếu như cứ thế mà ăn nó thì thật đáng tiếc vậy thì thu phục nó vậy không chần chờ gì nữa, anh lập tức bay đi như một cơn gió. Đến lối sau của Tiêu gia đạo trường thiên địa. Lúc này có một hài tử vẫn yếm đỏ đang tung tăng đùa nghịch, cậu bé cười lớn, linh khí ở đây nồng đậm quá, chắc không phải là tiên cảnh đâu nhỉ? Bỗng có tiếng nói, "Bạn nhỏ ngươi đang tìm gì vậy có cần ta giúp không?" Hai tử nghe thế thì giật mình phát khóc. Tiêu Trần từ từ đáp xuống bên cạnh thằng bé, thì thằng bé liền sử dụng thuật độ thổ chui xuống đất. Anh nhìn nó cười, dựa vào thuật độ thổ này để bỏ trốn không dấu vết. Thanh Lam Tông cùng thanh niên trai tráng các gia tộc khác có thể tìm thấy mới là lạ. Nhìn thằng bé được một luồng tiên khí bao quanh anh nghĩ, có điều đây là đạo trường thiên địa thuộc địa bàn của mình hay hay, bởi vì linh khí trong đạo trường là nồng đậm nhất. Một phần loài nhờ có sự tăng cường của linh khí hạ phẩm, mặt khác là nhờ linh khí vốn có của đạo trường, cho nên mức độ linh khí ở đây có thể sánh với thiên động phúc địa của đại môn phái. Nơi này có sức hút khó cưỡng đối với một bảo vật giống như nhân sâm ngàn năm. Nhìn thằng bé chạy lon ton mà anh liền đưa tay tạo một luồng khí bao bọc lấy cậu bé rồi nhấc bổng cậu bé lên đưa về gần phía mình bạn nhỏ ta lại tìm thấy ngươi rồi nha nói rồi anh liền thả thằng bé xuống đất thằng bé quay lại nhìn thấy anh thì gào khóc tiên nhân luồng linh khí bao quanh thằng bé khi này cũng đã biến mất cậu bé được đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng anh chắp tay ra phía sau lưng rồi cúi người xuống tươi cười bé con đừng sợ lão phu sẽ không hại ngươi đâu thằng bé tròn mắt nhìn men trong sự ngưỡng mộ khi Men đưa tay xuống bế lấy cậu bé thì cậu bé đưa tay lên ôm lấy ngón tay anh. Rồi lập tức cậu bé được anh ôm trọn vào trong lòng. Thấy cậu bé rất đáng yêu, anh liền xoa xoa nhẹ chiếc đầu tròn nhỏ của em bé mà âu yếm. Đột nhiên lúc này Men chợt nhớ ra gì đó, anh liền hỏi: "Đúng rồi, bé con, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?" Thằng bé ở trong lòng bàn tay anh ngước lên nhìn, lẩm bẩm nói: "Bái sư?" Anh giảng giải: "Nếu ngươi bái ta làm sư phụ, thì sau này ngươi có thể thoải mái sống tại ngọn núi này không phải lo sẽ gặp nguy hiểm gì và ta sẽ chuyển thụ pháp quyết tu tiên cho ngươi để ngươi tiến vào con đường tu tiên anh tỏa ra một nụ cười hiền dịu như một người cha và hỏi có được không thằng bé ngưng ngác tu tiên không cần nghĩ nhiều ngay lập tức cậu bé cúi đầu xuống hành lễ với mên ấp úng nói sư phụ thằng bé vừa bái sư xong thì hệ thống cũng hiện lên chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công thu phục nhân sâm ngàn năm phần thu ong nhận được là sáu lọ trường thọ đan, công pháp thiên linh cửu chuyển. Anh nhìn vào những vật phẩm nhận được mà cười rất vui vẻ. Anh xoa đầu thằng bé. Ha ha, đồ đệ ngoan. Mên hai tay nâng niu đứa bé trên tay nói, nếu ngươi đã là nhân sâm ngàn năm hóa hình người, thì vi sư sẽ đặt tên ngươi là Linh Tham Tử. Thằng bé khi nghe mình được đặt tên thì vui sướng, vui quá, con là Linh Tham Tử. Mên cũng vui cười cùng đứa bé, vậy vi sư sẽ tặng cho con một món quà gặp mặt nhé. Anh nâng niu thằng bé bằng một tay, Vi sư sẽ truyền thụ cho con một quyền công pháp, Thiên Linh Cửu Truyền. Đây là công pháp thượng đẳng Tam giai. Thằng bé lần đầu tiên nghe thấy thì thắc mắc, "Sư phụ, Thiên Linh Cửu Truyền là cái gì ạ?" À? Anh đưa tay lên chán thằng bé nói, "Con sẽ biết ngay thôi, thả lỏng tinh thần ra nào." Nói rồi anh truyền thụ cho cậu bé bằng ý niệm, lưu lại công pháp trong trí nhớ của cậu bé. Cả thân trí của cậu bé đang trống rỗng bỗng nhiên lóe sáng. Cậu bé tiếp nhận được công pháp huyền diệu này liền cảm thán, Qua wow một tiếng. Anh cúi xuống hỏi, cảm thấy kinh văn ở trong đầu chưa thằng bé liền lập tức gật đầu vâng có rồi ạ anh liền khen ngợi cậu bé không tồi những ngày kế tiếp anh ra sức chỉ dạy cho thằng bé anh viết chữ tham lên trên giấy thằng bé liền đọc theo đây là chữ tham ạ bỗng nhiên anh nhận ra gì đó thì ra là tiêu hỏa hỏa đang ở phía bên ngoài anh nói vọng ra bên ngoài hỏa hỏa sao con lại đến đây tiêu hỏa hỏa mặt mũi buồn bã trầm ngâm trầm chậm bước vào hỏa hỏa cúi đầu cung kính bái kiến lão tổ Lão tổ con đến cáo từ người, con muốn đi du lịch trải nghiệm một chuyến. Hỏa Hỏa lòng đầy quyết tâm nói, con muốn tìm kiếm cơ duyên thuộc về bản thân mình, chỉ có cách đi lang bạt thật sự. Đối với hẹn ước 10 năm tới cũng là một chuyện tốt. Nghe xong bên liền có phần ngạc nhiên khi nghe cháu mình nói vậy, anh cảm thán, chuyện này. Đột nhiên hệ thống xuất hiện thông báo, phát hiện thấy Tiêu Hỏa Hỏa lựa chọn du lịch trải nghiệm, khởi động lựa chọn, xin hãy lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, từ chối, tự mình truyền dạy cho Tiêu Hỏa Hỏa. Phần thưởng nhận được là pháp bảo thượng đẳng tứ giai. Lựa chọn thứ hai là đồng ý cho Tiêu Hỏa Hỏa đi du lịch trải nghiệm, phần thưởng nhận được là pháp bảo thượng đẳng tam giai. Mê nhìn những dòng thông báo mà có chút đắn đo suy nghĩ. Tiêu Trần chỉ cau mày nhìn thằng bé mà không biết nói gì. Tiêu Hỏa Hỏa có đôi chút lo lắng, lập tức lên tiếng, "Lão tổ." Sau tiếng gọi của Tiêu Hỏa Hỏa thì Tiêu Trần cũng lên tiếng, "Ta đồng ý." Tiêu Hỏa Hỏa bước lên gọi hai tiếng lão tổ, Tiêu Trần vỗ vai động viên Tiêu Hỏa Hỏa ngọc không mải không thể sáng đi đi chuyện gì cũng phải cẩn thận nhớ kỹ tiêu ra vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc nhất của con tiêu hỏa hỏa nghe đến cảm động rưng rưng nước mắt cậu bé liền cúi đầu hành lễ tạ lão tổ thành toàn hệ thống liền xuất hiện thông báo chúc mừng ký chủ đồng ý cho tiêu hỏa hỏa đi du lịch trải nghiệm phần thưởng nhận được là pháp bảo thượng đẳng tam giai có tên là kiếm thanh long anh nhìn vào đứa cháu nhỏ của mình thở dài anh thầm nghĩ trong lòng chim non sớm muộn cũng phải tập bay không an tâm về cuộc hành trình lịch luyện của tiêu hỏa hỏa tiêu trần gọi hỏa hỏa lại dặn dò hỏa hỏa à lão tổ tặng con một món pháp bảo ông đưa cho thằng bé cây kiếm thượng đẳng tam giai mà nói đây là kiếm thanh long pháp bảo thượng đẳng tam giai hãy dùng làm vũ khí phòng thân trong chuyến đi của con hỏa hỏa vui mừng nhận lấy cậu nâng niu cây kiếm trong tay đa tạ lão tổ tiêu trần cười mỉm đi đi làm gì cũng phải cẩn thận nghĩ kỹ càng rồi hãng làm hỏa hỏa lập tức vâng lời tiêu hỏa bước ra bên ngoài căn phòng của lão tổ rồi cậu nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng mà trầm tư hỏa hỏa cầm thanh kiếm hành lễ từ biệt lão tổ thêm một lần nữa lão tổ con nhất định sẽ không làm người thất vọng sau xuôi tiêu hỏa hỏa quyết định rời đi tiêu trần quan sát thấy cháu mình có đầy quyết tâm nên anh yên tâm mà cười nhẹ nhàng sau đó tiêu trần bước ra ngoài nhìn về bầu trời xanh trông nó đẹp làm sao một ngày của mấy tháng sau khi này tiêu trần đang ngồi trong sân đang tịnh tâm tu luyện bỗng nghe tiếng thông báo của hệ thống làm anh chừng mở mắt lớn cháu trai tiêu hỏa hỏa có một cuộc gặp gỡ bất ngờ với cao nhân nhận được sự chỉ điểm nhờ thế tu vi tăng vượt bậc tiêu trần bóng thốt lên trong ngạc nhiên tu vi tăng vượt bậc hệ thống liền hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của tiêu hỏa hỏa họ tên tiêu hỏa hỏa chủng tộc nhân tộc tu vi trúc cơ tầng 3, tư chất linh căn cực phẩm mệnh cách đặc biệt mệnh cách viêm đế anh nhìn bảng hệ thống mà thán phục đã lên đến trúc cơ tầng 3 rồi sao anh nhìn về trời suy nghĩ, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể giúp Hỏa Hỏa tiến bộ nhanh như vậy? Chốt hạ một câu đầy sự uy tín, giống hệt như mở hách vậy. Hỏa Hỏa khi này đang ở trong hang động nào đó chăm chỉ tu luyện. Trên tay anh là chiếc nhẫn phát ra ánh sáng của sức mạnh linh hồn, khiến anh phải ngừng tu luyện lại vì sự tò mò. Từ trong nhẫn phát ra tiếng nói, "Nhóc con, chỉ cần ngươi không ngừng cung cấp linh khí cho lão phu, lão phu sẽ trợ giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu ngươi bái ta làm sư phụ, ta sẽ dốc hết vốn liếng truyền dạy cho ngươi." Tiêu Hỏa Hỏa đang hoang mang liền tháo chiếc nhẫn ra. Rồi cậu nâng chiếc nhẫn bay lơ lửng bàn tay. Sau đó Hỏa Hỏa rồi quỳ gối chấp tay hành lễ gọi hai tiếng sư phụ. Từ trong chiếc nhẫn phát ra tiếng cười sảng khoái, "Tốt lắm, đồ đệ ngoan." Sau khi làm thủ tục bái sư xong, Hỏa Hỏa liền đeo chiếc nhẫn lại vào ngón tay của mình. Dựa theo ký ức mà linh hồn của sư phụ để lại, Hỏa Hỏa tiếp nhận công pháp rồi ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như một giấc ngủ, thoáng cái đã 5 năm trôi qua, Tiêu Hỏa Hỏa liền xuất quan cậu bước ra khỏi hang động mà tiếp tục lịch luyện bên phía tiêu trần hệ thống thông báo tu vi của ký chủ đang tăng lên lại một tháng năm năm nữa trôi qua tại thanh lam tông ở trên núi thanh lam có một người bí ẩn trùng kín khắp người đang ngồi trên bệ đá bế quan tu luyện người đó không ai khác chính là tông chủ thanh lam tông lý thanh sơn mặt mày của vị tông chủ lý thanh sơn này có đôi chút khó chịu có một luồng linh khí mạnh mẽ đang cuốn xoay vòng quanh đỉnh núi sau đó những dòng linh khí ấy bao trùm lại rồi lao thẳng xuống chỗ lý thanh sơn khiến những người trong tông môn của ông ta kinh ngạc háo hức ngóng trông lúc này rất nhiều những đám mây xanh ngọc bích kéo đến bao trùm lấy xung quanh toàn ngọn núi những làn mây xanh này phủ kín toàn bộ thanh lam tông những đệ tử bên dưới phát hiện ra đây là vân kiếp sao tông chủ sắp đột phá lên kim đan kỳ rồi rồi lập tức thông báo cho toàn bộ tông môn toàn bộ mọi người mau di tản lý thanh sơn lơ lửng giữa không trung sau khi đột phá kim đan liền có thể ngự không phi hành không phải mượn vật phi kiếm như trúc cơ nữa lúc này bầu trời có phần tối lại ông ta phi hành bay lơ lửng trên trời mà cười đắc ý ông ta nhìn xuống tông môn của mình mà cười nhẹ sau khi ngắm nhìn tông môn với một niềm vui mãn nguyện ông lại ngắm nhìn bầu trời với một vẻ kiêu hãnh đám đệ tử bên dưới thấy tông chủ đang ngự không phi hành bên trên thì liền dừng lại ông ta cầm chiếc chuông trên tay mà tỏa ra một làn sóng linh lực rồi ông ta đưa mắt nhìn xuống phía dưới những dòng linh khí tỏa ra khắp nơi lúc này các luồng linh khí màu trắng sáng đang bay hội tụ lại quanh người ông ta những tia linh khí đó bắt đầu xoay tròn xung quanh lý thanh sơn tất cả linh khí lao thẳng vào đan điền của ông ta ông ta cố gắng chịu đựng mà thầm nghĩ tất cả linh khí trời đất đang nhanh chóng chạy vào cơ thể của mình hơi thở tiếp tục tăng lên ông ta cười đắc ý và trừng mắt ông ta vui sướng nghĩ hơi thở của mình cuối cùng cũng đạt đến kim đan tầng thứ nhất rồi cuối cùng cũng độ kiếp thành công rồi lý thanh sơn ngự không phi hành từ từ đáp xuống mặt đất sau đó lý thanh sơn di chuyển tới sân luyện võ thanh lam tông các đồ đệ thấy tông chủ tới thì bước lên chúc mừng chúc mừng tông chủ chúc mừng tông chủ đột phá kim đan tông chủ vô địch thiên hạ cái thế vô song nạp lan vân cũng tươi cười bước lên chúc mừng lý thanh sơn chúc mừng sư phụ thuận lợi vượt qua lôi kiếp đột phá cảnh giới kim đan ông nhìn đồ đệ của mình nói vân nhi nghe nói mấy năm trước con đến nhà tiêu ra để từ hôn sao nghe đến đây cô lại trầm ngâm nhớ lại quá khứ tiêu hỏa hỏa tướng mạo anh tuấn nho nhã lễ phép theo lý mà nói quả thực là một mối lương duyên tốt dẫu sao sự khác biệt giữa chúng ta và ngươi chắc là hiểu rõ hơn ta cô chắp tay đáp sư phụ đúng vậy thưa sư phụ hơn nữa đồ nhi còn có ước hẹn 10 năm với tên người phàm tiêu hỏa hỏa tên phàm phu phục tử khác biệt một trời một vực với chúng ta con nhất định sẽ khiến hắn tỉnh ngộ chim cút thì vĩnh viễn không bay lên được trời xanh sư phụ gật gù tính cách khá lắm chuyển cảnh đến phía sau núi tiêu ra tiêu trần đang bế quan tập trung tu luyện hệ thống đột nhiên xuất lên thông báo chúc mừng ký chủ số lượng con cháu đã đạt đến 1.000 người. Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, là mầm non cây nhân sâm, một chiếc mầm cây nhân sâm nhỏ nhỏ hiện ra. Anh đưa tay thu lấy cây nhân sâm rồi sử dụng thần thức nói với Linh Tham Tử, mau lại đây, tiêu trần sử dụng năng lực của mình dịch chuyển Linh Tham Tử đến trước cửa. Linh Tham Tử hớn hở bước vào, sư phụ con đến rồi đây, nhìn vào đồ đệ của mình anh nghĩ nghĩ, Linh Tham Tử là linh vật do trời sinh đất dưỡng, nên thiên phú cũng mạnh đến mức đáng sợ. Hệ thống hiển thị thông tin người trước mặt, Họ tên, tham linh tử, chủng tộc, linh tộc, công pháp thần thông, thiên linh cửu truyền, thuật ngữ kiếm, tu vi, trúc cơ tầng 5, tư chất, là linh căn lục phẩm. Tiêu Trần cảm thán, thật sự là không tồi mà, tiến bộ rất nhanh. Anh đưa mầm non cây nhân sâm ra và dặn dò. Đây là mầm non của cây nhân sâm, con hay đem nó trồng ở trong sân. Tham linh tử liền lập tức đồng ý. Vâng, thưa sư phụ. Tiêu Trần ngồi đó tu luyện chứng kiến đồ đệ của mình trồng mầm non cây nhâm sâm trên đất. Anh đưa tay kiểm tra tình hình hiện tại của Tiêu gia, hệ thống gia hòa vạn sự hưng, ký chủ Tiêu Trần, tuổi tác 120 trên 1200, tu vi Kim đan tầng 9, số lượng con cháu là 1005 người, công pháp là Hồng Mộng Tử Khí Kinh. Thần thông, thuật ngự kiếm, cấp bậc thượng đẳng nhất giai, kiếm pháp lạc nhật, cấp bậc thượng đẳng tam giai. Pháp bảo, thượng đẳng tam giai chuông càn khôn, linh căn, linh căn trí tôn hỗn độn đan dược chú nhan đan số lượng 4 viên trường thọ đan số lượng 5 viên trúc cơ đan cực phẩm số lượng một viên kỹ năng đặc biệt thăm dò thông tin cá nhân đạo trưởng thiên địa Mên lúc này xoa cầm tán thưởng mình rất mãn nguyện tiêu ra con đàn cháo đống nhưng trong lúc vui vẻ như vậy đột nhiên anh nhớ ra từ lâu lắm rồi mình không còn mọc dâu nữa anh nhìn lên tham tử đang sắp trồng xong mầm non cây nhân sâm rồi tiêu trần tự nhủ mình nên tiếp tục trở về phòng tu luyện thôi. Nói rồi Tiêu Trần lập tức trở về phòng. Về phòng Tiêu Trần lập tức ngồi xuống tập trung tu luyện. Hệ thống xuất hiện thông báo, ước hẹn 10 năm của Tiêu Hỏa Hỏa đã đến, khởi động lựa chọn. Xin hãy lựa chọn. Hệ thống bất chợt hiện lên thông báo, phát hiện thấy đã đến hạn hẹn ước 10 năm của Tiêu Hỏa Hỏa, khởi động lựa chọn. Xin ký chủ hãy lựa chọn. Nhìn thấy thông báo anh suy tư thầm nghĩ trong lòng, đúng là thời gian không chờ đợi một ai. 10 năm nhanh như vậy đã trôi qua rồi sao? nếu như không phải là có hệ thống hỗ trợ thì chắc giờ mình đã mù yên mà đẹp rồi trời cao đất rộng đúng là được sống là tuyệt vời nhất mà hệ thống hiện lên bảng lựa chọn lựa chọn thứ nhất tấn công quyết liệt giúp tiêu hỏa hỏa giành được phần thắng phần thưởng nhận được là một pháp bảo thượng đẳng tứ giai hỏa quyền cửu chuyên lý lựa chọn thứ hai là tin tưởng tiêu hỏa hỏa thực lực có sự gia tăng lớn quyết định ở yên không lộ diện phần thưởng nhận được là kiếm lai thần thông họ tên tiêu hỏa hỏa chủng tộc loài người công pháp thần thông phi long cửu kiếm thuật luyện đan tuyệt thế pháp bảo thanh long kiếm tu vi trúc cơ tầng 6, tư chất linh căn tứ phẩm vận mệnh đặc biệt vận mệnh viêm đế tiêu trần nhìn bảng thông báo mà không khỏi cảm thán hỏa hỏa tiến bộ không ít nếu đã vậy hệ thống ta chọn lựa chọn hai chúc mừng ký chủ phần thưởng nhận được là kiếm lai like thần thông lúc này tại sân luyện võ rộng lớn người người bao quanh của thanh lam tông hỏa hỏa đứng ở một bên nạp lan vân đứng ở một bên trên khán đài còn bên dưới là đông đảo mọi người vây quanh hóng hớt nạp làm vân nhìn anh khó chịu ra mặt Tiêu Hỏa Hỏa bước đến lại gần lịch sự nói, "Tiêu gia Tiêu Hỏa Hỏa đến đúng theo hẹn ước 10 năm trước, trong vòng 10 năm ta đã trở thành một năm tử hán đầu đội trời chân đạp đất." Mọi người bên dưới nghe anh nói thế thì xì xào bàn tán. Nạp Lan Vân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có chút khinh miệt châm biếm, "Tiêu Hỏa Hỏa một tên vô dụng tố chất tầm thường như ngươi đáng lẽ ra không nên mơ mộng mới đúng, Thanh Lam Tông không thể bị ngươi sỉ nhục được." Nói rồi cô rút kiếm ra chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng, "Hôm nay ngươi nhất định phải chết." sử dụng kiếm pháp xé gió cô chĩa mũi kiếm về phía hỏa hỏa rồi lập tức lao tới hỏa hỏa cũng cau mày tập trung nhìn về phía mũi kiếm đang lao tới rồi cũng cầm kiếm pháp của mình lên nhẹ nhàng chặn lấy một đòn đó của cô nạp lan vân sau cú đánh đó thì cũng cảm nhận được tu vi của hỏa hỏa có chút hoảng loạn lùi về phía sau là trúc cơ tầng 6. người từng bị cô coi thường là kẻ vô dụng tu vi bây giờ lại ngang bằng với cô ta ngươi nên biết phía sau ta chính là thanh lam tông đó hỏa hỏa giơ kiếm lên hư nhẹ thanh lam tông thì ra có kẻ vô dụng tố chất tầm thường rồi anh tập trung đưa cái kiếm lên chiêu này cố mà tiếp phi long cửu kiếm một luồng linh khí từ kiếm phất lên ngưng tụ thành hình một con rồng xanh lớn nạp lan vân nhìn thấy cảnh tượng trừng mắt há hốc mồm kiếm khí cửu đạo ngưng tụ giữa không trung tạo thành một con thanh long ngũ trảo quá là kinh khủng rồi cô cũng vẫn lại tinh thần mà cầm kiếm lên ta là thiếu tông chu của thanh lam tông ta không thế để bản thân bị mất mặt được hỏa hỏa ta liều mạng với ngươi kiếm pháp xé gió một lực đạo linh khí đỏ tươi tiến lên đánh tới chỗ của thanh long ngũ trảo cô đánh đó tạo ra tiếng nổ lớn vì trận nổ đó mà xung quanh khói bụi mịt mù hỏa hỏa thì vẫn hiên ngang đứng đó còn nạp lan vân thì đã bị đánh lùi về phía sau đang quỵ trên mặt đất hỏa hỏa nhẹ nhàng kẹp giấy tờ giấy hưu thư trong tay anh cao cao tại thượng nhìn xuống hẹn ước 10 năm cô thua rồi nạp lan vân sợ hãi ôm lấy mình đừng có giết ta trong lòng không khỏi run rẩy đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được nỗi sợ Nạp Lan Vân lồng ngủng bò dậy nhìn về phía bóng lưng của Hỏa Hỏa, hắn xoay người bước đi rồi sao? Nước mắt cô lưng tròng, những gì Tiêu Hỏa Hỏa trải qua mấy năm nay mình vĩnh viễn không thể nào hiểu được, nhưng mình biết sự gian khổ chắc chắn là nhiều hơn thiếu tông chủ chỉ quanh quẩn trên núi như mình. Những giọt nước mắt đang rơi này không biết là vì hối hận hay là vì nhục nhã. Những người thuộc Thanh Lam Tông bước lên về phía anh, là các vị trưởng lão, một vị còn chuẩn bị sẵn ám khí, một người lên tiếng, "Tiểu tử, người bôi nhọ thiếu tông chủ của Thanh Lam Tông" sao có thể đi dễ dàng như vậy được tông chủ hôm nay nếu hắn ngang nhiên bị rời đi như vậy thì danh tiếng của thanh nam tông sẽ mất sạch sẽ người khác nói tiếp sự việc ngày hôm nay khi bị truyền ra ngoài thì thanh lam tông của chúng ta làm gì còn chỗ đứng nữa thất phu vô tội bước vào thiên môn tức là có tội hỏa hỏa nhìn đám người mà cười mỉa ồ vậy sao ta không muốn giết người nhưng có người lại ép ta giết người tốt tốt lắm rồi lập tức anh rút kiếm ra ở đây người có tu vi cao nhất là đại trưởng lão đang ở trúc cơ tầng 9, người khác tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến trúc cơ tầng 6. Mình vừa mới trải qua một trận chiến quyết liệt, linh khí hiện giờ đang bị thiếu hụt. Bây giờ lại phải tiếp tục một đấu mười mình vẫn đang dần dần rơi vào thế hạ phong. Bỗng nhiên chiếc nhẫn đang đeo trên tay anh phát sáng, thoát ra một luồng linh khí. Tiêu hỏa hỏa cũng cảm nhận được linh lực đó. Anh nhìn vào tay mình, tu vi của mình đang dần dần tăng lên, nguồn sức mạnh của cơ thể anh đã gần đạt đến kim đan cảnh rồi. Ngay lập tức anh vung kiếm đánh bay mấy đám trưởng lão le ve khi nãy, một người trong đám trưởng lão hốt hoảng tên này có chút kỳ lạ tu vi đột nhiên tăng vọt thậm chí còn vượt cả ta người bên cạnh tiếp lời đừng lo cái kiểu đột nhiên tăng cao này chắc chắn sẽ có tác dụng phụ thì ra tu vi của anh đột nhiên được tăng cao và lợi hại như vậy là nhận được sự hỗ trợ của sư phụ kiếm pháp mạnh mẽ hóa thành một con phi long chảo lao về tấn công các trưởng lão hỏa hỏa bên này cũng cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm thở hồn hển vừa nãy anh cưỡng ép bản thân thi triển phi long cửu kiếm lần nữa khiến bên trong cơ thể mình trở nên nóng rát đan điền và tiên khí đều hoàn toàn cạn kiệt năng lượng cầm chắc lấy cây kiếm trong tay anh nghĩ những vị trưởng lão vừa rồi bị mình đánh bay đây là cơ hội để mình trốn thoát khỏi thanh lam tông bỗng nhiên anh cảm nhận được gì đó là một luồng áp lực khủng khiếp của tu vi kim đan kỳ đang từ từ khóa chặt mình lương áp lực đó khiến anh phun cả máu miệng áp lực đó đến từ không ai khác chính là tông chủ của thanh lam tông ông lơ lửng trên cao nhìn xuống thanh lam tông không thể bị sỉ nhục như thế được rồi ông ta nói với hỏa hỏa đang có ý định chạy đi Quỳ xuống nhận tội ngươi còn có thể toàn thây. Lúc này Hỏa Hoạn lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, anh nửa ngồi nửa quỳ chống tay xuống đất. Hẹn ước 10 năm hóa ra cũng chỉ là trò đùa, bất kể là thắng hay thua hôm nay ta cũng không ra được khỏi đây đúng không? Hỏa Hoạn đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng nếu vậy thì, cố thử xem liệu có thể ngăn ta xuống núi không. Hắn ta ở bên trên vẻ mặt khinh bỉ nhìn xuống, ngu dốt vô tri. Nói rồi hắn liền phát ra một nguồn linh lực từ bàn tay phải. Tiêu Hỏa Hỏa cắn răng nhìn bàn tay ấy lớn dần hướng về phía mình. Bỗng từ chiếc nhẫn anh đang đeo truyền đến tiếng nói, "Hỏa Hỏa giao cơ thể của con cho ta. Thanh Lam Tông không được làm nhục đồ đệ của ta, ai cũng đừng hòng giữ con lại." Hỏa Hỏa cảm động gọi tên sư phụ. Sư phụ nói tiếp, "Không sao, chỉ là phải ngủ say một khoảng thời gian thôi, khoảng thời gian tiếp theo đó thì phải dựa vào bản thân con rồi." Lúc này ánh mắt của Tiêu Hỏa Hỏa đã lóe sáng. Khi bàn tay lớn của tông chủ Thanh Lam Tông đánh tới đã tạo ra một vụ nổ lớn. Khiến cho khói bụi bay mù mịt quanh quần. Tông chủ Thanh Nam Tông có chút ngạc nhiên nhìn xuống, cái gì xảy ra vậy? Tiêu Hỏa Hỏa còn có mật pháp này nữa sao? Mặc dù nhận ra sự biến hóa của Tiêu Hỏa Hỏa, nhưng thần thức lại không có cách nào xác định được vị trí của hắn. Rồi ông quay lại nói với đám đệ tử của mình, sắp xếp hai vị trưởng lão dẫn theo người đến nhà Tiêu gia ở núi Thanh Vân, diệt toàn bộ Tiêu gia. Mấy vị trưởng lão cung kính đáp, rõ thưa tông chủ. Rồi mọi người nhanh như chớp xuất phát đến Tiêu gia lúc này trong một hang nhỏ ở trên núi là tiêu hỏa hỏa đã trốn thoát đang ngồi trong đó trị thương anh trầm mặc gọi tên sư phụ mấy ngày sau ở núi sau của tiêu gia có những đạo sấm sét không ngừng đánh xuống tiêu trần nhìn lên bầu trời với vẻ mặt rất nghiêm túc khi này anh đang ở kim đan tầng thứ 9. và hôm nay chính là ngày thăng lên nguyên anh kỳ anh tập trung linh lực luồng linh khí rồi rào bao quanh cơ thể rồi anh nhón chân bay lơ lửng giữa bầu trời để chuẩn bị lôi kiếp đám con cháu tiêu gia nhắc nhở nhau toàn bộ tiêu gia không được đến gần núi sau đi mau tiêu trần đứng đó hứng chịu lôi kiếp của nguyên anh những đạo sấm sét không ngừng đánh tới được một lúc thì tiêu tư trần tươi cười không sợ sệt mà tiếp tục hứng chịu hết đạo sấm sét này rồi lại đến lạ sấm sét khác cho đến nửa canh giờ sau cuối cùng bầu trời cũng quang đãng trong xanh trở lại mây mù tan hết một vị dâu tóc bạc trắng nói đây chỉ là một trận xét lớn bình thường mau quay về hết đi Mọi người liền đồng ý. Lão tổ ánh mắt không rời nhìn về phía bầu trời khi nãy. Tiêu Trần khi này toàn thân lấp lánh sáng ngời, từ từ hạ xuống. Anh nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi nhìn quang cảnh xung quanh. Anh dịu mắt lại, mình đã thành công thăng lên nguyên anh rồi. Ở trước ngực còn có một tiểu linh tử đang ngồi khoanh chân như luyện công lơ lửng. Linh thăm tử bước lên quan tâm. Sư phụ người không sao chứ? Tiêu Trần quay lại nhìn đệ tử của mình gần đó. Anh cười nhẹ, không sao lôi kiếp nguyên anh này cũng không có gì đáng sợ. Linh Tham từ chậm chậm đi phía sau anh. Chúc mừng sư phụ thành công tiến vào nguyên anh kỳ. Sư phụ võ đạo hương thịnh, lôi kiếp đã không còn ảnh hưởng đến người nữa. Cả hai thầy trò cùng trở lại căn phòng, tập trung tu luyện. Tiêu Trần nhìn vào hệ thống hiện lên. Ký chủ Tiêu Trần, tuổi tác 125 trên 1500, tu vi nguyên anh tầng thứ nhất, số lượng con cháu 1278. Công pháp là Hồng Mộng Tử Khí Kinh, thần thông thuật ngựa kiếm thượng đẳng nhất giai, kiếm pháp lạc nhật thượng đẳng tam giai, kiếm lai thượng đẳng tam giai linh căn linh căn trí tôn hỗn độn đan dược số nhân văn 4 sao trường thọ đan 5 sao đặc biệt thăm dò thông tin cá nhân đạo trường thiên địa sau khi đọc xong thông tin của mình anh xoa xoa mũi đã từng là một người phàm u sầu vì chuyện sinh lão bệnh tử mà bây giờ lại có một nghìn năm tuổi thọ hệ thống đột ngột chuyển cảnh phát hiện ra đệ tử thanh lam tông tiến vào phạm vi của tiêu gia khởi động lựa chọn xin hãy lựa chọn tiêu trần nhìn vào những hình ảnh đó trầm ngâm hệ thống tiếp tục thông báo lựa chọn thứ nhất giảm động thổ trên đầu thái tuế trực tiếp bay ra giết chết phần thưởng nhận được là pháp bảo thượng đẳng ngũ giai lựa chọn thứ hai là khoanh tay đứng nhìn tiếp tục phát triển bản thân phần thưởng nhận được là pháp bảo trung đẳng tứ giai tiêu trần đưa tay lên nếu như muốn yên ổn tất nhiên sẽ chọn cái thứ hai nhưng nếu toàn bộ tiêu ra không còn chỉ còn lại một mình mình thì còn nghĩa lý gì nữa con cháu tiêu ra sao có thể để người ngoài làm hại được không trần chờ tiêu trần đưa tay lên chọn lựa chọn thứ nhất một loạt thông tin của người thanh lam tông hiện ra họ tên đoàn tùng chủng tộc con người tu vi trúc cơ tầng 1, thân phận đệ tử của Thanh Lam Tông. Một tên khác, họ tên Lưu Sơn, chủng tộc con người, tu vi trúc cơ tầng 8, thân phận nhị trưởng lão của Thanh Lam Tông. Tiêu Trần nhìn vào thông báo không khỏi cười nhẹ, tổng cộng có 10 người, kẻ mạnh nhất là nhị trưởng lão cũng chỉ mới đạt đến trúc cơ tầng 8, đúng là một đám lâu la. Tiêu Trần lập tức biến mất trước ánh mắt của Linh Tham Tử. Anh nhìn vào sư phụ không khỏi cảm thán, nhanh hơn rồi. Lúc này bên ngoài trời đã tối, trăng đã lên mấy người của thanh lam tông đứng đó các vị mệnh lệnh của tông chủ tiêu diệt toàn bộ già trẻ lớn bé của tiêu gia đề phòng sau khi tiêu hỏa hoạn trở về tiêu gia bọn chúng sẽ có sự chuẩn bị ngoài 100 trăm mét lập tức ra tay nam đệ tử của thanh lan tông phía sau không nhịn được mà khen ngợi nhị trưởng lão cao minh mưu kế của nhị trưởng lão vẫn là hay nhất cái người được gọi là nhị trưởng lão sau khi nghe đám đệ tử đồng môn của mình nói thế thì gương mặt cười đến biến dạng hư chuyện đó là đương nhiên tiêu trần như một âm hồn xuất hiện ngay phía sau hắn nó y thanh lam tông tự xưng là chính phái không ngờ hành sự lại hiểm trá thâm độc như vậy. Đám đệ tử đều giật mình, là ai chứ? Tiêu Trần ung dung từ từ nói, nếu đã như vậy lão phu không thể để các ngươi sống sót được. Mấy người của Thanh Lam Tông đưa kiếm ra, các hạ là ai sao dám ăn nói mạnh miệng như vậy? Rồi hắn nói lớn, tông chủ của chúng ta đã đạt đến kim đan kỳ, các hạ không sợ cái miệng hại cái thân sao? Rồi nhị trưởng lão lập tức ra ký hiệu tay, hô lớn giết chết. Cả đám nghe được mệnh lệnh thì lập tức lao kiếm về phía chỗ Tiêu Trần cái người được gọi là nhị trưởng lão dương dương tự đắc hư vẫn cho rằng bản thân đáng gờm ư có chết cũng không oan tiêu trần cũng nhếch môi cười nhẹ mấy người lấy đâu ra sự tự tin đó vậy rồi lập tức thi triển công pháp khiến cho những mũi kiếm đâm về đám người của thanh lam tông nhị trưởng lão khi này mới ngỡ ngàng sao thế này chứ kiếm từ đâu bay ra vậy không lẽ tiêu ra sớm đã mai phục ở đây người phía sau gương mặt sợ hãi nói nhị trưởng lão trên phía trên hắn trừng mắt lớn nhìn lên trên một hoạt chiếc kiếm đang xoay vòng trong nguồn linh khí phát ra từ người của tiêu trần tiêu trần gương mặt bình thản là kiếm lai like đó mấy đứa nhị trưởng lão khi này cũng được nhớ ra là tình huống bây giờ rất nguy cấp hắn gào lớn nhanh chạy nhanh bẩm báo với gia chủ tiêu diệt tiêu ra không thể được người này không thể địch tiêu trần nhìn đám người đang hốt hoảng chạy loạn mà đưa tay lên sử dụng một lực đạo rồi hướng tay về phía bọn họ từng được kiếm nào lên giết chết đám người của thanh lam tông khi nãy hệ thống hiện lên thông báo Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng pháp bảo thượng đẳng, Ngũ Gia Kiếm Thanh Vân. Một cây kiếm vàng từ từ xuất hiện trước màn hình. Tiêu Trần cầm lấy thanh kiếm trong tay tấm tắc, không tệ không tệ hiện giờ đã có pháp bảo thượng đẳng Ngũ Gia Kiếm Thanh Vân thì không cần sử dụng đến linh kiếm nữa rồi. Rồi anh lập tức nhóm chân nhẹ nhàng như một cơn gió bay lên bầu trời. Mấy ngày sau vào một đêm tối, tại đại điện nghị sự của Thanh Lam Tông. Tông chủ của Thanh Lam Tông là Lý Thanh Sơn ngồi chính giữa ở phía bên trên, bên dưới là hai hàng người cung kính cúi đầu. Hắn ta tức giận là ai rốt cục là ai dám giết trưởng lão của Thanh Lam Tông chúng ta?" Hắn tức giận tay đập xuống ghế, xem ra tiêu gia này không hề đơn giản. Mấy người ở phía dưới sợ hãi không dám mở miệng câm như hến. Hắn nói tiếp, nhị trưởng lão là trúc cơ tầng 8 cùng với một nhóm đệ tử trúc cơ kỳ, vậy mà lại bị người khác một chiêu diệt hết, ta ngược lại muốn đến tiêu gia xem xem người thần bí đó rốt cuộc là ai. Lúc này tại tiêu gia, trên mặt bàn đang đặt một lư hương, khói bay nhẹ nhàng. Tiêu Trần đang tập trung ngồi tu luyện, hiệu quả của tu luyện này thu vi tăng gấp đôi, quá là tuyệt vời. Tiêu Trần phiên bản mini đang lơ lửng, được một luồng linh khí bao quanh. Anh triệu hồi hệ thống xem thông tin cá nhân. Ký chủ Tiêu Trần, tuổi tác 125 trên 1500, tu vi nguyên anh tầng thứ nhất, lượng con cháu là 1278, công pháp Hồng Mộng Tử Khí Kinh, thần thông thuật ngữ hiếm thượng đẳng nhất giai, kiếm pháp Lạc Nhật thượng đẳng tam giai, kiếm lai thượng đẳng tam giai, pháp bảo pháp bảo thượng đẳng tam giác Chung càn khôn, pháp bảo thượng đẳng ngô gia kiếm thanh vân linh căn linh căn trí tôn hỗn độn đan dược chú nhan đan 4 sao trường thọ đan 5 sao chú danh cực phẩm một sao đặc biệt là thăm dò thông tin cá nhân đạo Trường thiên địa anh nhìn vào bảng thông báo nghĩ tuổi thọ dài như này đủ để tiêu gia duy trì nói giống hơn trăm thế hệ nữa tiêu trần mini từ căn nhà bốc lên phía trên lơ lửng nhìn xuống nhìn cảnh tượng cưới xin những đứa bé chào đời rồi chập chững biết đi lớn dần mà anh cười vui vẻ doanh nghiệp hiện giờ của tiêu gia khiến lão phu vô cùng hài lòng anh bỗng nhiên phát hiện một luồng khí tức kỳ lạ. Sao lại có một tu sĩ kim đan cảnh trà trộn vào đây chứ? Hệ thống kiểm tra thông tin hiện lên ngoại cảnh của Thanh Lam Tông cùng với thông tin của hắn. Họ tên Lý Thanh Sơn, chủng tộc con người, tu vi kim đan tầng thứ nhất, tư chất linh căn tứ phẩm, thân phận đặc biệt tông chủ của Thanh Lam Tông. Anh nhìn vào hệ thống thông báo, tông chủ của Thanh Lam Tông sao? Không ngờ lại là Lý Thanh Sơn. Nếu như là tu sĩ kim đan cảnh đại khai sát giới ở tiêu gia thì gây to. Đây chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ tu vi chưa vượt qua kim đan kỳ của mình đã đạt đến nguyên anh rồi vậy thì xem ra thanh lam tông chủ này không thể giữ lại mạng tiêu trần cau mày chỉ có người chết mới không có nguy hiểm lúc này trên một con đường tối đèn xung quanh đã lên lý thanh sơn nghĩ thầm trong lòng nói tiêu gia chi bằng nói là một thành nhỏ khác trong thành lạc nhật tiêu gia này đúng là không đơn giản hắn ta cười nhẹ xem ra phải điều tra kỹ hơn hiện tại trăng đã lên cao những ngôi sao lấp lánh xa xa một luồng linh khí phát ra tiếng nói vị đạo hữu này thấy khung cảnh của tiêu gia thế nào lý thanh sơn dừng lại cảnh giác tiêu gia này quả nhiên không đơn giản như bề ngoài phải bình tĩnh hắn ta chắp tay cười cười vị đạo hữu này nói đùa rồi linh khí tiêu gia nồng đậm hơn nữa phong cảnh tươi đẹp là một nơi thích hợp để tu tiên chỉ là lần này bổn tọa không mời mà đến kính mong đạo hữu cho phép trục lỗi xin đạo hữu hãy cho ta một cơ hội được gặp mặt trực tiếp nhận lỗi tiêu trần bên này nhìn vào hệ thống hiện lên hình ảnh của lý thanh sơn còn sợ bị người lừa sao dám đến thì ta sẽ giết người tiêu trần đưa tay lên phát ra một nguồn linh lực muốn đến bồi tụ thì lão phu đã chuẩn bị trà thượng đẳng ở ngọn núi phía sau tiêu gia mời đạo hữu đến núi phía sau của tiêu gia một chuyến luồng âm thanh mà tiêu trần nói ra phát đến chỗ của lý thanh sơn hắn ta liền lập tức lao tới đáp nhẹ nhàng gần chỗ của tiêu trần đang ngồi bổn tọa mộc vân tử hân hạnh gặp mặt nói rồi hắn chắp tay khách khí tiêu trần một tay rót trà nói lão phu là lão tổ của tiêu gia tiêu trần mời ngồi Tiêu Trần một tay rót trà từ từ nói, người sắp chết cho nên không cần cố tình che giấu nữa. Lý Thanh Sơn ngồi phía bên này nói Tiêu gia lão tổ quả nhiên là một tu sĩ, cuối cùng ước hẹn 10 năm khiến đồ để ta yêu quý trở thành một kẻ vô dụng, tất cả đều do Tiêu gia gây ra. Hôm nay bổn tỏa nhất định phải giết chết lão già nhà ngươi. Hệ thống thông báo sát ý đến từ Lý Thanh Sơn cộng một, Tiêu Trần chẳng lo lắng mà ông dung thưởng trà. Rồi thái độ của Lý Thanh Sơn lại quay ngoắt tôi cười điêu huynh gây dựng nên đại nghiệp lớn như này hơn nữa tư duy cũng vô cùng đáng gờm quả là một vị anh hùng hắn ta cười nhưng trong lòng khó chịu tu vi của tiêu huynh cường đại như này không biết người kế tục của huynh ở đâu sau lời nói đó là tiêu trần nhận được một loạt sát ý từ phía lý thanh sơn anh cười nhẹ ngước lên tên khốn nạn lát nữa người chết ta chắc chắn sẽ tặng ngươi một chiếc cúp diễn xuất vừa nói tiêu trần vừa bóp vỡ chiếc ly trong tay lý thanh sơn lên tiếng ngỏ lời nơi này của tiêu huynh trông thật tao nhã tiểu đệ to gan xin được phép chiêm ngưỡng tiêu trần nên đồng ý từ tốn ung dung dẫn hắn đi dạo một vòng bước chậm chậm lại phía một bức tranh hắn nói bức tranh này là tác phẩm của các chủ bắc phương minh cấp thanh kiếm này chắc là thanh kiếm ngũ phẩm nổi tiếng kiếm thanh vân chém sắt như bùn thế gian hiếm có còn có hoa giáng châu một loài hoa quý giá chỉ nở bên trái dòng sông ăn vào có thể giúp tăng cường công lực lý thanh sơn nghĩ thầm trong lòng đã gia tộc ở các vùng đều có quan hệ với tiêu gia mình vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của đồ đệ hắn thần bí như động sâu không đáy tiêu trần nhìn hắn nói ta chỉ là một thô dân nơi núi rừng không gia nhập môn phái nào cả tư vi bình thường chỉ là kim đan tầng 2 không có gì lý thanh sơn nghĩ thầm trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ngươi xong ta sẽ giết người đối với những điều tiêu trần nói mình vẫn bán tín bán nghi nhưng điều mình cho được tiêu ra chỉ có một tu sĩ là tiêu trần không thể có tu sĩ nào khác thì ra linh tham tử hóa về nguyên hình hơi thở đã hoàn toàn biến mất đối với lý thanh sơn mà nói nó chỉ là một củ cải trắng mà thôi lý thanh sơn ánh mắt âm trầm nhìn về tiêu trần hắn ta khinh miệt hư một lão già không có môn phái tu vi ở kim đan tầng thứ hai vậy thì đừng có trách bổn tọa hắn chắp tay ra cái vẻ nói hôm nay được gặp mặt lão tổ tiêu ra quả thực là vinh hạnh có điều tại hạ vẫn cần phải đi đến một nơi khác không làm phiền ngài nữa hệ thống là hiện lên sát ý đến từ lý thanh sơn tiêu trần đưa cốc trà lên miệng thanh lam tông này đúng là cá mẻ một lứa mà lý thanh sơn quay người bước đi tiêu trần ung dung ngồi ở ghế nói lớn lý tông chủ đi cẩn thận lý thanh sơn khi này nghe thấy tiêu trần nói lý tông chủ thì giật mình thân phận của mình bị lộ rồi Hắn cảm nhận cảm giác nguy hiểm đang bao vây trùng lấy. Tiêu Trần lập tức triệu hồi kiếm lai, rồi dùng linh lực phi kiếm về phía chỗ của Lý Thanh Sơn. Hắn không quay đầu lại nhưng cảm giác được một cỗ áp lực tiến lại gần. Là Tu Vi Nguyên Anh. Khi này những cây kiếm sẵn sàng lao lên dưới sự chỉ đạo của Tiêu Trần. Không Trần trừ tiến lên đâm xuyên qua người Lý Thanh Sơn. Hắn ta trừng mắt lớn không tin được, mình định tập kích người ta cuối cùng lại bị người ta tập kích lại. sắc mặt của Tiêu Trần bình tĩnh, một chiêu xuất ra lại là chia có sức mạnh đáng sợ. Tiêu Trần dùng thần thức để kiểm tra Lý Thanh Sơn thì chắc chắn Tiêu Trần có thể xác định rằng Lý Thanh Sơn đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Trần nhìn vào chỗ vị trí của Lý Thanh Sơn đứng khi nãy mà thắc mắc, ô đây là cái gì vậy? Hệ thống hiện lên một mảnh hồn của trưởng lão ám hồn điện Phương Kỳ dùng để khống chế Lý Thanh Sơn. Ám hồn điện là cái gì? Phương Kỳ là cái gì? Chưa nghe bao giờ cả. Nhưng nếu là người ở phía sau điều khiển Lý Thanh Sơn thì rất là đáng chết. Tàn hôn đó lơ lửng nói, các hạ là ai? Dám giết quân cờ trong tay ám hồn điện. Tiêu Trần cười nhẹ, hỏi ta sao nghe cho rõ đây. Anh vung kiếm lên cười gian trá, ta là cha của ngươi. Rồi lập tức chém chết tàn hồn đó, khiến cho tàn hồn đó đứt làm đôi. Hệ thống thông báo, sự oán giận đến từ Vương Kỳ cộng một. Tại tổng bộ ám hồn điện, Vương Kỳ đang ngồi đó cho mày lại. Rồi sự đau đớn từ trong linh hồn khiến ông mở mắt, phun ra một ngụm máu lớn. Ông đưa tay vào trong ngực áo mò tìm gì đó, rồi đưa hai viên thuốc lên miệng dám giết phần hồn của ta, ta nhất định phải giết ngươi, ta sẽ rút gân lóc ra sau đó băm vào ngươi. Rồi ông ta lại ngồi tập trung cắn răng nói tiếp, cuối cùng là rút linh hồn của ngươi bỏ vào lò lửa đốt cháy ngày đêm đứng ngơ muốn sống cũng không được chết cũng không xong. Ta sẽ khiến cả nhà ngươi cũng phải chịu nỗi đau giống vậy. Nhưng còn có kế hoạch lâu dài của tông chủ, trước mắt có thể tạm thời nhịn xuống cơn tức này. Vài ngày sau tại Thanh Lam Tông, có tiếng nói vọng ra do tông chủ của Thanh Lam Tông biến mất không dấu vết, các vị trưởng lão trong phái cũng đều đã mất mạng cả tông môn hiện giờ như rắn mất đầu đệ tử trong phái ai cũng lo lắng hoang mang nạp lan vân ngồi đó buồn rầu nhìn mọi người chỉ có mình biết là sư phụ lý thanh sơn đã đến tiêu gia cầm tờ giấy trong tay cô dưng nước mắt tiêu gia tiêu hỏa hỏa đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận ánh mắt cô nhìn xa xăm hiện giờ bởi vì chuyện của tiêu hỏa hỏa mà mình chỉ trong một đêm bạc trắng tóc đến cả niềm tin bấy lâu nay của mình cũng đang dần vỡ vụn lúc trước thanh lam tông hoành hành ngang ngược đắc tội với không ít người cô đứng dậy nhìn các đệ tử đang nói chuyện với nhau còn những đệ tử trong lòng đang lung lay thì âm thầm vơ vét đồ vật có giá trị trong tông môn rồi viện một cái cớ rời khỏi thanh lam tông những đệ tử ở lại thì đều là người có tố chất kém chỉ gì biết đấy rất nhanh thôi toàn bộ thanh lam tông sẽ tan rã mấy ngày sau thanh long tâm đã chính thức thông báo tan rã rồi lúc này trong một quán trọ đông đúc mọi người ngồi nói chuyện mấy ngày trước tông chủ lý thanh sơn của bọn chúng không phải là đã tăng lên kim đan kỳ sao ta thấy thanh lam tông đó chắc chắn là đắc tội với nhầm người rồi cũng không biết là ai có thể khiến cho môn phái lớn mạnh như Thanh Lâm Tông phải tan rã. Một người khác thích náo nhiệt cũng chen lời vào. Thanh Lam Tông dù sao cũng là tông môn lớn nhất, hơn ngàn dặm quanh đây là ai lại có bản lĩnh tiêu diệt Thanh Lâm Tông chứ đúng là khó tin mà. Ngay lúc này núi sau của Tiêu gia, Tiêu Lập đang chống gậy thở hổn hển bước lên bậc thang. Tiêu Trần thấy con trai mình như thế thì lập tức sử dụng dịch chuyển đưa tới trước mặt mình hỏi, "Lập Nhi tìm ta có việc gì hả?" Lập tức được dịch chuyển khiến cho Tiêu Lập không khỏi cảm thán theo, dịch chuyển này của phổ thông đúng là cao thủ ông lắp bắp phụ phụ thân thanh lam tông sụp đổ rồi tiêu chuẩn ung dung nhìn con trai mình đáp ta biết chuyện của thanh lam tông là do ta làm lời nói của anh khiến cho tiêu lập trợn tròn mắt rớt cả trà vừa uống không ngờ phụ thân tùy tiện ra tay cũng có thể diệt được thanh lam tông nhìn phản ứng của con trai tiêu lập cười nhẹ nhàng không giải thích gì rồi tiêu chuẩn quay người đi nói với con trai tập hợp tất cả các con cháu tiêu ra có linh căn sau đấy dẫn đến đây để linh thăm tử dạy chúng luyện tập tiên pháp tiêu lập cung kính vâng thưa phụ thân con sẽ đi sắp xếp ngay. Rồi anh phải phải tay với con mình. Đi làm đi ta cần tiếp tục tu luyện rồi. Tiếp lập cúi đầu chắp tay cung kính trong lòng nghĩ thầm. Sau khi trở về mình phải nhanh chóng đi làm việc phụ thân can dặn. Mấy trăm dặm cách núi Thanh Vân. Tiêu hỏa hỏa lúc này đang ngồi trị thương. Sau khi trị thương trong một tháng bằng nhiều loại đan dược khác nhau. Những vết thương của mình đa số đã gần khỏi. Mình có thể tìm cơ hội đến núi Thanh Lam dò lai like tin tức của Thanh Lam Tông. Tiêu Hỏa Hòa chậm chậm đi ở dưới chân núi của núi Thanh Lam hỏi người ven đường thì anh sững sốt, cái gì cơ Thanh Lam Tông không còn nữa rồi? Người qua đường đáp đúng thế đã tan rã từ lâu rồi đến giờ vẫn không biết là do ai làm. Tiêu Hỏa Hỏa ngơ người đứng đó không ngờ trong lúc mình trị thương, Thanh Lam Tông đã bị tiêu diệt. Gương mặt anh không cảm xúc nói, nhưng đối với mình mà nói cũng coi như là đã trả được thù. Rồi anh đưa chiếc nhẫn lên hỏi, "Sư phụ chúng ta đi đâu bây giờ?" Sư phụ đáp kế tiếp chúng ta sẽ đến Thiên Tinh lâu. Anh thắc mắc Thiên Tinh lâu sao? rồi lập tức đồng ý. Anh nhớ lại ký ức sư phụ từng kể, đó là thế lực hàng đầu do người tự tay lập nên, Thanh Lam Tông không thể nào sánh bằng. Năm năm trôi qua tại tiêu gia hệ thống hiện lên thông báo, phát hiện thấy con cháu của ký chủ đã đạt đến 2.000, người phần thưởng nhận được là. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng là pháp bảo thượng đẳng từ giai ủng truy vân. Nghe hệ thống thông báo anh liền mở mắt, anh không ngờ là số lượng con cháu đã lên đến 2.000 người rồi. Rồi một chiếc ủng màu xám nhà xuất hiện có luồng linh khí bao quanh hiện ra, tiêu trần đưa tay nhận lấy, đã nhận được ủng truy vân anh lập tức đi thử sau khi đi vào chân sẽ biến mất ngay lập tức giống như chưa từng xuất hiện không chần chờ gì nữa phải đi thử xem tác dụng của nó như thế nào cảm giác tốc độ ít nhất phải gấp đôi hồi trước sau 5 năm toàn bộ núi thanh vân đều đã thuộc về tiêu gia thành lạc nhật giờ đây đã trở thành vùng đất của tiêu gia tiêu trần cao cao tại thượng lơ lửng ở trên không trung nhìn xuống đồng thời ở bên ngoài có rất nhiều lời đồn nói rằng tiêu gia có một vị cao thủ thần bí Nhờ có linh tham tử có thiên phú chỉ dạy mấy năm nay những người có linh căn ở tiêu gia đều bước vào con đường tu tiên. Cho nên số lượng con cháu và tu sĩ đông đúc tiêu gia hiện tại đã trở thành bá chủ một phương. Anh đưa tay lên hệ thống gia hòa vạn sự hưng, thông tin cá nhân và chọn xem. Thì chủ tiêu trần tuổi tác 130 trên 1800, tử vi nguyên anh tầng 2, số lượng con cháu là 2008, công pháp mộng hồng tử khí kinh, thần công thuật ngựa kiếm thượng đẳng nhất dài, pháp kiếm lạc nhật thượng đẳng tam giai kiếm dài thượng đẳng tam giai pháp bảo pháp bảo thượng đẳng tam giai trương càn khôn pháp bảo thượng đẳng ngũ giai kiếm thanh vân pháp bảo thượng đẳng từ giai ủng truy vân linh căn linh căn trí tôn hỗn độn đan dược chú nhan đan bốn sao trường thọ đan năm sao trúc đan cực phẩm một sao đặc biệt thăm dò thông tin cá nhân đạo trưởng thiên địa anh xoa xoa cầm vui vẻ tuổi thọ lâu như này quả nhiên là điều tuyệt vời nhất tiện thể kiểm tra tình hình hiện tại của những người khác luôn anh kiểm tra tình hình của tiêu hỏa hỏa họ tên tiêu hỏa hỏa chủng tộc loài người công pháp thần thông phi long cửu kiếm thuật ngự kiếm thuật luyện đan tuyệt thế pháp bảo kiếm thanh long tu vi kim đan tầng 2, tư chất linh căn cứ phẩm thân phận lâu chủ thiên tinh lâu vận mệnh đặc biệt vận mệnh viêm đế nhìn hệ thống thông báo mà anh cười lớn không thể đã tiến vào kim đan kỳ rồi đúng là thiên phú hơn người lại còn trở thành lâu chủ của thiên tinh lâu nữa thật sự là rất có triển vọng không hổ là con cháu của tiêu gia rồi như nhận ra gì đó anh nhìn chằm chằm con trai cả của mình tiêu lập thời gian trước đã thành công tiến vào luyện khí kỳ rồi lập tức anh sử dụng thần thức bao bọc toàn bộ tiêu gia. Thần thức khi này cũng tìm thấy Tiêu Lập đang chống gậy. Tiêu Trần sử dụng linh lực của mình bao quanh lấy Tiêu Lập. Rồi lập tức Tiêu là đứng trước mặt của Tiêu Trần. Ông tiến bước về phía chỗ cha mình đang ngồi đó. "Phụ thân người tìm con sao?" Tiêu Trần nhìn vào bảng hệ thống, họ tên Tiêu Lập, chủng tộc con người, tu vi luyện khí tầng 1, tư chất linh tâm nhất phẩm, con trai mình quả nhiên đã bước vào con đường tu tiên rồi không những vậy hiện giờ nhìn tiêu lập ra vẻ hồng hào hơn hẳn nhìn vào đứa con đang cung kính ở đó quả thật trẻ hơn nhiều so với hồi trước anh bước đến vỗ vai lập nhi hiện giờ con cũng là một tu sĩ rồi cho nên lát nữa con tìm lên thăm tớ ta sẽ bảo nó đưa cho con một quyển tiên pháp sau này nhất định phải chăm chỉ tu luyện tiêu lập lập tức đồng ý vâng thưa phụ thân gương mặt ông xúc động phụ thân con xúc động quá không ngờ có một ngày bạn thân có thể trở thành tiên nhân trong truyền thuyết trần cho con trai trở về rồi lập tức người đàn ông 130 tuổi bế quan tu luyện hệ thống thông báo phát hiện ra người có số phận vô cùng may mắn. Khởi động lựa chọn xin hãy lựa chọn. Lựa chọn một bạn gặp được một người có số phận vô cùng may mắn, vì sự phát triển của Tiêu gia thu nhận làm đệ tử, phần thưởng nhận được là một món pháp bảo trung đẳng ngũ dài. Anh nhìn vào hệ thống, gương mặt có chút thay đổi người có số phận vô cùng may mắn sao? Lần đầu tiên mình nghe thấy kiểu gọi như này. Lựa chọn hai bạn gặp được một người có số phận vô cùng may mắn nhưng có khả năng sẽ mang đến tai họa coi như không hay biết, phần thưởng nhận được là một món pháp bảo hạ đẳng tử phẩm. Tiêu Trần cười có chút gian manh, nhận đồ đệ còn có phần thưởng tốt ghê có điều mình vẫn muốn cẩn thận một chút cứ quan sát trước đã anh đưa tay dùng thần thức kiểm tra trước hết cứ dùng toàn thức của nguyên anh ký bao trùm lên toàn bộ núi thanh vân rồi bỗng nhiên phát hiện một thanh niên mặt mày lấm lem quần áo chấp vá tiêu chuẩn lập tức triệu hồi thằng bé đến gần mình khiến cho thằng bé hú hồn chàng trai trẻ hết nhìn đông rồi lại ngó tây đây là đâu chứ lúc này tiêu chuẩn ở phía sau từ từ nói cậu bé đừng lo lắng lão phu sẽ không hại ngươi đâu cậu trai trẻ có chút lo sợ ông là ai chứ Tiêu Trần từ từ trả lời, "Lão phu là lão tổ Tiêu gia, tên gọi là Tiêu Trần." Lão phu quan sát thấy xương cốt ngươi rất đáng kinh ngạc là kỳ tài tu tiên, ngươi có muốn bái ta làm sư không? Chàng trai trẻ ngơ ngác, "Bái sư sao?" Anh có phần lo lắng, "À thưa cụ ta bái người làm sư phụ thì có lợi ích gì?" Tiêu Trần nghe anh nói thế thì cười ha ha, "Lợi ích chắc chắn không thiếu." Lão phu dẫn ngươi tiến vào con đường tu tiên tìm kiếm cách trường sinh. Chàng trai trẻ hai mắt sáng ngời, mặc dù ta không hiểu bốn từ cuối nghĩa là gì nhưng có thể trở thành tiên thì thật là quá tuyệt vời rồi lập tức quỳ xuống tham kiến sư phụ hệ thống hiện lên thông báo chúc mừng ký chủ nhận được pháp bảo trung cấp ngũ giai huyền long giáp tiêu trần khoanh chân ngồi đó tốt đồ nhi ngoan con tên gì rồi anh nhìn xuống vậy từ nay ta gọi con là hứa thất dạ con thấy sao chàng trai trẻ cúi đầu cung kính đa tạ sư phụ đã đặt tên hệ thống hiện lên họ tên hứa thất dạ chủng tộc loài người tu vi không thân phận đại khí vận giả linh căn bát phẩm linh căn bất phẩm sao đúng là người có đại khí vận mà rồi tiêu trần lập tức gọi linh tham tử linh tham tử xuất hiện cung kính có thưa sư phụ tiêu trần nói tiếp sau này việc chỉ dẫn hứa thất dạ tu hành ta giao lại cho con linh tham tử lập tức nói đệ tử tuân lệnh tại ám hồn điện không khí u ám bao trùm cả một vùng có một người toàn thân đồ đen đang lơ lửng trên không trung cả người hắn được một luồng linh khí đỏ tươi bao quanh đám đệ tử bên dưới quỳ gối cung kính chúc mừng điện chủ đột phá lên nguyên anh kỳ hắn ta ngước nhìn lên trời thầm nói trời độ ám hồn điện rồi rồi cầm lấy một viên linh đan trong lọ ra đưa lên miệng uống một viên đan dược ổn định uy thế của lôi kiếp nếu bổn tọa đã thăng lên nguyên anh vậy minh quốc cũng đến lúc nên đổi chủ rồi đám đệ tử bên dưới đồng thanh hô to điện chủ anh minh ta xin nghe theo hiệu lệnh thiên thu vạn đời trời cao phù hộ ám hồn điện đại nghiệp của điện chủ cho dù ta nguyện lao vào nước sôi lửa bỏng thanh trừ tất cả các tông môn ở minh quốc cái người được cho là địa chủ hắn giơ tay ra nói triệu tới tất cả các đệ tử đồng thời thông báo cho toàn bộ gián điệp của chúng ta tốc chiến đánh tư diệt tất cả các thế lực ở minh quốc đám người đang quỳ dưới đất đồng thanh hô to tuân lệnh một người bước gần phía hắn nói điện chủ thiên tinh lâu gần đây hình như lại bắt đầu ngo lên rồi hắn khẽ hừ một tiếng chỉ là một đám ruồi mất đầu buồn tỏa trong nháy mắt cũng có thể giết sạch chúng lời nói của điện chủ khiến cho người kia có phần sợ hãi nhưng vẫn phải nói điện chủ anh minh là thuộc hạ đã nghĩ nhiều rồi rồi cái tên điện chủ kia lập tức lơ lửng bay đi Năm ngày sau tiêu Trần lúc này đang đứng ở phía ngoài sân ngước nhìn lên trời. Kể từ khi Ám Hồng Điện bắt đầu ra tay tiêu diệt các thế lực tông môn ở Minh Quốc đã là 5 ngày trôi qua, trong 5 ngày này tu vi của mình đã đạt đến Nguyên Anh tầng 6. Tiêu gia nằm trên núi Thanh Vân, là một vị nơi an toàn ở Minh Quốc hơn nữa xung quanh cũng không có thế lực tông môn lớn mạnh nào. Thanh Lam Tông là tông môn lớn mạnh duy nhất ở đây cũng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi, cho nên thời gian này tạm thời tránh được đợt tấn công của Ám hồn Điện. Anh bước qua sân nhìn lên tham tử đang hướng dẫn cho con cháu của Tiêu gia hiện tại đa số bọn chúng đều đã đến tiến vào trúc cơ anh bước đến đưa một loạt các bảo vật ra nói luyện tốt lắm những loại đan dược này là thưởng cho các con đây đều là những loại đan dược lần trước hệ thống thưởng mà anh không dùng đến đám con cháu nghe được nhận quà thì vui mừng hớn hở cảm ơn lão tổ ạ anh cười nhẹ nhìn đàn cháu nhìn linh căn của những người cháu này khóe miệng tự kiềm chế được mà cứ nhấc lên bởi vì đây đều là sức mạnh tương lai của tiêu gia tiêu lập lúc này bước đến bên phía anh nói phụ thân rồi ông cung kính chắp tay con có chuyện muốn bẩm báo khi này tiêu lập đã lên đến luyện khí tầng 4. tiêu chuẩn đưa cho tiêu lập một chén trà nói không cần gấp gáp uống một cốc trà nóng đã tiêu lập nhận được cốc trà thì liền lập tức đưa lên uống uống xong ông nói tiếp phụ thân năm ngày trước ám hồn điện đã bắt đầu đột kích toàn bộ thế lực tông môn chính đạo ở minh quốc đến nay đã tiêu diệt mười mấy tông phái lớn nhỏ tất cả các tông môn chính đạo hiện giờ đều đã liên kết với nhau chuẩn bị cùng nhau đối phó với ám hùng điện anh nhìn về phía tách trà đang được rót đầy lại là ám hùng điện lần trước là lý thanh sơn muốn truy sát tiêu hỏa hỏa lần này lại có thế lực ra tay với các tông môn chính đạo của minh quốc đám tông phái ma đạo này đúng là không biết điểm dừng anh cao mày nói với con trai mình lập nhi rằng buộc đệ tử nội tộc không được tham gia vào chuyện này đồng thời không được rời khỏi phạm vi thế lực của tiêu gia thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện phải đặt an toàn của toàn bộ con cháu tiêu gia tộc lên hàng đầu tiêu lập cung kính chắp tay thưa phụ thân bây giờ con sẽ đi thông báo với đệ tử nội tộc nhìn bóng lưng của tiêu lập rời đi tiêu trần nghĩ sau khi nghe tiêu lập báo cáo xong tình hình thật không thể nào yên tâm về hỏa hỏa mình sợ nó sẽ đụng độ với tu sĩ ám gồm điện quá phải xem tình hình hiện tại của hỏa hỏa ra sao mới được đưa tay lên hệ thống kiểm tra cháu trai tiêu hỏa hỏa của bạn đã thành công đột phá lên kim đan tầng 4. nhìn thấy thông báo của hệ thống mà anh tấm tắc khen chắc giỏi lắm mới 5 năm đã tiến vào kim đan tầng 4 rồi tu vi của hỏa hỏa càng cao thì đối với nó mà nói ở bên ngoài sẽ càng an toàn họ tên tiêu hỏa hỏa chủng tộc con người công pháp thần thông phi long kiều kiếm ngự kiếm thuật thuật luyện đan tuyệt thế, nhất kiếm diệt hồn. Pháp bảo là kiếm thanh long, tu vi kim đan tầng 4, tư chất linh căn ngũ phẩm, thân phận lâu chủ thanh tinh lâu, vận mệnh đặc biệt vận mệnh viêm đế. Gương mặt Tiêu Trần không khỏi ngừng cười, tu vi của Hỏa Hỏa đã đạt đến kim đan tầng 4. Nhờ sự trợ sức của vận mệnh viêm đế mà linh căn của nó cũng đã tăng lên linh căn ngũ phẩm, đồng thời còn thông thạo được một loại công pháp mới. Thấy trên hệ thống còn một tin chưa đọc anh liền bấm vào. Chất của bạn Tiêu Hỏa Hỏa đã giết được 10 tên tu sĩ của ám điện, Chất của bạn bố trí được kích thành công kết liễu trưởng lão Thương Minh của Ám Hồn Điện. Chất của bạn tiêu hỏa hỏa bị Ám Hồn Điện bao vây, giết chết hai trưởng lão thuận lợi đào tẩu. Tiêu Trần nhìn vào hệ thống thông báo liên tục mà ngạc nhiên. Rồi ngay sau đó cười lớn, được lắm lại còn giết cả trưởng lão của Ám Hồn Điện nữa không hổ là Nam Nhi Tiêu gia. Rồi anh lại quay sang nhìn đám cháu đang tập luyện, tốc độ trưởng thành của Hỏa Hỏa hoàn toàn vượt xa dự đoán của mình. Bảo kiếm sắc bén do rèn luyện mà ra, hoa mai trải qua lạnh giá của mùa đông mới càng tỏa hương sự rèn rũa là bắt buộc phải có. Nhiều tháng sau, Tiêu Trần đang ở trên một tảng đá tu luyện thì hệ thống thông báo. Phát hiện thấy bạn có một người chất là toàn năng đầu thai, phần thưởng nhận được là cây chè ngộ đạo. Anh nhìn vào bảng thông báo ngơ ra một lúc, con cháu đời sau là toàn năng đầu thai. Cây chè ngộ đạo hấp thụ linh căn trời đất từ tinh hoa nhật nguyệt có tác dụng thư giãn gồ sửa tâm hồn. Uống trong một thời gian dài có thể nâng cao ngộ tính. Tiêu Trần không ngờ cây chè ngộ đạo có nhiều tác dụng như vậy. Nâng cây chè trong tay anh vui sướng trong lòng, vừa nghe tên cây là đã biết cũng là linh căn thiên địa giống như cổ nhân sâm hơn nữa sau khi biết được những công dụng đáng kinh ngạc kia mình càng cảm thấy hứng thú với đứa chắc toàn năng đầu thai này hơn bảng thông báo hiện lên thông tin của đứa chắc đó họ tên tiêu mạch chủng tộc con người tư chất linh căn lục phẩm tu vi không thân phận đặc biệt toàn năng đầu thai hợp thể kỳ hợp thể kỳ là tu vi trên nguyên anh tiêu trần chứng mắt lớn là toàn năng hợp thể kỳ ư hệ thống nếu như tiêu mạch khôi phục lại ký ức của kiếp trước có gây ra nguy hiểm gì với tiêu gia không Ta không muốn có bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào đe dọa đến sự phát triển của Tiêu gia. Hệ thống hiện lên: Ký chủ thân mến, tất cả hành vi nhân cách và cảm xúc của tim mạch đều gắn liền với Tiêu gia. Tiêu Trần nghe thế thì mới thẢ lòng đây là đáp án mà ta muốn nghe, ta có thể yên tâm rồi. Tiêu Trần sử dụng thần thức để gọi thất dạ. Thất dạ lập tức xuất hiện cung kính: Có đệ tử. Anh tươi cười: Sư phụ tìm con có chuyện gì ạ? À? Tiêu Trần cầm cây chè trong tay nói: Vật này gọi là cây chè ngộ đạo, hãy mang nó đi trồng ở trong sân. Sau này tu luyện có thể để mọi người ngồi dưới cây chè ngộ đạo tu luyện. Thất Dạ nhận lấy cây chè đáp, "Vâng ạ, à, bây giờ con sẽ đi làm ngay." Rồi Thất Dạ lập tức biến mất. Tại viện trước của Tiêu gia Tiêu Lập đang cầm sổ sách chỉ đạo. Bỗng nhiên ông nhận được thần thức truyền âm của phụ thân. Tiêu Trần nói, "Con cháu Tiêu gia thông minh sáng dạ phải quan tâm chăm sóc thật tốt, sau này dẫn chúng đến núi sau để linh tham tử dạy chúng tu hành." Tiêu Lập cung kính, "Tuân lệnh phụ thân." Tiêu Trần bên này xoa xoa cằm, trước khi tiếp tục tu luyện phải nhắc nhở lên thăm tử mình mới có thể yên tâm được. Rồi anh lại sử dụng thần thức truyền âm linh tham tử nhất định phải chú tâm dạy dỗ Tiêu Mạch. Linh tham tử chấp tay cung kính, "Vâng thưa sư phụ." Thời gian tiếp tục lại trôi qua 5 năm nữa. Tiêu Trần khi này đang nhắm mắt tập trung ngồi tu luyện ở trong sân. Như cảm nhận được gì mong anh chừng mắt lớn, là linh khí xung quanh đột nhiên điên cuồng ngưng tụ chảy vào trong cơ thể mình. Luồng linh khí ấy bao quanh thân thể anh khiến cho anh lơ lửng. Rồi nhìn vào bàn tay mình, trải qua 5 năm mình đã đột phá qua 3 tầng rồi nguyên anh tầng 9 nhanh hơn so với dự kiến, vẫn có thể chấp nhận được. Ở trong viện lúc này con cháu đang ngồi tập trung tu luyện, dưới gốc cây trẻ ngộ đạo. Phía sân trong là cây trẻ giác ngộ, còn phía bên ngoài là cây nhân sâm cao lớn hơn. Cây nhân sâm khi này còn kết trái thành một hình đứa bé nhỏ, tiêu trần từ từ bước ra sân ngoài. Đàn con cháu thấy thế thì chắp tay, là lão tổ đến bái kiến lão tổ. Anh cầm lấy một chiếc bình trong tay nói, Tốt lắm thấy các con tu luyện chăm chỉ lão tổ có phần thưởng. Số đan dược này đều là phần thưởng của hệ thống mà mình lấy ra từ trong không gian phần thưởng, đan dược của hệ thống đều là hàng tốt cả. Con cháu khi nhìn thấy bình đan dược trong tay thì ngạc nhiên. Đối với người đã tiến vào nguyên anh kỳ như mình thì chỗ đan dược này không còn tác dụng gì nữa, vậy nên sẽ đem tặng cho đám con cháu. Con cháu nhận được thì đồng thanh hô to, tạ ơn lão tổ thưởng đan dược. Tiêu Trần thấy thế thì cười hiền. Tiêu lập gấp rút bước chân tới gọi, "Phụ thân, có chuyện không hay rồi." Tiêu Trần cau mày, "Hả có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?" Tiêu Lập ngập ngừng nói, "Ám hồn điện." Còn chưa kịp nói hết thì Tiêu Trần đã dịch chuyển anh về phòng mình, ông cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm một cái, lúc sau đã ngồi trong phòng của phụ thân rồi. Tiêu Trần ung dung ngồi trên nói, "Nói đi có chuyện gì?" Tiêu Lập chắp tay phụ thân thực lực của Ám hồn điện hiện nay đã lớn mạnh đến mức không ai sánh bằng. Tất cả các danh môn chính phái liên kết lại với nhau cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Tiêu Trần nghe thế thì tay đang nâng tách trà liếc qua nhìn. Tiêu lập giải thích tiếp, hiện nay hơn một nửa lãnh thổ của Minh Quốc đã rơi vào tay chúng, Ám hồn điện tàn bạo chuyên chế nơi nơi xác chết đầy đường tựa như địa ngục trần gian. Quan trọng nhất là cơn sóng dữ này rất nhanh sẽ ập đến núi Thanh Vân của chúng ta. Rồi ông đứng lên tiếp tục nói, cũng may là có một thế lực tên là Thiên Tinh lâu đột nhiên xuất hiện đối kháng với Ám hồn điện, làm giảm tốc độ bành trướng của Ám hồn điện. Tiêu Trần cầm tách trà trên tay mà có chút lo lắng, sắp tới ảnh hưởng tới núi Thanh Vân sao vậy thì phải mau chóng chuyển nhà. Ta vẫn hiểu đạo lý núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt dẫu sao đối phương người đông sức lớn cũng không biết điện chủ của ám hồn điện sức mạnh thế nào mà tất cả các tông môn chính đạo của minh quốc đều không phải là đối thủ ta có chút mông lung về hắn anh hỏi tu vi của chủ ám hùng điện là gì tiêu lập đáp con cũng không chắc chắn lắm nghe đồn là nguyên anh kỳ thực lực đáng gờm không thể coi thường tiêu trần cau mày lại thì ra là nguyên anh kỳ có thể thở phào rồi được tao biết rồi con lui xuống đi một khi phát hiện ra người của ám nguồn điện lập tức bẩm báo với ta tiêu lập chấp tay tuân lệnh phụ thân nhìn bóng lưng của tiêu lập rời đi anh nghĩ lâu chủ của thiên tinh lâu không phải chính là hỏa hỏa sao đọc thử thông tin của hỏa hỏa xem hệ thống hiện lên họ tên tiêu hỏa hỏa chủng tộc con người công pháp thần thông phi long cửu kiếm thuật ngựa kiếm thuật luyện đan tuyệt thế nhất kiếm diệt hồn pháp bảo kiếm thanh long tu vi kim đan tầng 7, tư chất linh căn ngũ phẩm thân phận lâu chủ thiên tinh lâu vận mệnh đặc biệt vận mệnh viêm đế tiêu trần cười nhẹ tu vi hiện giờ của hỏa hỏa đã đạt đến kim đan tầng 7 khiến mình thật vui mừng và yên tâm anh chạm vào một ký hiệu ở trên bảng hệ thống con cháu của bạn tiêu hỏa hoạn đã giết tứ trưởng lão của ám hồn điện liệt phong con cháu của bạn tiêu hóa đã giết lục trưởng lão của ám hồn điện khô cốt con cháu của bạn tiêu hỏa hỏa đã giết 36 đệ tử ám hồn điện anh nhìn hệ thống hiện lên không ngừng nghĩ mấy năm nay những xung đột giữa hỏa hỏa và ám hùng biện mình không thể không sợ thay cho hỏa hỏa mỗi lần đều là múa trên lưỡi kiếm nhưng kết quả thu được từ những lần cọ sát ấy lại rất nhiều khỏe hơn nhiều so với đóa hoa được trồng trong phòng ấm đàn ông nhà họ tiêu phải như này mới đúng tu vi của mình vẫn là nguyên anh kỳ giữ nguyên như này không đảm bảo an toàn nếu vậy thì đột phá nên hóa thần kỳ thôi tiêu chuẩn đi đến hang ngày thường bế quan tu luyện anh gọi linh tham tử linh tham tử đáp thưa sư phụ nghe thấy linh tham tử đã đáp anh nói tiếp ta chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện đột phá hóa thần kỳ trừ khi tiêu ra bị ám hồn điện đột kích nếu không không được đánh thức ta rồi tiêu trần lập tức ngồi vào vị trí đã có bài sẵn trận địa anh tập trung tu luyện hồng mộng tử khí kinh luồng ánh sáng tím lơ lửng bao lấy anh rồi không ngừng lao vào cơ thể anh đó chính là anh đang hấp thụ linh khí tiêu trần hai mắt nhắm lại sử dụng mũi để hít thở không khí xung quanh anh cảm nhận được có một luồng khí nóng bao quanh lấy mình rồi tất cả linh lực tập trung lại thành một vầng sáng vàng nhạt xung quanh anh tiêu chuẩn đưa tay lên ngưng tụ linh khí thành một quả cầu lớn thấm thoát thoi đưa tiêu trần tu luyện cũng đã hơn một năm sau lúc này sau núi tiêu ra mây đen ùn ùn kéo tới bầu trời phía sau núi tiêu ra bắt đầu ngưng tụ các mây xét Linh Thanh Tử thấy thế thì cười vui vẻ. Sư phụ cuối cùng cũng sắp đột phá rồi. Anh bước đến chỗ mọi người đang tu luyện mau khởi động trận dịch chuyển. Di rời tất cả mọi người đến khu vực ngoài 100 dặm để đảm bảo cho mọi người không bị tia sét làm tổn thương. Tiêu Trần khi này đang lơ lửng trên bầu trời âm u, mưa càng ngày càng lớn. Anh ngước lên nhìn nói đây là lôi kiếp hóa thần sao? Rồi một đạo sét lớn hướng về phía anh mà đánh tới. Nhìn thấy luồng đã sét đó, Tiêu Trần không chút lo sợ mặt mày nghiêm túc anh sử dụng linh lực của mình ngưng tụ thành một bàn tay lớn để chống đỡ tia xét đó. Đàn con cháu tu luyện khi này ở phía xa xa nhìn về phía sau núi tiêu ra. Linh thăm tử không khỏi cảm thán, sư phụ quả nhiên là thần thông cái thế không có tí mảy may khiếp sợ trước sức mạnh của lôi kiếp. Sau một đạo sét, anh ngước nhìn lên bầu trời, một đạo lôi kiếp hóa thần đối với mình mà nói không tạo ra nổi một chút tổn thương nào. Đạo lôi kiếp này mình không tránh né nữa, lựa chọn dùng cơ thể để đối chọi với lôi kiếp để đạt được hiệu quả tu luyện ra thịt nói rồi anh vui vẻ giang tay cảm nhận luồng xét đánh tới cảm giác tê dại trong nháy mắt lan khắp toàn cơ thể qua xá là đã phía xa xa mọi người vẫn không ngừng hướng nhìn về phía những đạo xét đánh tới tiêu trần anh thì vẫn hiên ngang giang tay cảm nhận sự thoải mái khi luồng xét đánh tới ôi đúng là ngược đời mà gương mặt anh hờ hững từ trên cao nhìn xuống cơ ngơi của mình anh đưa tay tạo một luồng linh lực sử dụng thần thức xem nào thần thức của nguyên anh kỳ có thể bao trùm toàn bộ núi thanh vân còn hiện giờ thần thức của hóa thần kỳ đủ để bao trùm hơn vạn dặm quanh đây hơn nữa sự cảm thụ của thần thức đối với mọi thứ xung quanh càng rõ nét hơn tiêu trần nhìn vào bảng hệ thống hóa thần kỳ có thể thông qua nguyên anh kiểm soát linh khí xung quanh hô mưa gọi gió sử dụng sức mạnh của trời đất người đã tiến vào hóa thân kỳ có thể khống chế ba phần sức mạnh của trái đất nhìn thấy thế thì tiêu trần cười có vẻ gian trá tốt quá cảm nhận được sức mạnh của hóa thần kỳ trong lòng mình cũng yên tâm hơn hệ thống phát ra thông báo chúc mừng ký chủ đột phá nên hóa thần kỳ nhận được phần thưởng là thượng thiên nhất chỉ thần thông tiêu trần ngạc nhiên lại có thêm kỹ năng mới hả lát nữa xem sau số anh lập tức biến mất rồi trở lại căn phòng luyện công ở núi sau anh khoanh chân thẳng lưng ngồi đó gương mặt hào hứng nhìn vào hệ thống thượng thiên nhất chỉ sao rồi anh đưa tay chạm vào hình thù của thượng thiên nhất chỉ nhưng cái hình này có vẻ hơi sai sai mọi người ơi thượng thiên nhất chỉ dẫn ra sức mạnh của trời đất một ngón giơ lên cơ thể và linh hồn đều bị tiêu diệt bất kể ở khoảng cách nào cũng có thể xác định được vị trí của con cháu thi triển từ xa. Tiêu chuẩn giơ tay cười khoái chí, thượng thiên nhất chỉ kinh khủng đến vậy hả? Còn có thể xác định vị trí của người thân thi triển từ xa. Vậy con cháu Tiêu gia không phải có thể thi triển kỹ năng của hóa thần ký ư? Kỹ năng này mạnh quá đi. Lúc này ở sau núi Tiêu gia cách 100 dặm linh tham tử hô với mọi người, mây sẽ tan rồi chúng ta quay về núi thôi. Tiêu Trần lúc này ở trong phòng chọn xem thông tin cá nhân. Hệ thống gia hòa vạn sự hưng, ký chủ Tiêu Trần, tuổi 135 phần 5 nghìn, tu vi hóa thần tầng 1, số con cháu 2578, công pháp hồng mông tử khí kinh, thông thạo thuật ngữ kiếm, thuật đẳng nhất giai kiếm pháp nhật lạc, thượng đẳng tam giai kiếm lai, thượng đẳng tam giai thương thiên nhất chỉ, pháp bảo pháp bảo thượng đẳng tam giai trung càn khôn, pháp bảo thượng đẳng ngũ giai kiếm thanh vân, pháp bảo thượng đẳng tứ giai dày truy vân, pháp bảo thượng đẳng ngũ giai huyền long giáp, linh căn linh căn hỗn độn trí tôn, đan dược 99 cộng, đặc biệt tra cứu thông tin cá nhân tạo trường thiên địa hai mắt tiêu trần khi nghe đến tuổi thọ thì lấp lánh tuổi thọ là năm nghìn năm sao tu vi hóa thành tầng một khiến mình càng yên tâm hơn hiện giờ quay về động tiếp tục bế quan ổn định cảnh giới thôi tại động phủ núi sau tiêu ra cũng đã là ba tháng sau tiêu trần gương mặt có chút phiền muộn hơi cúi xuống rồi anh thở ra một hơi lớn trải thân thức khắp núi thanh vân cảnh tượng trước mắt là đám con cháu người thì vui vẻ trong vòng tay mẹ người thì đang tập trung tu luyện anh nhìn cười tốt lắm lại có thêm nhiều con cháu có linh căn nữa ra đời bỗng dưng mày đẹp cao lại phát hiện điều khác thường trong thành trì của tiêu gia xuất hiện người lạ có ma khí tiêu trần lo lắng lập tức tra cứu thông tin thông tin của tên đó lập tức hiện ra họ tên lý quỷ chủng tộc ma tộc tu vi trúc cơ tầng 6, tư chất linh can nhị phẩm thân phận đệ tử của ám hồn điện một tên khác có gương mặt gian trá hơn họ tên mộng ma chủng tộc ma tộc tu vi trúc cơ tầng 4, tư chất linh can nhất phẩm thân phận đệ tử của ám hồn điện một tên bệnh tóc nữa họ tên huyết y chủng tộc ma tộc, tu vi trúc cơ tầng 7, tư chất linh căn nhị phẩm, thân phận đệ tử ám hồn điện. Tổng cộng hơn 20 đệ tử của ám hồn điện, Tiêu Trần cắn răng tức giận, là ám hồn điện. Khi tức giận thì Tiêu Trần phát ra một luồng sắc khí đáng sợ, đám con cháu của Tiêu gia ở núi sau đang tu luyện thì toàn thân sợ hãi run rẩy. Linh thăm Tử lo lắng, sư phụ đột nhiên phóng ra sát ý khiến mấy người chúng ta đang tu luyện ở núi sau cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi cơ thể không ngừng run rẩy. Dẫu sao sư phụ hiện giờ đã là tăng lên hóa thần kỳ, e là chỉ một hơi thở của người thôi cũng có sức mạnh vô cùng to lớn. Tiêu Trần ở núi sau của Tiêu gia động phủ đang vô cùng tức giận, thật không ngờ rằng ám hồn điện đã bắt đầu nhăm nhe đến Tiêu gia. Chỉ cần nghĩ đến hành vi của ám hồn điện là Tiêu Trần lại không thể đè nén được sát ý. Anh đưa tay lên vận dụng linh lực, sử dụng thần thức của hóa thần kỳ tập trung vào đệ tử ám hồn điện đang ở trong thành của Tiêu gia. Ngay lập tức mấy tên đó đã được triệu tập đến trước mặt của Tiêu Trần. Anh sử dụng một bàn tay to lớn hướng về đám ám hồn điện thối tha bàn tay đầy bóp nát đám người của ám hồn điện máu văng tung tóe đi chết hết đi gương mặt của tiêu trần thờ ơ hơn hai mươi tên đó đều tan thành mây khói hồn phi phách tán rồi tiếp tục chạy thần thức trên khắp phạm vi tiêu ra xem còn có người của ám ổn điện không trong phạm vi của tiêu ra không còn người của ám hồn điện nữa rồi rồi anh lại dùng thần thức triệu tập con trai cả của mình tiêu lập đến ông cung kính nói phụ thân người tìm con tiêu trần đáp lập nhi đệ tử của ám hồn điện đã vào thành của tiêu ra rồi ông nghe thế thì hoảng hốt cái gì cơ con chỉ tập trung vào việc không cho con cháu tiêu ra tự ý ra khỏi thành mà quên mất không kiểm soát người vào thành có lẽ vì vậy với dẫn đến chuyện đệ tử ám hồn điện có cơ hội vào thành ông nghiến răng nghiến lợi tức giận ám hồn điện đáng chết con sẽ dẫn theo con cháu tiêu ra đuổi bọn chúng ra khỏi thành tiêu trần nhắm mắt phẩy phẩy tay không cần vội bọn chúng đã bị ta giết hết rồi tiêu lập nghe thế thì mắt chữ a mùng chữ o ông quay sang nói với cha mình từ lâu con đã biết phụ thân đã thăng lên hóa thần kỳ tu vi và thực lực đều mạnh hơn nhiều so với địa chủ của ám hồn điện Tiêu gia có phụ thân làm chỗ dựa đúng là may mắn của Tiêu gia. Tiêu gia từ giờ sẽ càng vững như thành đồng. Cho dù điện chủ của Ám hồn điện có đến đây thì phụ thân cũng có thể một kiếm chém chết. Tiêu Trần nghe thế thì liếc mắt sang. Tôn chỉ của gia tộc Tiêu gia trước giờ luôn là khiêm tốn không kiêu ngạo. Lập Nhi hãy bình tĩnh lại đi. Từ giờ phải tăng cường phòng bị với những người vào thành Tiêu gia, những người làm cốt cán của Tiêu gia cũng phải tăng bảo vệ. Tiêu Lập nghe cha dặn dò thì chắp tay cung kính, "Con đã hiểu ạ." À. Tiêu Trần lo lắng dặn dò thêm nhất định phải tiến hành trong âm thầm tiêu lập chấp tay con nhận lệnh xin phép cáo lui rồi tiêu lập lập tức biến mất khỏi căn phòng lúc này tiêu trần đang đứng ở trong phòng tu luyện sau núi anh nói ta phải bắt đầu tu luyện tiếp rồi có chuyện gì thì con có thể trực tiếp đến bẩm báo với ta thời gian tới cứ cách 3 tháng ta sẽ dùng thần thức quét quanh phạm vi núi thanh sơn bao gồm từng người trong tiêu gia đồng thời mỗi tháng con cũng phải đến núi sau báo cáo tình hình cho ta biết tiêu lập đáp vâng thưa phụ thân thấm thoát thời gian trôi cũng đã một năm sau núi sau của tiêu gia tại phòng luyện công tiêu lập đang ngồi luyện công thì hệ thống thông báo phát hiện thấy con cháu của bạn tiêu hỏa hỏa đang bị điện chủ ám hồn điện truy sát khởi động lựa chọn xin hãy lựa chọn tiêu trần cao mày nhìn hệ thống lựa chọn một ám hồn điện làm vô vàn chuyện ác ở minh quốc bạn quyết định chuyển sang diệt ác giết điện chủ ám hồn điện lão tà ma phần thưởng nhận được là một pháp bảo thượng đẳng tứ giai lựa chọn hai ám hồn điện tàn sát bừa bãi ở minh quốc làm đủ thứ chuyện thương thiên hải lý không chuyện ác nào không làm nhưng bạn tin tưởng tiêu hỏa hỏa lo lắng việc đó gây ảnh hưởng đến tiêu gia nên quyết định khoanh tay đứng nhìn phần thư nhận được là một phát bảo thượng đẳng tam giai tiêu trần âm trầm cau mày lão tà ma điện chủ của ám hồn điện năm ngoái đệ tử của ám hùng điện trà trộn vào thành tiêu gia đã chạm vào giới hạn của mình hơn nữa hiện giờ hỏa hỏa còn đang bị điện chủ ám hồn điện truy sát anh giơ tay lên nhếch môi cười nhẹ vừa hay mình có thể nhân cơ hội này thử thương thiên nhất chỉ anh sẽ chọn lựa chọn đầu tiên hệ thống thông báo chúc mừng ký chủ nhận được pháp bảo thượng đẳng tứ giai chảy dáng ma Tại kinh đô Minh Quốc lúc này một linh khí hình rồng vàng đang chiến đấu với một linh khí màu tím hắc ám. Cả hai luồng linh khí không ngừng va chạm trên không trung. Luồng linh khí màu tím không ngừng tấn công vào luồng linh khí hình con rồng vàng. Thì ra luồng linh khí hình con rồng vàng là của Tiêu Hỏa Hỏa, lúc này Tiêu Hỏa Hỏa đã bị thương rơi xuống. Anh nói sư phụ người có cách gì không có thể gỡ bỏ bùa truy sát. Anh cắn răng chống cự. Ban đầu Thiên Tinh lâu mà mình dẫn dắt đã trở thành tổ chức đứng đầu trong tất cả các tông môn chính đạo ở Minh Quốc lần này mình vốn định tập hợp mọi người giá một đòn đau và ám hồn điện kết quả đều không ngờ tới nhất là lúc mình đang chuẩn bị thăm dò tình hình nội bộ của ám hùng điện thì lại bị một luồng sức mạnh thần thức đáng sợ khóa chặt anh nghĩ lại đến cảnh tượng trong ám hồn điện có một giọng nói vọng ra tiêu hỏa hỏa thiên đường có cửa ngươi không đi địa ngục không cửa lại muốn vào chính là thần thức tràn ngập sát ý của điện chủ lão tà ma truyền tới trên người ngươi đã bị bổn tọa yểm bùa truy sát hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát tiêu hỏa hỏa cau mày nghe lời nói của lão tà ma rắc rối lớn rồi đây lập tức anh sử dụng ngự kiếm phóng vút đi. Nhưng luồng linh khí màu tím đấy lại từ phía dưới vươn tới chỗ anh. Nó không ngừng lao lên tấn công khiến cho Tiêu Hỏa Hoạn có phần hốt hoảng. Hiện tại Hỏa Hỏa đang ở kinh đô quốc, anh nghĩ thầm trong lòng mặc dù từ nãy đến giờ vẫn giữ được khoảng cách an toàn, nhưng tà lão ma am hiểu tấn công đường dài vẫn như cũ khiến người chỉ chăm chăm chạy trốn như mình phải khốn đốn. Bỗng chiếc nhẫn trên tay anh phát ra tiếng nói, đồ nhi bùa truy sát này không phải là không thể loại bỏ, ước chừng chỉ còn tiếp tục được khoảng một tiếng nữa thôi. Tiêu Hỏa Hỏa cắn răng tiếp tục chạy trốn. Được không thành vấn đề mình sẽ cố kéo dài thời gian. Anh nghĩ thầm mình không dám lơ là rồi chỉ một khắc, bởi lẽ người đuổi sát phía sau mình là điện chủ của ám hồn điện. Một chút bất cẩn là sẽ xuống dưới hoàng tuyền ngay, có thể nói tình thế bây giờ là cửu tự nhất sinh. Luôn khí tím đấy không ngừng gọi tên Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa nghĩ đó là trưởng lão của ám hồn điện vương khởi. Rồi từ luồng khí tím đấy xuất hiện ra một người đeo mặt nạ màu đỏ. Hắn nói lúc trước ta phái một vài đệ tử ám hồn điện đến tiêu gia cuối cùng đều bật vô âm tín điều này chứng tỏ ở tiêu gia quả thực có cao nhân sau đó ta vô cùng dè chừng vị cao nhân trong lời đồn này hôm nay nhân cơ hội này ta sẽ bắt người thù mới hận cũ tính hết một lượt hiện giờ ta chỉ hận không thể ăn thịt uống máu của người rồi thân ảnh màu đỏ đấy hướng tới chỗ thiếu hỏa hoạn mà lao lên điện chủ ám hồn điện bên này qua một quả cầu chứng kiến hết cảnh tượng mà tiêu hỏa hỏa bị truy sát ông nói nếu vương khởi đã xuất hiện rồi thì mình không cần phải vội vàng ra tay nữa dù sao hiện giờ tiêu hỏa đã bị buộc khi mạng của mình khóa chặt rồi cho dù như nào cũng không thể thoát khỏi tay của mình được. Và lại mình đường đường là đại lão nguyên anh kỳ hai lần liên tiếp ra tay đối phó với một tiểu bối kim đan kỳ đều thất bại còn đâu là thể diện nữa chứ. Tiêu Hỏa Hỏa bỗng nhiên phát hiện ra lão tà ma không truy đuổi mình nữa rồi. Nhưng còn Vương Khởi ở phía sau vẫn đang đuổi theo hắn kêu gào, "Tiêu Hỏa Hỏa ngươi mà để ta bắt được thì sẽ rút gân róc xương ngươi, rút hồn của ngươi đốt bằng linh hỏa cho đến khi ngươi tan thành mây khói." Sau lớp mặt nạ giữ tợn hắn nói tiếp, con thịt của ngươi sẽ được chế luyện thành con rối để làm một con chó trong tay ta." Tiêu Hỏa Hỏa khi nãy bị buộc của ám hồn điện là não tà ma truy đuổi nên bây giờ không có chút tinh thần chiến đấu nào. Vương Khởi không ngừng đuổi theo nói tiếp, Tiêu Hỏa Hỏa ám hồn không phải là ngươi có thể đối chọi được, hiện giờ trong Tiêu gia đã có hơn 100 đệ tử của ám hồng điện bí mật trà trộn vào. Chỉ cần ta ra lệnh Tiêu gia sẽ trở thành nghĩa địa. Tiêu Hỏa Hỏa nghe vậy có chút cau mày và lo lắng. Tiêu Hỏa Hỏa nghe hắn nói thế thì không tiếp tục chạy nữa mà quay phát người lại nói: "Ngươi nói cái gì cơ?" Anh tức giận: "Các ngươi dám rỗi móng vuốt tới Tiêu gia sao? Hôm nay ta cho dù phải tự hủy Kim Đan cũng phải trừ khử Hậu Họa về sau. Nói rồi anh cầm kiếm lao tới chỗ Vương Khởi. Vương Khởi ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Tất cả xông lên cho ta, bắt sống Tiêu Hỏa Hỏa lão phu sẽ trọng thưởng." Vương Khởi trong chiếc mặt nạ nghĩ thầm, thực ra mình cũng sợ Tiêu Hỏa Hỏa tự hủy Kim Đan. Nếu vậy cơ thể sẽ không toàn vẹn không thể nào chế luyện thành con rối, thế thì đúng là tổn thất rất lớn. Do đó mình mới hạ lệnh bắt sống Tiêu Hỏa Hỏa. Hơn nữa phía sau mình còn có điện chủ đã đạt đến nguyên anh kỳ, một kim đan kỳ nhỏ bé thì có thể gây ra sóng gió gì tiêu hỏa hỏa khi nghe tin ám hồn điện đã vươn móng tới tiêu ra thì tức giận không ngừng chém giết những tên thuộc hạ của ám hồn điện anh giết hết người này tới người khác nhưng người của bọn chúng quá đông anh giết không xuể hiện tại đã bị bọn chúng vây quanh anh giơ kiếm lên hô lớn lão tặc nộp mạng chó của ông ra đây nói rồi anh giơ kiếm lên xung quanh cơ thể tỏa ra một luồng linh lực mạnh mẽ mặt hỏa hỏa trầm trầm không chút cảm xúc nguồn linh lực dồi dào đó hội tụ trên trên thanh kiếm tiêu hỏa hỏa dùng linh lực hóa thành một con rồng xanh chém lao lên đám người ám hồn điện lão vương khởi cầm kiếm trong tay đắc ý nói đến đúng lúc lắm rồi ông ta cũng chém ra một luồng linh lực màu tím có hình thủ hơi gớm ghiếc linh lực của hai bên hóa thành rồng rồi cả hai bên lao vào cắn xé lẫn nhau sau khi cắn xé lẫn nhau xong rồi cả hai bên liền quay ra trực tiếp đối đầu tiêu hỏa hỏa tuy là thiên tài tu luyện nhưng cũng cũng bị đánh bay đi vì trọng thương nên cậu đã bị thổ huyết lão vương khởi nghĩ thầm trong lòng mình phải trả giá bằng việc hỏng mất một món pháp bảo phòng thủ trung đẳng tam giai đổi lấy khả năng chống lại vụ nổ mặc dù không phun ra máu giống tiêu hỏa hỏa nhưng tên này không thể xem là kẻ thù được gương mặt ông ta cũng đã lấm tấm mồ hôi ông ta trầm ngâm chỉ qua là một trận đấu mà mình đã biết được sự cách biệt giữa hai bên tuy đều là kim đan kỳ nhưng lại khác nhau một trời một vực ông ta nhìn tiêu hỏa hỏa mà nghĩ ra kế sách nhân lúc tiêu hỏa hỏa uống thuốc trị thương ông nhìn tiêu hỏa hỏa rồi lập tức quay người phi hành bỏ chạy thật nhanh trong đầu ông ta nghĩ mình không muốn rơi vào hiểm cảnh dù có sự chấn thủ của lão tà ma mà vẫn trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của tiêu hỏa hỏa tiêu hỏa hỏa thấy ông ta chạy trốn thì cầm kiếm đuổi theo cẩu tặc đừng hòng chạy vương khởi ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình mau chặn hắn lại để ông ta có cơ hội chạy thoát điện chủ ám hồn điện bên này đều chứng kiến tất cả ông ta mắng một tiếng thật là một lũ phế vật xem ra mình phải đích thân ra tay rồi Nói rồi ông đưa bàn tay có những móng vuốt nhọn của mình, rót một nguồn linh lực hướng tới chỗ Tiêu Hỏa Hỏa. Điện chủ Ám Hồn Điện mượn cảm nhận của linh lực của mình, dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời. Bên Tiêu Hỏa Hỏa đang chiến đấu khốc liệt với người của Ám Hồn Điện, thì trên trời có một nguồn linh lực khủng khiếp xuất hiện, khiến cả hai bên phải dừng tay mà ngước nhìn. Điện chủ của Ám Hồn Điện bước ra từ trong làn khói đỏ, sau khi ông ta thi triển dịch chuyển tức thời. Ông ta cầm thanh kiếm trên tay, sử dụng một chút linh lực của mình tạo ra uy áp khủng khiếp điện chủ ám hồn điện cao mày liếc tới chỗ tiêu hỏa hỏa toàn thân ông tỏa ra sát khí linh lực uy áp của tu vi nguyên anh cảnh tỏa ra mạnh mẽ ông ta lớn giọng nói tiêu hỏa hỏa gây náo loạn đến đây là đủ rồi rồi ông ta hướng mũi kiếm tới chỗ tiêu hỏa hỏa mà dùng uy áp để áp chế tiêu hỏa hỏa lúc này đang chiến đấu với đám thuộc hạ của ám hồn điện anh cắn răng chịu đựng trong lo lắng mình cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nguyên anh kỳ còn cái tên đang chiến đấu với tiêu hỏa hỏa thì cười ha hả chỉ cần điện chủ ra tay thì Tiêu Hỏa Hỏa sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Cả người Tiêu Hỏa Hỏa khó chịu, cảm giác này là cảm giác toàn thân bị bao vây trong biển máu vô tận, xung quanh đều là thi thể chất đầy như núi. Nguồn áp lực đó khiến cho anh thở gấp, mình cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Nguyên Anh kỳ, lần này có khả năng là sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Với uy áp của Nguyên Anh cảnh, đám thuộc hạ ám hồn điện đều nằm bẹp dưới mặt đất, còn phía Tiêu Hỏa Hỏa anh chỉ ngã quỵ xuống đất. Cậu ấy dùng kiếm để chống đỡ cơ thể, xung quanh là xác la liệt của đám thuộc hạ ám hồn điện. Anh nói: sư phụ ơn nghĩa của người xem gia kiếp sau đồ nhi mới có thể báo đáp tái tạo lại thân xác cho người và cải chuyển chấn hương thiên tinh lâu gương mặt anh có chút muốn buông xuôi cậu tháo chiếc nhẫn trên tay ra khuôn mặt buồn bã như muốn rơi lệ đệ tử có lẽ phải thất hứa rồi bởi vì anh cảm nhận cái chết đang đến rất gần dưới sức mạnh tuyết đối thì những kế hoạch của hỏa hỏa trở nên vô ích tàn hồn của sư phụ tiêu hỏa hỏa hiện lên ông ấy nhẹ nhàng nói đồ nhi vi sư đã truyền lại hết tất cả các kiến thức cả đời của mình cho con rồi ông ấy khẽ cười nói vậy hôm nay để ta hóa giải chuyện ân oán tình thù này đi gương mặt ông không chút cảm xúc nhìn xuống tiêu hỏa hỏa điện chủ ám hồn điện nhìn thấy linh hồn thể thì có chút ngạc nhiên là dược linh tử lão tà ma tiến lại gần tiêu hỏa hỏa nói không ngờ năm xưa vẫn để lọt một mảnh tàn hồn của ngươi lần này để ta tiễn thầy cho các ngươi cùng nhau lên đường vừa hay có thể làm bạn đồng hành gương mặt lão tà ma đầy dữ tợn hắn ta suy nghĩ điều này cũng đã lý giải được vì sao tiêu hỏa hỏa có thể thông thuộc với ám hồn điện đến vậy tàn hồn của dược linh tử lơ lửng nói lão tà ma hôm nay lão phu nguyện dùng phần tàn hồn còn sót lại đổi lấy mạng của đồ nhi ta gương mặt ông có phần tức giận nếu không cho dù sư đồ ta có phải hủy cả linh hồn cũng phải khiến ngươi bế quan trăm năm tiêu hóa hỏa ôm lấy ngực lo lắng sư phụ người ông quay lại nhìn liếc nhìn anh khiến anh không thể nói được những từ tiếp theo một tên thuộc hạ lên bẩm báo điện chủ tuyệt đối không được thả hổ về rừng bọn họ chính là kẻ địch lớn nhất của ám hồn điện điện chủ của ám hồn điện nghe thế thì gương mặt giữ tợn cao mày Ông vận dụng nguồn linh lực vào cây kiếm cầm trên tay rực Trái nói, Rực linh từ lần trước sơ sẩy để ông thoát được lần này cho dù có chấp cánh cũng khó thoát." Nói rồi một đạo đánh tới về hướng hai sư đồ bên này, áp lực của Nguyên Anh kỳ thật là kinh khủng. Tiêu Hỏa Hỏa ra sức đưa tay chống đỡ. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi khiến cho sư phụ quay lại nhìn có phần lo lắng. Ông nói lớn, "Đồ Nhi vi sư sẽ dùng tàn hồn của mình chống đỡ cho con con mau chạy đi." Tiêu Hỏa Hỏa một chân quỳ xuống dưới đất cố gắng chống đỡ. Sư phụ thấy đồ đệ của mình không chịu đi thì lên tiếng gọi đồ nhi. Tiêu hỏa hỏa không chùn bước mà vững vàng nói: Sư phụ con sẽ không đi. Hôm nay sư đồ hai người chúng ta có chết cũng phải chết cùng nhau. Nói rồi anh liền lập tức tích tụ một nguồn linh lực vàng sáng rực thành một quả cầu ở trong lòng bàn tay. Lão già của ám hồn điện thấy hai người thế thì nói: Nếu vẫn còn muốn đấu tiếp thì ta sẽ tác thành cho các người. Nói rồi ông lập tức đánh một đạo về hướng của hai sư đồ. Tiêu Hỏa Hỏa đứng sau sư phụ đứng trước nhìn tới luồng đạp mà điện chủ của ám hồn điện đang đánh tới. Tiêu Hóa cao mày quyết tâm sử dụng kiếm cắm xuống đất phát ra một luồng linh vực sáng chói. Mặt đất nước vỡ nguồn ánh sáng đấy càng ngày càng lớn. Đôi mắt anh cũng đã sáng rực lên rồi anh chỉ cây kiếm hướng lên trời. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta kề vai sát cánh chiến đấu rồi hét lớn, nhất kiếm diệt hồn. Luồng đạo của Hỏa Hỏa đánh ra lập tức đánh bay luồng linh lực của viện chủ ám hồng điện ông ta thấy cảnh tượng vậy thì hử lên một tiếng sau đó là nguồn linh lực của hỏa hỏa tạo thành một cột sáng lớn đánh cái quỳnh xuống sau luồng đảo đói mờ xung quanh cũng tư tan dần tiêu hóa cũng phun ra một ngụm máu lớn sư phụ thấy thế thì bay tới chỗ anh gọi đồ nhi lúc này tiêu hỏa hoạn đã ngã sấp xuống nền đất ôm lấy đệ tử của mình vào lòng gương mặt ông có chút buồn rầu thở dài đồ nhi ngốc anh gắng gượng cắn răng nhớ đến lão tổ của mình lão tổ xem ra hỏa hỏa không thể tự mình kể với người về những gì con đã trải qua trong mấy năm nay rồi điện chủ của ám hồng điện thấy tiêu hóa như thế thì vẻ mặt khinh thường xì một tiếng nhã nhép thì vẫn là nhã nhép tiêu hỏa hoạn ở dưới đất thiều thào nói sư phụ lão tổ con buồn ngủ quá khiến cho sư phụ anh lo lắng đồ nhi con không được ngủ nhưng lúc này hai mắt anh đã nhắm nghiền sư phụ anh gương mặt không khỏi buồn rầu than ôi một tiếng rồi xoa lấy đầu anh đồ nhi không sao đâu vi sư sẽ đi cùng con nói rồi ông cũng tạo một quả cầu linh lực sáng chói trong hai lòng bàn tay rồi hét lớn tự nổ kim đan sau tiếng hét đó là những tiếng ầm ầm vang lên bầu trời gió cuốn âm u điện chủ ám hồn điện không biết chuyện gì đang xảy ra ông đứng giữa một luồng xoáy tối tăm lên tiếng hỏi là vị đạo hữu nào đến đây vậy sư phụ của tiêu hóa cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi này tiêu hỏa hỏa mắt mở nhẹ ra anh nhìn về phía bàn tay to lớn đang chỉ xuống khi bàn tay đó xuất hiện thì đám thuộc hạ của ám hồn điện lập tức phun ra những ngụm máu lớn cảnh tượng này khiến hai sư đồ ngạc nhiên không thôi ngay cả điện chủ của Ám hồn điện cũng không tránh khỏi bị thương tổn mà phun máu. Gương mặt ông kinh hoàng sợ hãi. Nhìn bàn tay đang chỉ xuống cùng với những tia sét ông ta hỏi, vị tôn giả này ta và ngài không thù không oán hà cớ gì lại ra tay với ta. Trong lòng ông nghĩ thầm cảm giác áp lực này hoàn toàn không phải là người Đạt Nguyên Anh cảnh có thể đối phó, thì cường giả không nhìn thấy mặt này ít nhất cũng sở hữu sức mạnh hóa thần. Tiêu Trần lúc này đang ở trong phòng sử dụng bàn tay qua không gian chỉ về phía chỗ đám người của Ám hồn điện mà nói. Ám hồn điện làm nhiều điều ác sinh linh đồ thán bổn tọa giết ngươi là đạo lý chính đáng. Tiêu Hỏa Hỏa ôm lấy ngực cảm nhận giọng nói này ngữ điệu này có cảm giác thân thuộc lạ thường, cho dù người này dường như đã che giấu giọng nói thật, nhưng có loại cảm giác như người thân ruột thịt, khiến mình cảm thấy giống với giọng của lão tổ. Điện chủ của Ám hồn điện quỳ xuống dưới đất nói, "Tôn giả mạnh hiếp yếu thì thôi đi, nếu ngài thả ta ra ta tình nguyện dâng lên Ám hồn điện cho ngài, đánh chiếm Giang Sơn vì ngài." Gương mặt của Tiêu Trần không đổi sắc chỉ tay, "Sao mình có thể đồng ý chứ đi chết đi." Bàn tay của Tiêu Trần ở bên này thì không lớn nhưng khi tới chỗ của phía ám hồn điện thì biến lớn anh liền dí chặt hắn xuống dưới đất. Nhưng một luồng khí tím ở vị trí đó bay lên đó chính là nguyên anh của lão tà ma. Tiêu Trần gương mặt khinh khỉnh cười nhẹ, tên này vào thời khắc quan trọng từ bỏ thể xác để nguyên anh chạy trốn muốn tìm cơ hội sống lại nhưng lão tà ma lại không biết bản thân đang đối diện với cái gì. Muốn chạy sao nói rồi anh vẫn một luồng ánh sáng trong tay. Sử dụng cả bàn tay hướng đến chỗ lão tà ma. Anh gọi tên Hỏa 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 bên này lập tức sử dụng kiếm lao tới một kiếm đó xuyên qua ngực của lão tà ma khiến hắn không kịp trở tay hắn không tin được gào lớn các ngươi không thể giết ta nếu như ta chết rồi sẽ không có ai cung phụng vật phẩm minh quốc nhất định diệt vong tiêu chuẩn nghe thế thì ngạc nhiên cung phụng cái gì nói rõ ra gương mặt của lão tà ma khẩn cầu ngoài minh quốc ra đại lục còn có hơn trăm đất nước khác tất cả đều là nông trại đến lúc đó sẽ có người đến thu vật phẩm nếu ta chết thì những người đó sẽ biết hiện thực đáng sợ này là bí mật cuối cùng của ta Tiêu Hỏa Hỏa đứng sau hắn nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ. Còn sư phụ của anh thì đang nhìn chằm chằm vào lão tà ma. Tiêu Trần cảm nhận có một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, nông trại là cái gì chứ nói rõ ra đi rốt cuộc là vật phẩm gì. Lão tà ma khẩn cầu nói, những tu sĩ thiên phú cực cao của Minh quốc người có linh căn cường đại đều là vật phẩm. Từ trước đến nay ám hồn điện của ta phụ trách vận chuyển vật phẩm đổi lại sẽ nhận được lợi ích. Một khi ta chết bọn họ nhất định sẽ tiến vào Minh quốc đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra cảnh sinh linh lầm than mạng người như con kiến người chết chất đống ngươi dám gánh vác trách nhiệm này không trong lòng ông ta nghĩ thầm mình mới là công thần lớn nhất gương mặt của tiêu trần có chút lo lắng thiên phú cực cao tiêu gia hiện nay thiên tài nhiều như mây có khả năng chính là vật phẩm mà tà ma nói hệ thống bỗng hiện lên thông báo phát hiện thấy một chuyện ngoài ý muốn khởi động lựa chọn xin lựa chọn lựa chọn một đồng ý với đề nghị của lão tà ma biến hắn trở thành con rối không chế ám hồn điện tiếp cận chân tướng phần thưởng nhận được là một pháp bảo thượng đẳng cấp 3, lựa chọn hai từ chối đề nghị của lão tà ma dẫn dắt tiêu ra đối đầu với nguy cơ sắp đến phần thưởng nhận được là một phát bảo thượng đẳng cấp 2. tinh chúc mừng thí chủ nhận được phát bảo thượng đẳng cấp 2 bản đồ giang sơn xã tắc anh cao mày lão tà ma buộc phải chết không cần nghi ngờ cho dù giữ lại mạng của lão tà ma nếu hắn liên lạc với người thu vật phẩm thì tiêu ra càng nguy hiểm nếu như minh quốc đã bị nhắm đến thì dù mình có giết lão tà ma hay không tiêu ra cũng đều sẽ gặp nguy hiểm anh khoanh chân ngồi đó quyết định vậy cho nên người chết hay không cũng không có ảnh hưởng gì lớn nếu quân địch đến thì người của Minh Quốc sẽ đối kháng. Lão Tà Ma nghe thế thì tuyệt vọng. Tiêu Hỏa Hỏa lúc này liền nhảy lên hướng tới chỗ lão Tà Ma. Vô Dĩ anh còn đang do dự không biết có nên giết lão Tà Ma không, hiện giờ nghe được câu trả lời này thì anh sẽ lập tức giết hắn. Tiêu Hỏa Hỏa đứng sau lão Tà Ma chắp tay, "Tôn giả cảm ơn ngài đã ra tay tương trợ, không biết phải báo đáp ngài như thế nào." Tiêu Trần bên này thấy cháu mình cung kính như vậy thì nói, "Hãy trở nên mạnh hơn, nếu con đã là một vật phẩm thì phải có đủ sức mạnh để bảo vệ mình mới được." Tiêu Hỏa Hỏa sau đó quay lại hỏi sư phụ mình, "Sư phụ những gì lão tà ma nói là thật sao ạ?" Sư phụ liền đáp câu hỏi của anh, "Những chuyện này ta vốn dĩ định đợi con mạnh hơn một chút mới nói cho con biết, nếu bây giờ con đã biết rồi thì phải cố gắng nỗ lực hơn." Anh hỏi tiếp như những người thu hoạch vật phẩm ấy rốt cuộc là ai? Là cường giả có sức mạnh có thể sánh ngang với thần linh đến cả con cũng chưa từng nhìn thấy. Lúc đầu tà lão ma muốn làm hại con là nhờ nhận được sự giúp đỡ của những người đó. Anh hỏi vậy vị tôn giả vừa rồi chắc là cũng sẽ giúp chúng ta nhỉ? Ông nhìn vào đệ tử của mình nhẹ nhàng nói ai cũng không bằng bản thân, chỉ có trở nên mạnh hơn thì con mới có thể tự bảo vệ mình hoặc là những người khác. Anh liền lập tức đồng ý sư phụ nói không sai, con sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Anh nhớ đến lão tổ, cha của mình cùng những huynh đệ khác trong gia tộc, đó chính là những người thân của mình nhất định phải cố hết sức bảo vệ họ, phải rồi mình cũng cần viết một bức thư báo với sư tổ chuyện này mới được. Tiêu Trần lúc này đang đứng trên vách núi nhìn xa xăm, thì ra ở ngoài Minh Quốc còn có thật sự đáng sợ đến vậy mình che giấu thân phận giết chết lão tà ma chính là bởi vì tránh bị bại lộ hiện giờ xem ra con cháu của mình sợ là sắp bị bại lộ từng đứa một rồi kế tiếp là phải giúp chúng tiếp tục trở nên mạnh hơn hay là sống trốn tránh giống như mình gương mặt anh đắn đo mình tu luyện đến giờ càng ngày càng mạnh hơn chẳng lẽ lại để những kẻ đó bắt con cháu của mình đi sao người của tiêu gia đều là người có tinh thần bất khuất có gì phải sợ vậy thì phải càng trở nên mạnh hơn mạnh đến mức có thể chém chết tất cả kẻ địch anh đưa tay gọi phúc bá anh nói sinh sinh thật nhiều cho ta các nàng dâu của tiêu gia chỉ cần sinh ra đời sau cho tiêu gia thưởng một viên đan dược cực phẩm nếu trời sinh đã có linh can thưởng một quyển công pháp cực phẩm tất cả đàn ông trai tráng của tiêu gia buổi tối phải ở trong phòng cày cấy dám lời biếng phạt theo gia pháp phúc bá chắp tay nô tài sẽ thông báo với mọi người nhưng trong lòng thắc mắc đây là muốn làm gì vậy tôi đó sau khi nhận được thông báo thì tiêu gia ở khắp nơi hạnh phúc ngập tràn thành trấn cách tiêu gia một trăm dặm những người qua lại cạn lời sáng sớm ngày hôm sau khi một đệ tử bước ra khỏi nhà đang ngáp ngắn ngáp dài thì trừng mắt lớn lắp bắp hà núi sau lại bị trẻ làm đôi rồi. Một năm sau Tiêu Trần đang ngồi trong sân tu luyện. Anh mở mắt nhẹ, hóa thần tầng 2 không ngờ mất một năm mới đột phá lên được tốc độ này. Vẫn là quá chậm phải tiếp tục mở rộng gia tộc, tiếp tục cưới thêm làm thiếp sinh mau chóng sinh. Anh ngồi đó vừa vận công vừa nghĩ, mình rất mong những đứa cháu chất chưa trưởng thành mau chóng lớn lên. Đương nhiên nếu người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Ở cảnh giới hóa thần, tu vi ở mỗi một tầng muốn tăng lên ít nhất cũng phải mất 10 năm, mình chỉ mất một năm đã có thể làm được có thể nói là trước nay chưa từng có. Anh cười nhẹ nhàng triệu tập hệ thống, xem xem tiêu mạch tu luyện đến cảnh giới nào rồi. Hệ thống hiện lên họ tên, tiêu mạch chủng tộc con người, tư chất linh căn lục, phẩm công pháp tinh thông, long dương kiếm, kinh huyết diễm thần kiếm huyền dương, nhất kiếm kinh linh, tiên tu vi trúc cơ tầng 8, thân phận đặc biệt đại năng chuyển thể hợp thể kỳ thể, tư chất thức tỉnh kiếm thể trời sinh. Tiêu Trần ngạc nhiên, trong vòng một năm ngắn ngủi tiêu mạnh đã tăng lên trúc cơ tầng 8 rồi, đúng là nhanh chóng những công pháp này có lẽ là ký ức kiếp trước mang lại không thể không nói bức họa sơn hà xã tắc rất phù hợp với nó chỉ cần tiếp tục tu luyện chắc chắn có thể nhân kiệt của tiêu gia nhìn vào bóng lưng của cháu mình anh nghĩ là người đầu tiên trong tiêu gia ngoài lịch luyện cũng không biết hỏa hỏa thế nào rồi kiểm tra tình hình của hỏa hỏa một chút họ tên tiêu hỏa hỏa chủng tộc con người công pháp tinh thông phi long cửu kiếm thuật ngữ kiếm thuật luyện đan tuyệt thế nhất kiếm diệt hồn vô niệm ma biến pháp bảo kiếm thanh long Huyền Diễm Trảm Tu, Vi Kim Đan tầng 9, thân phận lâu chủ Thiên Tinh lâu, thủ lĩnh 36 tông môn Minh Quốc, vận mệnh đặc biệt vận mệnh Viêm Đế. Đây đều là những chiến tích của Hỏa Hỏa gần đây. Mình thấy thằng bé đã đạt đến Kim Đan cửu tầng, mình rất vui mừng thực lực như vậy đúng là không tầm thường, hơn nữa đã có được không ít thế lực ở trong Minh Quốc. Tiêu Lập từ bên ngoài bước vào nói phụ thân có khách đến. Anh lên tiếng hỏi, ai vậy con không đi tiếp không phải là được rồi sao? Tiêu Lập đáp, nhưng đây là người của Hoàng thất Minh Quốc, Người của hoàng thất đến chắc chắn là người có thân phận đặc biệt thì Tiêu Lập làm gì có đủ tư cách để tiếp đón. Tiêu Trần nghiêm túc mặt mày, hoàng thất thì sao cho dù hoàng đế đích thân đến con cũng có thể đón tiếp như lần này. Gương mặt của Tiêu Lập e ngại, người của hoàng thất đến để cầu hôn. Tiêu Trần cuối cùng cũng đứng dậy, cầu hôn với ai chứ? Nữ tử của Tiêu gia có người tiếp xúc với người của hoàng thất sao? Tiêu Lập đáp, dạ không là công chúa Văn Hoa công chúa có tình cảm với Hỏa Hỏa nên muốn cầu hôn. Hệ thống hiện lên thông báo, phát hiện thấy duyên số của Tiêu Hỏa Hỏa khởi động lựa chọn xin hãy lựa chọn lựa chọn một thuận theo tự nhiên bình tĩnh theo dõi phần thưởng nhận được là một pháp bảo thượng đẳng tứ giai gỗ cát tường lựa chọn hai chủ trì đại cục tổ chức hôn sự phần thưởng nhận được là con rối thần thông thuật phân thân tiêu chuẩn lúc này cũng cười lớn lựa chọn hệ thống thông báo chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng con rối thần thông thuật phân thân có nghĩa là anh đã lựa chọn thứ hai tôi cười nói với con trai của mình thì ra là có người nhìn chúng hỏa hỏa ha ha lại còn huyết thống hoàng gia nữa chứ thật là không tệ không tệ Tiêu Lập nghĩ thầm trong lòng phụ thân vui mừng như vậy. Ông cười nhìn nhìn phụ thân, người đồng ý sao? Anh đưa tay lên đáp, trai tráng tiêu gia đều đang bận bịu sinh con nối dõi, Hỏa Hỏa ở bên ngoài không thể gánh vác trách nhiệm này, ta muốn xem xem nếu như có thể khiến Hỏa Hoạn quay về thì đúng là chuyện tốt. Lúc này trong phòng khách một nữ tử đang ngồi đợi. Nàng xinh đẹp dịu dàng thướt tha. Tiêu Trần cùng Tiêu Lập lúc này cuối cùng cũng đã đến phòng khách. Cô gái đó đứng lên cung kính thăm kiến lão tổ tiêu chuẩn tươi cười đáp lại công chúa văn hoa khách sáo rồi người hiện đang là người của hoàng tộc vẫn chưa gả vào tiêu gia không cần phải xưng hô và hành lễ như vậy trong lòng anh nghĩ thầm công chúa văn hóa hiểu chuyện như này mình cảm thấy rất là hài lòng công chúa văn hoa hừng ngực khí thế nói lão tổ ta có tình cảm với tiêu hỏa hỏa không phải chàng thì ta sẽ không gả cho ai từ sớm đã coi mình là người của tiêu gia tiêu chuẩn nghe thế cảm thấy vui vẻ đứa trẻ này đúng là thú vị làm dâu nhà tiêu gia đúng là rất lý tưởng trở lại bên phía của tiêu hỏa hoạn anh đứng trước một đám thuộc hạ đứng ở phía sau tiêu hỏa hỏa sau khi cái chết của lão tà ma đã xử lý hết tàn dư của ám hồn điện vì muốn hình thành một thế lực mạnh hơn để đối phó với kẻ địch chưa biết đã bắt đầu bắt tay với các thế lực tông môn khác trong vòng một năm trở thành thủ lĩnh của 36 tông môn tháng trước hoàng thất đột nhiên gặp tai ương ta chạy trốn khỏi hoàng cung nhưng lại bị truy sát thời khắc quan trọng là tiêu hỏa hỏa đã ra tay cứu ta cũng từ lần đó ta đã xin nảy tình cảm cô vừa hiên ngang kể vừa vỗ ngực nói tiếp sau khi điều tra thân phận của người ta thích ta đã thể không phải tiêu hỏa hỏa thì ta sẽ không gả cho ai tiêu trần quay lại với tiêu lập nói tốt lắm đây là duyên phận trời ban mới có thể có chuyện này gửi một bức thư dưới danh nghĩa của ta để tiêu hỏa hỏa quay về con trai cả tiêu lập chấp tay đáp vâng con sẽ lập tức đi làm công chúa văn hoa nghe thế thì tươi cười hớn hở bỗng có tiếng bước chân vội tới là một vị ma ma cùng đám binh lính ở phía sau vị đó cung kính với công chúa văn hoa nói Công chúa ta tìm người khó quá nếu như không quay về ta sẽ bị chặt đầu mất. Công chúa Văn Hoa nhìn xuống nhẹ nhàng nói. Người quay về nói với mọi người trong hoàng thất. Đời này ta chỉ gả cho tiêu hỏa hỏa sẽ không cưới ai khác. Bằng không hãy mang thi thể của ta trở về. Đám con cháu của tiêu gia thì cao mày hình như là có nợ tình gì ở đây. Tiêu Trần ngồi trên ghế cao mày. Lẽ nào hoàng thất không đồng ý hôn sự này sao? Tiêu gia hiện giờ đã khác xưa. Tiêu hỏa hỏa hiện nổi danh khắp nơi. Trong lòng anh băn khoăn hoàng thất minh quốc sao có thể từ chối chứ? sau khi tiêu trần đang suy nghĩ vẩn vơ thì công chúa văn hoa đã quỳ dạp xuống đất cô nói lão tổ yên tâm ta sống là người của tiêu gia chết là ma của tiêu gia không ai có thể khiến ta thay đổi suy nghĩ cháu dâu văn hoa xin tiến vào từ đường bái kiến tổ tông bỗng có tiếng nói lớn từ phía sau nếu người gả cho tiêu gia ta sẽ diệt toàn bộ tiêu gia khiến cho công chúa văn hóa có chút giật mình tiêu trần nghiêm mặt một tiêu gia sừng sững như này ai có thể tiêu diệt dễ dàng chứ rồi anh đứng phát dậy quát lớn to gan ai cho ngươi dũng khí nói rằng nói vậy ở tiêu gia tiêu gia hiện giờ giống như mặt trời mọc thực lực sâu không thể rõ hả có thể cho phép người khác chỉ trích người đến thì ra là vị hoàng thúc của công chúa cô công chúa quay lại nói hoàng thúc người đích thân đến bắt con sao con vẫn không thay đổi suy nghĩ đâu đời này không phải tiêu hỏa hỏa thì con không gả vài ngày trước có sát thủ đột kích vào hoàng thất khi con chạy ra khỏi hoàng cung bị sát thủ mai phục vây bắt là tiêu hỏa hỏa vào thời điểm quan trọng đã cứu con đây là sự sắp xếp của vận mệnh cũng là duyên tiền định giữa con và chàng người của tiêu gia nhìn thấy cảnh tượng hoàng thúc của công chúa đến thì suy nghĩ trong lòng những người trước mặt này thì ra cũng đều là người của hoàng tộc những người này mặc hoa phục vừa nhìn là biết người quyền cao chức trọng người dẫn đầu bộ dạng ngang ngược lạnh lùng nhìn công chúa văn hóa thì ra chính là em ruột của hoàng đế cung thân vương cung thân vương phải tay thật là hỗn xược lương quốc đã gửi đến lễ vật ăn hỏi chuẩn bị cưới con thực hiện giao ước giữa hai nước sao có thể nuốt lời hứa chứ hạ nhân bên cạnh cũng nói đỡ thêm công chúa người vẫn nên yên phận mà ha thân đi công chúa kiên quyết gây gắt trả lời thúc cho rằng con không biết sao người dẫn sứ giả lương quốc vào triều là thúc người đến gặp con cũng là thức ép phụ vương con đồng ý chuyện hòa thân cũng là thúc con dựa vào đâu mà phải nghe theo thúc vận mệnh của con do con nắm giữ gả cho ai cũng phải là con nói mới tính tiêu trần bên này chứng kiến được tất cả nghĩ theo những gì công chúa hoa văn nói thì cung thân phương này có chút kỳ lạ nhưng như vậy thì đã sao chứ duyên số của hỏa hỏa đến rồi thân là tổ phụ tiêu ra chẳng lẽ lại để vụt mất một gối nhân duyên này tiêu trần chậm chậm đi tới trước mặt của cung thân vương nó Y đừng nói là hòa thân cho dù cả thế giới không đồng ý muốn hôn sự này, ta cũng phải chứng hôn cho chúng. Hôm nay đến từ đường bái kiến tổ tông trước, sau đó tạm thời ở lại tiêu gia ngày mai tổ chức hôn lễ. Công chúa văn hoa lập tức vâng lớn. Cung thân vương cắn chặt răng tức giận, cái gì cơ? Ông nhìn bóng lưng của cháu mình cùng tiêu trần rời đi nói, tiêu gia lại dám không tuân theo mệnh lệnh của ta. Tại từ đường của tiêu gia con cháu đang chuẩn bị hương để cho công chúa thắp còn tiêu trần thì nói với hoàng thúc của cô, ngươi muốn tự rời đi hay để chúng ta mời người đi? cung thân vương nghe thế thì giận lắm được lắm đưa ra các ngươi đúng là ngông cuồng đừng quên minh quốc do ai thống trị các ngươi chờ chết đi tiêu trần cũng không vừa đáp luôn ngươi đừng quên ở minh quốc ai là hoàng đế cửa lớn bên kia mời tên thuộc hạ ghé sát vào tai của cung thân vương nói đại nhân tiêu hỏa hỏa thực lực đáng gờm một mình có thể liên tục thu phục được 36 tông môn có thể ra lệnh cho bọn họ vị trí của hắn ở long quốc rất đặc biệt hiện giờ nếu động thủ sẽ gặp rắc rối nếu những thế lực tông môn đến đây thì chúng ta sẽ gặp bất lợi cung thân vương nghe thế thì chỉ tay được lắm các ngươi cứ chờ đấy cho ta lúc này tại trong phủ của cung thân vương hắn đang ngồi viết thì có một người thần bí hiện ra trầm thấp nói công chúa văn hoa đâu sao vẫn chưa quay về cung thân vương đứng dậy chắp tay con bé sống chết không chịu quay về bị người của tiêu gia dẫn đi rồi nhưng sứ giả yên tâm ta đảm bảo sẽ áp giải con bé đến lương quốc nhận định không để thái tử thất vọng người thần bí nói người tốt nhất là nên làm được thái tử thích nhất là hoa chưa mọc thành quả nếu như có sơ suất thì ngươi tự cầu phúc cho mình đi người thần bí cuối cùng cũng biến mất cung thân vương lúc này đầu đã toát đầy mồ hôi trong phòng không còn ai nữa rồi ông nắm chặt tay đấm cái bốp xuống bàn tiêu ra tiêu hỏa hỏa ta không tha cho các ngươi đâu ban đầu cử người đến hoàng thất ám sát bắt công chúa văn hoa đã phải tốn bao nhiêu tâm tư nhưng tiêu hỏa hỏa đã làm dối tung hết mọi chuyện thậm chí còn muốn cưới công chúa văn hoa chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra lúc này tại tiêu ra một người tiến lên phía trước nói với công chúa văn hoa đã bái từ đường rồi thì hãy ở lại tiêu ra đêm nay mời đi bên này tại sáng ngày thứ hai lúc này không khí tưng bừng mọi người đang chuẩn bị hoa đỏ treo khắp nơi tiêu hóa khi này cũng đã trở về một người bước lên nói hỏa hỏa mau theo ta đi gặp nàng dâu nào khi bước vào người mà tiêu hóa hỏa nhìn thấy là công chúa văn hoa anh ngạc nhiên là cô sao người nọ cười nhẹ rời đi nói ha ha hai người cứ nói chuyện đi xem ra lần trước vô tình gặp gỡ hai người đều đã nảy sinh tình cảm với nhau tiêu hỏa hỏa cùng công chúa văn hoa khi này đều đỏ mặt tiêu trần ở trên núi thanh vân thì hai tay đang tập trung luyện công anh sử dụng thần thông thuật phân thân con rối lập tức có một con rối giống y hệt anh xuất hiện nhìn thấy thành phẩm anh cười nhẹ không tồi phân thân này lại còn có chung nhận thức với mình có thể điều khiển chi tiết như này hơn nữa nhìn cũng giống y hệt mình thậm chí sau khi rót linh lực vào con rối thì nó cũng có tư duy trúc đan anh liền phải tay với con rối đi đi có thuật phân thân con rối này mình sẽ càng an toàn hơn rồi lúc này tiêu trần đang đứng trên đỉnh ngọn núi anh nói bắt đầu đại hôn tiêu gia có thêm thành viên mới rồi không khí tại tiêu gia lúc này vô cùng tưng bừng Tiêu Hỏa Hỏa cùng công chúa Văn Hoa nắm lấy giải khăn đỏ trong ngày lễ cưới. Trong sân của Tiêu gia thì Tiêu Trần đang sử dụng thần thức chứng kiến tất cả có người chủ trì hô lớn: "Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái." Sau khi hoàn thành hôn lễ thì hệ thống hiện lên, phát hiện thấy cung thân vương Lý cung dẫn theo thủ hạ tiến lại gần. Phát hiện thấy có đối phương cố ý, khởi động lựa chọn chức năng lựa chọn, lựa chọn một trực tiếp giết chết tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nhận được pháp bảo thượng đẳng tam giai. Lựa chọn hai thông báo cho Tiêu Hỏa Hỏa để hắn ra tay diệt trừ tận gốc nỗi lo của Lý Văn Hoa, nhận được pháp bảo thượng đẳng nhị sai. Tiêu Trần cười nhẹ trầm ngâm, không ngờ vào một ngày vui như hôm nay, thân là thúc thúc ruột của công chúa Văn Hoa mà lại đến gây loạn. Nếu là lúc trước thì chắc chắn mình sẽ ở nhà để hỏa hỏa dẫn theo 36 tông môn diệt trừ tai họa, nhưng bây giờ mình đã có con rối phân thân, hoàn toàn có thể tự tay xử lý đám người cung thân vương, nhưng vì sao cái người đang nhìn thấy là mình đang chủ yếu? Lẽ nếu cũng thân vương chết thì có liên quan gì đến mình đâu chứ? Nói rồi Tiêu Trần lập tức sử dụng khả năng dịch chuyển, tại bên ngoài của tiêu gia cung thân vương cùng đám binh lính đang thập thò ở gốc cây ông nói với đám thuộc hạ các ngươi nghe rõ đây bên trong có bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu phải tạo thanh thế thật lớn cho ta 36 tông môn phải biết chuyện tiêu hỏa hỏa tổ chức hôn lễ đang trên đường đến đây chúng ta nhất định phải cướp được công chúa trước khi chúng đến nếu như để lỡ cơ hội thì ai cũng đừng hòng sống sót nghe rõ chưa ông tiến lên cùng hô lớn đi giết cho ta trong khi ông đang tiến lên thì trước mặt ông vẫn có tiếng nổ lớn mặt đất nứt vỡ đá bắn tung tóe là tiêu trần xuất hiện đứng trước chắn cung thân vương anh nói với ông muốn giết người của tiêu gia xem ra các ngươi đang muốn biến thành cho cốt rồi nhỉ màn đêm buông xuống khi này tiêu trần một mình hiên ngang đứng trước cả đám binh lính anh chắp tay sau lưng mặt không đổi sắc nhìn về phía bọn chúng cung thân vương tức giận hô lớn thì ra là ngươi từ từ tiến lên tiêu chuẩn nói hôm nay là đại hôn của tiêu gia có ta ở đây ai cũng đừng hòng gây rối cung thân vương cùng đám thuộc hạ nghe thế thì cười khẩy chỉ dựa vào ngươi sao nói rồi ông ra tay cười ha hả những người ở đây đều là cao thủ được tuyển chọn từ các tông môn ở minh quốc mỗi một người trong số họ đều là kim đan tầng 4, hoặc là bán bộ nguyên anh rồi ông chỉ tay một ngón tia hỏa hỏa của tiêu gia cùng lắm cũng chỉ là kim đan tầng 9. cho dù hắn có đến đây thì cũng không phải là đối thủ ngươi thì tính là cái thá gì dám ở trước mặt ta buông lời ngông cuồng mồm thì nói vậy trong lòng ông lúc này dậy sóng lần này để bắt được công chúa văn hoa mình gần như đã phải mang hết tay sai đến đây nếu như xảy ra sai sót lần nữa không giao được người cho thái tử lương quốc thì mình tuyệt đối không thể tránh khỏi cái chết tiêu trần sau khi nghe hắn nói thì mở một nụ cười gian ý của ngươi là người mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ nguyên anh hả cung thân vương cùng đám thuộc hạ nghe thế thì mặt mày méo mó mấy người phía sau cũng thân vương nói thế lực của tiêu gia đã suy yếu hôm nay là ngày hoan lạc cuối cùng ngươi có tư cách coi thường ai chứ hờ ta thấy hắn chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi muốn kéo dài thời gian cho tiêu gia đối phó với hắn một người là đủ chúng ta không cần nhúng tay cung thân vương nghe thế thì nói vậy thì ông lên đi mau chóng giải quyết hắn tĩnh vĩ lão tiên lập tức bước lên ông tạo ra một nguồn linh lực bước tới phía chỗ tiêu trần người muốn sống trên đời không dễ dàng gì vậy mà ngươi lại một mực muốn chết yên tâm đi người tiêu ra sẽ rất nhanh bồi táng theo người tiêu trần mặt đúng kiểu chán trả buồn nói anh giơ nhẹ một ngón tay lên khiến cho tĩnh dĩ lão tiên lập tức đứng khựng lại khiến ông ta có chút ngơ ngác đám người phía sau cũng ngạc nhiên hả sao không cử động nữa rồi tiêu trần chầm chậm bước đi lên phía trước anh đứng sát chỗ tĩnh vĩ lão tiên đưa tay chỉ lên trán của ông ta vị tĩnh vĩ lão tiên đó lập tức ngã ngửa về sau hai mắt trợn trắng hơi thở không còn nữa mọi người phía sau thấy cảnh tượng đó thì hết sức kinh ngạc cung thân vương khi này mặt đã biến dạng tại sao lại như vậy chứ tiêu trần khó chịu ra mặt đừng phiền phức như vậy nữa cùng lên cả đi phía cung thân vương bên này một người nói hắn nhất định cũng là tu sĩ thực lực không tầm thường có lẽ là kim đan tầng cuối vậy thì hãy phải cường giả nguyên anh ra giết hắn cung thân vương nghe thế thì liếc mắt về phía sau mình trương chân nhân hãy ra tay đi vị trương chân nhân này đã đạt tới cảnh giới bán bộ nguyên anh hồng lãng tôn thần ông ta lập tức bùng phát linh khí nói lớn ngông cuồng tất gặp họa tiêu ra kết thúc rồi tiêu trần cũng không vội rồi đưa tay ra nói thu nguồn linh lực lập tức thu lại thành một quả cầu ở trong lòng bàn tay anh Nguồn năng lực mà hồng loãng tôn thần khi nãy phát ra đã biến mất hoàn toàn khiến ông ngơ ngác. Đám người phía sau cũng ngơ ngác. Ông ta hết xoay trái rồi lại xoay phải. Linh lực, linh lực của ta đâu? Một ông giật mình nhìn về phía trước. Hoảng hốt người người lẽ nào là? Tiêu chuẩn chẳng buồn trả lời mà chỉ nói đúng hai từ. Chết đi. Khiến cho ông ta lập tức phun máu. Rồi ngã ngửa ra trước ánh mắt của tất cả mọi người. Đám binh lính thì ngơ ngác lo sợ. Cung thân vương thấy cảnh tượng đó thì gào lên còn ngây ra đấy làm gì nữa chẳng lẽ hắn có thể mạnh hơn tiêu hỏa hỏa sao đây chắc chắn là chiêu thức của tiêu gia không thể còn nữa đâu rồi ông chỉ tay ra lệnh cho đám binh lính phía sau tất cả các ngươi xông lên giết chết hắn cho ta đám binh lính tuy lo sợ nhưng vẫn phải phục tùng mệnh lệnh cắn răng cầm kiếm lao lên hô lớn giết giết xong lên gương mặt tiêu trần hồi hộp rồi phẩy tay nhẹ một cái lập tức áp đảo khiến cho đám binh lính liền nằm sấp xuống đất cung thân vương thấy cảnh tượng đó lúc này cũng đã lo sợ ngươi sao ngươi có thể tiêu trần vân lê luồn linh lực trong tay nói không có gì là không thể cả ngươi cũng lên đường nốt rồi cung thân thương khi này cũng đã tái mét mặt mày ngươi dám giết ta ta là dòng dõi hoàng thất cứ giết ta thì mắc tội chu di cửu tộc tiêu trần nhàn nhạt cười chu di cửu tộc sao cháu dâu của tiêu gia chính là công chúa văn hoa nếu chu vi cửu tộc thì hoàng thất các ngươi cũng phải chết cùng cung thiên vương khi này đã toát mồ hôi đầy người vẫn cố gắng gượng mà nói không nếu không có ta lý văn hóa sẽ không được đưa đến lương quốc thái tử lương quốc chắc chắn sẽ không tha cho minh quốc ngươi đang hại chết minh quốc đó tiêu trần nhàn nhạt, nhạt nói chuyện của hoàng thất ta không quan tâm ai muốn cướp cháu dâu của tiêu ra thì ta sẽ cho kẻ đó nếm mùi hậu quả nói rồi anh lập tức đánh tới khiến cho lão ta gào lên không ngươi hoàn toàn không biết thân phận khác của thái tử lương quốc tuyệt đối không thể phản nghịch hắn tiêu trần thắc mắc hỏi thêm một thân phận khác là thân phận gì chứ cung thân vương hèn mọn quỳ xuống dưới đất nói sư phụ của thái tử lương quốc là cường giả hóa thần tiêu trần nghe thế thì nhắm mắt thở nhẹ anh dùng giọng điệu có phần coi nhẹ chỉ vậy thôi sao còn tưởng là cái gì thần bí khó lường lắm hóa ra cũng chỉ có mỗi vậy rồi anh đưa tay ra sử dụng sức mạnh đè ép cung thân vương xuống những lời mà hắn ta nói thật là vô nghĩa hắn ta sợ hãi lắp bắp đợi đợi đã người trước mặt này đầu óc có vấn đề sao là cường giả hóa thần đó hắn không sợ ư ừ. sư phụ của hắn ngoài việc đã đạt đến cảnh giới hóa thần thì còn là trưởng lão của kinh hồng điện tiêu trần nghe thế thì khựng tay lại kinh hồng điện sao cung thân vương nói tiếp minh quốc và lương quốc đều nằm ở nam châu trong lãnh thổ nam châu kinh hồng điện được coi là tông môn lớn nhất đứng đầu trong số các tông phái nếu như đắc tội với kinh hồng điện đừng nói là minh quốc cho dù là lương quốc cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt ta khuyên ngươi nên biết điều một chút mệnh lệnh của những gì đại nhân đó không nên làm trái lại thì hơn tiêu trần thờ ơ hết rồi hả cung thân vương ngớ cả người ra cái gì chứ tiêu trần đáp ta nói là không còn gì khác sao khi này ông ta đã sợ hãi tột độ cả người ướt đẫm có hình như là còn nhưng tiêu trần chẳng thèm quan tâm đưa tay đến sát đầu ông có hay không thì ta cũng không muốn nghe nữa rồi anh liền chỉ tay tới chán của cung thân vương khiến cho mắt hắn trắng dã rồi đổ dầm xuống đất hệ thống hiện lên thông báo đã lấy ra chung càng khôn một phát bảo thượng đẳng tam giai xác nhận sử dụng anh quay người đi nghĩ dùng chung càng khôn để phi tăng thì nơi đó sẽ không còn sót lại bất kỳ dấu vết gì kết thúc rồi cho dù kinh hồng điện tìm đến đây thì cũng không ai có thể điều tra ra được là mình giết xử lý xong xuôi thì tiêu trần lập tức sử dụng dịch chuyển biến mất anh liền dịch chuyển tới phía sau của núi thanh sơn từ trên cao nhìn xuống đám con cháu đang cử hành hôn lễ rồi nhìn vào con rối của mình anh nghĩ rằng con rối của mình đang chủ trì hôn lễ làm người chứng hôn tuyên bố lời thề tiêu hỏa hỏa chắp tay lão tổ hỏa hỏa xin phép từ biệt người ở đây con vẫn còn một số chuyện khác cần phải xử lý tiêu trần đáp nam nhi trí tuệ bốn phương con mau đi làm đi tiêu gia vĩnh viễn sẽ là hậu phương của con tiêu hỏa hỏa nghe được lời chấp thuận của lão tổ thì vui mừng anh nắm lấy bàn tay của vợ mình nói sau này nàng định đi đâu công chúa văn hóa đáp ta nghe theo chàng cảnh tượng sau đó là hai người tình tứ ôm nhau hu đã cô đơn còn phải thấy cảnh này anh nghĩ rằng ta không muốn chỉ giới hạn mình ở long quốc ta muốn đến một nơi xa hơn để lịch luyện nói rồi hai phu thê bước đi trước ánh mắt của mọi người tiêu trần bên này nhận được thông báo của hệ thống phát hiện thấy tai mắt của kinh hồng Điện ở minh quốc đang lại gần thành thiên nhầm lại gần khởi động tính năng lựa chọn lựa chọn một thẳng tay giết chết tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhận được pháp bảo thượng đẳng tam giai lựa chọn hai kết giao thành bạn bè có bạn tứ phương xa đến nhận được pháp bảo thượng đẳng nhị giai tiêu trần nghĩ rằng người của kinh hồng điện đến thật rồi sao thật là thú vị anh đứng phất dậy hiên ngang nhìn xuống để con rối của mình xuống dưới núi đi đến chỗ của người đó vậy con dưới đó đi đến nói các hạ đêm hôm khuya khoát đến thăm là vì có gì chứ trong lòng anh nghĩ thầm mình đã nhìn ra được thực lực của người trước mặt này rồi đã đạt đến cảnh giới nguyên anh thậm chí chưa chạm đến bậc cao nhất của cảnh giới người đến là thành thiên nhậm hắn ta lên tiếng hỏi ngươi là ai tiêu trần ung dung đáp không cần lo sợ ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé đang già đi của tiêu gia thôi nhìn thấy người đang tìm kiếm gì đó ở đây không biết là người cần tìm gì thành thiên nhậm nghe anh nói thế trả lời hôm nay ở đây có xuất hiện thi thể không tiêu trần giả ngơ trả lời không có hôm nay là ngày đại hỷ của Tiêu gia ta, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?" Anh chắp tay ung dung nói với hắn ta, "Các hạ hay là uống cùng ta một chút, có chuyện gì từ từ nói. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của Tiêu gia ta, biết đâu có thể giúp đỡ được gì." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh nghĩ thầm, lần trước Lý Huân Phong của Thanh Lam Sơn lẻn vào Tiêu Trần cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Vốn dĩ có thể nhận được phần thưởng tốt hơn, nhưng bởi vì Lý Huân Phong không biết tốt xấu lại sinh ra sát ý với mình, lần này lại tặng không một cơ hội tốt. Tiêu Trần đến ngồi xuống trước lấy rượu ra thành thiên nhậm thấy thế thì nói thôi vậy thì mượn rượu giải sầu đi đưa rượu lên miệng trong lòng anh nghĩ ngợi mình đặc biệt uống trước một chén chỉ để hắn ta yên tâm vừa đặt chén xuống anh hỏi các hạ tới đây rốt cuộc là để tìm gì hắn ta trả lời có một người bị mất tích ở đây trên người hắn có dấu ấn nên sau khi người đấy mất mạng liền ngay lập tức phát hiện ra cho nên ta đến tìm thi thể ta muốn tra ra ai là người đã làm điều đó nói xong thì ông ta cũng dơ ngụm rượu lên uống rồi tấm tắc khen rượu ngon Nước rượu ngọt mát ẩn chứa linh khí đúng là rượu tốt." Tiêu Trần vừa rót rượu vừa trả lời, "Dấu ấn sao? Đến là người giết là ai cũng có thể tìm ra." Tên kia trả lời, "Kinh Hồng Điện của ta có khá nhiều mánh khóe, người sau khi chết sẽ dựa vào thi thể để nhận biết hung thủ chỉ đáng tiếc là." Chưa để hắn nói hết, Tiêu Trần có hơi cau mày nghĩ, cũng may là mình đã xử lý thi thể ngay từ đầu, nếu không thì nguy to rồi. "Kinh Hồng Điện sao?" Anh trả lời hắn ta, "Ta nghe nói đó là tông môn của lương quốc đến minh quốc làm gì?" Thanh Thiên nhậm gương mặt có vẻ u sầu, mặc dù ngươi cũng là một tu sĩ nhưng tầm nhìn hạn hẹp hoàn toàn, không biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở Nam Châu cái gì mà nước này nước kia đều là nói lung tung, chẳng qua là vì để tông môn có thể khống chế con người tốt hơn. Bọn họ cũng muốn chọn ra người có thiên tư xuất chúng hơn người có tiềm năng cao. Tiêu Trần tiếp tục hỏi, lựa chọn để làm gì chứ? Hắn ta thấy anh cứ thắc mắc thì nói, ngươi trồng một cái cây lớn lên để nó ra hoa kết trái là vì cái gì? Tiêu Trần cười mỉm nhẹ, lời các hạ nói sâu xa phức tạp ta quả thực nghe không có hiểu thành thiên nhậm gương mặt đã hơi khó chịu nghĩ thầm hư người trước mặt này trông không giống người nông thôn sao nói rõ vậy mà vẫn không hiểu nhưng rượu này quả thực là rượu tốt thôi vậy nếu đã không tra được manh mối thì ở đây ta cũng không lại ở lâu nữa đứng lên như muốn rời đi ông ta nghĩ thầm thật tiếc khi không thể tiếp tục uống rượu này loại rượu thượng phẩm này nếu uống thường xuyên chắc chắn có thể nâng cao tu vi nhưng vấn đề là sao một nông phu như hắn lại có nó cũng có thể là tiêu gia có cơ hội kiếm được loại bảo vật này nên đặc biệt muốn tặng mình ông ta chỉ tay vào bình rượu hỏi thứ này ngươi còn không tiêu trần đáp thứ này tiêu ra ngẫu nhiên có được chỉ có một bình mà thôi ông ta mặt dày hỏi thêm bình rượu này có thể tặng cho ta không tiêu trần vui vẻ nâng bình rượu lên nói đương nhiên rồi vừa đưa bình rượu cho hắn anh vừa thắc mắc ta có một thắc mắc rốt cuộc là dấu ấn gì có thể giúp các hạ xác định được là người đó xuất hiện lần cuối ở đây để đến tìm thành thiên nhậm trả lời là dấu ấn của tù nhân dùng để khống chế người đó thông qua dấu ấn ấy có thể kiểm tra việc đã xảy ra nhưng hiện giờ không tìm thấy thi thể nên không có cách nào thăm dò tiếp. Khi đã cầm được bình rượu trong tay ông ta vui vẻ vô cùng, Tiêu Trần lại hỏi thêm ta vẫn có một câu hỏi nữa. Các hạ nếu đã là người của Kinh Hồng Môn vậy trên người cũng có phải có dấu ấn như này không? Hắn ta ngạo nghễ, trên người ta sao có thể có nó được? Chỉ có những người ngoài mong muốn nhận được sự che chở muốn trở nên mạnh hơn mới bị đánh dấu để lợi dụng thôi. Tiêu Trần nghe được câu trả lời thì cười cười xua tay, thì ra là như vậy. Cầm bình rượu trong tay thành thiên nhậm mở nắp ra rồi nói, rượu này hẳn là thông qua việc săn tìm kho báu mà có. Tiêu Trần cũng đứng dậy trả lời, cũng có thể là nói như vậy. Hắn ta lập tức đáp lần săn tìm kho báu đó có phải là còn có bảo vật nào khác nữa đúng không? Tiêu Trần khi này đã ngưng nụ cười, các hạ muốn nói gì thành thiên nhậm tham lam chỉ vào bình rượu. Bằng hữu à ta đến cũng đến rồi không mời ta vào tiêu ra ngồi một chút sao uống chén trà cũng được. Tiêu Trần cao mời quay ngoắt người, muộn rồi ta còn phải về nữa. Hơn nữa trong nhà cũng không tiện tiếp khách. Thôi đi vậy trong lòng anh nghĩ thầm, sao mình có thể không nhìn ra mục đích của đối phương chứ? Thành Thiên Nhậm ở phía sau nói lớn, đạo hữu không đủ nghĩa khí rồi chẳng lẽ chột dạ sao người của kinh hồng điện biến mất ở đây gây khó tránh khỏi liên quan? Tiêu Trần cao mày nhìn vào hắn ta, vốn muốn có phần tử tốt một chút người đúng là không biết phối hợp gì cả. Hắn ta nghe thế thì giật mình cái gì cơ? Tiêu Trần lại giả ngơ cười nhẹ, không có gì ngươi nói trên người không có dấu ấn cũng có nghĩa là chết ở đây cũng không ai biết hả? Hắn ta cười đều ngươi muốn giết ta sao? nói rồi hắn vận dụng linh lực vậy thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh để làm điều đó không đã hướng tới tiêu trần mà nói giao ra những bảo vật các ngươi có bằng không ta sẽ huyết tẩy tiêu ra tiêu trần ung dung chắp tay sau lưng ngươi cảm thấy mình có thể có thực lực đấy hả hắn ta vẫn không biết sợ mà cười lớn ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám chất vấn ta tiêu ra ngươi trong mắt ta mà nói chẳng là cái thá gì cả chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tiêu hỏa hỏa có thể cứu tiêu ra sao loại rác rưởi như hắn chỉ trong nháy mắt kinh hồng điện của ta có thể tiêu diệt được 10 người như thế nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt. Toàn thân run rẩy chuyện gì thế này linh lực xung quanh đâu? Sức mạnh trời đất dường như biến mất rồi. Tiêu Trần đứng trước hắn ta thấy cảnh tượng đó thì nhẹ nhàng nói, sao không nói tiếp nữa? Khi này hắn đã lo sợ đến toát hết cả mồ hôi, mình chưa từng hoảng sợ như thế này bao giờ. Rồi nhìn về phía Tiêu Trần chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Trần vận dụng một luồng linh lực trong tay nhìn xuống hắn. Áp lực khiến hắn quỳ khụy xuống. Hai tay chống dưới đất để chống đỡ, hắn ta kinh ngạc xương cốt mình giống như bị vỡ vụn ra đau không thể nào tả nổi hắn vẫn gắng gượng hỏi ngươi ngươi là người đã đạt đến cảnh giới hóa thần rồi sao thật khủng khiếp chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể khống chế linh khí trời đất khu vực này tiêu trần nghe hắn hỏi thì cũng tốt tính mà trả lời ngươi đoán không sai nếu như ngươi cầm rượu rời đi ta còn có thể tha cho ngươi một mạng những người lại muốn ra tay với tiêu gia ta thì không cần thiết phải sống tiếp nữa nói rồi một luồng sức mạnh cuồn cuộn ập tới hắn ta cảm thấy cái chết đang đến gần mình hèn mọn mà nói với tiêu trần là ta có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn cầu xin ngài đừng giết ta đừng giết ta. Ta xin thề sau khi rời khỏi đây sẽ không hé lộ bất cứ điều gì cả. Ta cũng sẽ không có suy nghĩ nào với tiêu gia nữa cầu xin ngài. Tiêu Trần nghe hắn cầu xin mà không mủi lòng một chút nào cả. Nếu như không có tin tức hữu dụng nào nữa thì ngươi có thể chết rồi. Hắn ta nghe thấy còn có cơ hội thì cắn răng nghĩ tin tức hữu dụng là cái gì. Mình nghĩ tới nghĩ lui không thể nào lý giải nổi ý của hắn. Ông ta không cam tâm gào lớn, ngươi không thể giết ta nếu như giết ta thì người của kinh hồng điện sẽ tìm tới đây giết chết ngươi và diệt môn tiêu gia tiêu trần nghe lời vô nghĩa của hắn thì cười lớn vừa rồi ngươi nói trên người ngươi không có dấu ấn không ai có thể biết ngươi chết ở đây mà nói rồi anh lại tiếp tục vận một đường linh lực trong tay trên núi thanh vân lúc này tiêu trần bản thể đang ung dung điều khiển con rối của mình giết chết thành thiên nhậm ở trên núi thanh vân hệ thống hiện lên thông báo chúc mừng bạn nhận được pháp bảo thượng đẳng tam giai cờ huyền âm xử lý sạch sẽ xong Tiêu Trần bản thể nghĩ rằng mình đã xử lý sạch sẽ xác của hắn không để lại một dấu vết nào cả, chỉ tiếc là không lấy được pháp bảo nhị giai. Sau đó thì một chiếc cờ xuất hiện đã lấy được cờ huyền âm. Cầm lấy cây cờ trong tay anh cười, đây cũng là một món đồ rất tốt. Cái này có thể trấn áp linh hồn tạo ra thương tổn cho thần hồn là một món pháp khí hữu ích. Sau đó anh cười lớn không ngừng, xem ra lại phải bảo con cháu sinh tiếp thôi. Trong hoàng thất lương quốc tại phòng bí mật, có một người đang quỳ xuống chiếc gương có hình thù quái dị, trong chiếc gương vọng ra tiếng nói Đồ đệ của ta ở các nước khác nhiều vô kể bọn chúng đều đã gửi đồ tặng đến rồi, tại sao ngươi vẫn chưa thấy dục dịch gì? Người đang quỳ đáp, "Sư phụ con đang xử lý rồi, chỉ vài ngày nữa nhất định sẽ đưa công chúa văn hoa của Minh quốc đến." Người trong gương thúc dục, "Làm nhanh lên ta còn cần phải luyện Bạch Âm Đan để có thể mau chóng đột phá cảnh giới, ta đã ở hóa thần cảnh giới quá lâu rồi." Hắn ta quỳ xuống phục tùng vâng thưa sư phụ. Nói rồi người trong gương biến mất. Cái người mà quỳ xuống đó không ai khác chính là thái tử đương quốc Yên Chính Khanh. Hắn ta đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, "Lý Văn Hoa, ngươi đợi đấy cho ta. Ta nhất định sẽ hủy hoại Minh quốc." Hắn đã gửi rất nhiều lễ vật đến đó theo lý mà nói có thể tổ chức hôn lễ ngay, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Rồi hắn phẩy tay, "Mau đi điều tra tên phế vật cung thân vương của Minh quốc, rốt cuộc đang làm cái gì chứ?" Người đứng phía sau tuân lệnh rõ, "Hắn nói đây là mệnh lệnh của sư phụ ta, hắn không sợ ta chẳng lẽ lại không sợ sư phụ ta sao?" người phía sau chấp tay thái tử điện hạ không liên lạc được với cung thân vương hình như là mất tích rồi yên chính khanh nghe thế thì giật mình cái gì cơ rồi hắn giận dữ quát lớn người đâu chuẩn bị đi sứ đến minh quốc minh quốc hồng lô tự thiếu khanh hồng lô tự chấp tay không biết thái tử ghé qua là có chuyện gì vậy yên chính khanh ngạo nghễ bổn điện hạ đã gửi rất nhiều lễ vật đến minh quốc khi nào thì có thể thành thân với công chúa văn hoa quần thần nghe hắn ta nói thế thì như chết lặng Thái độ của bọn họ khiến cho Yên Chính Khanh càng tức giận. Không nghe thấy sao mau dẫn Lý Văn Hoa ra đây ta phải đích thân nói chuyện với nàng ta. Đám quần thần giải đáp. Không giấu gì điện hạ thực ra công chúa Văn Hoa đã gả cho người khác rồi. Chuyện này ngay cả hoàng tộc phải mãi đến ngày thứ hai mới biết. Khi này trên trán Yên Chính Khanh đã nổi đầy các gân. Vừa nãy mình có phải nghe nhầm rồi không? Đường đường là thái tử của Lương Quốc gửi lễ vật đến Minh Quốc để cầu thân với công chúa. Một chuyện vốn tưởng sẽ xui trèo mát mái thì nay công chúa lại gả cho người khác rồi hắn ta gào lớn ngươi đang nói cái gì cơ vị quan lắp bắp công chúa văn hoa hôm trước đã thành thân chúng ta cũng mới biết chuyện này thôi hắn ta càng thêm tức giận đừng nói những lời thừa thãi đó với ta ta muốn gặp mặt hoàng đế của các ngươi ta muốn một lời giải thích tại đại điện hoàng công minh quốc yên chính thanh chất vấn ta đã gửi xính lễ và xính thư đến minh quốc nhưng hiện các ngươi là như vậy là có ý gì công chúa văn hoa đầu vị hoàng thượng ngồi trên nói hôm qua nó đã gả cho người khác rồi là một thị tộc ở minh quốc xính thư và xính lễ sẽ được kính trả lại đầy đủ. Trong lòng hắn nghĩ thầm, mình rất tự tin rằng chuyện này sẽ không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn, nhưng thật không ngờ vật sắp đến tay rồi còn để tuột mất. Hắn ta gào lên, cung thân vương đâu? Hắn đang ở chỗ nào? Hắn đã đồng ý với ta rằng sẽ giúp ta và công chúa văn hoa thành thân. Hoàng đế Minh Quốc ngồi phía trên đưa tay ra nói, cung thân vương hiện không rõ tung tích, ai cũng không biết hắn đi đã đi đâu, nếu như không có chuyện gì khác thì hãy rời khỏi Minh Quốc đi hắn thấy thái độ của hoàng đế minh quốc như thế thì gào to to gan ta đường đường là thái tử của lương quốc một hoàng đế minh quốc yếu ớt như ông cũng dám ra lệnh cho ta sao hôm nay nếu ta không gặp được công chúa văn hoa thì ta sẽ huyết tẩy triều đường đám binh lính cùng quan thần của minh quốc nói thì ra là cường giả đã đạt đến cảnh giới kim đan tầng 5, người đâu mau bảo vệ hoàng thượng hắn ta vận dụng luồng linh lực đánh bay đám binh lính sau đó thì khinh bỉ một đám nhãi nhép cút hết cho ta hoàng đế minh quốc giận dữ Yên Chính Khanh, Minh Quốc ta mặc dù không lớn mạnh như nước ngươi, nhưng tự ý khơi mào xung đột ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa? Hắn ta lao tới phía chỗ của hoàng đế, ta nói rồi tao muốn gặp công chúa Văn Hoa, bằng không các ngươi đều chết hết đi. Ngay đến lúc ngàn cân treo sợi tóc thì tiêu hỏa hỏa xuất hiện chắn cho hoàng đế. Anh dùng một trưởng đánh bay Yên Chính Khanh. Công chúa Văn Hoa lo lắng chạy đến bên cha mình, phụ thân người không sao chứ? Hoàng đế đáp Văn Hoa đây là. Nhìn vào tiêu hỏa hỏa cô nói, đây là phu quân của nữ nhi, hôm nay là ngày đại hôn thứ hai dựa theo phong tục thì sẽ quay về nhà mẹ. Tiêu Hỏa Hỏa chắp tay bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đám quần thần trong lòng nghĩ thầm, công chúa Văn Hoa dẫn theo phu quân về rồi còn, Yên Chính Khanh lúc này đang quỳ dưới đất mặt mày nhăn nhó. Hắn quay đầu nhìn công chúa Văn Hoa. Hắn ta không ngừng cảm thán, đó là thể chất cực âm cực dương, Tiêu Hỏa Hỏa cực dương còn công chúa Văn Hoa cực âm. Một người sở hữu cơ thể huyền dương tư chất kinh người. Một người là cơ thể huyền âm càng là một thể chất tu luyện xuất chúng. Bọn chúng đã thành thân rồi nếu như xong tu thì tốc độ tụ điện e là sẽ tăng gấp 10 lần. Nếu mang cả hai kẻ này để tặng cho sư phụ thì còn tốt hơn cả việc chỉ có mỗi công chúa Văn Hoa, hai kẻ này ở cùng nhau đúng là một cặp quả tuyệt vời. Hắn ta lúc này ho khủ khụ, Tiêu Hỏa Hỏa này cũng khiến mình vô cùng kinh ngạc, không ngờ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi mạnh đến thế, quả thực là rất giỏi. Hắn ta chỉ thẳng tay vào Tiêu Hỏa Hỏa nói: tốt lắm minh quốc không những hủy hôn mà thậm chí còn ỷ thế hiếp người đánh đập sứ giả tiêu hỏa hỏa hiên ngang đứng không sợ đáp ngươi thân là sứ giả nhưng lại đả thương người trên triều đình lẽ nào lương quốc ngươi muốn gây chiến sao hắn ta cắn răng tức giận chuyện ngày hôm nay ta sẽ không để yên đâu minh quốc các người quá đáng các ngươi cứ đợi đấy nói xong thì hắn quay người rời đi hoàng đế minh quốc lúc này cũng vui vẻ được lắm văn hoa con chọn được cho ta một cậu con rể rất tốt ta rất vừa ý tiêu hỏa hỏa này quần thành bên cạnh cũng không ngớt lời. Đúng vậy, đúng vậy. Công chúa Văn Hoa thấy phu quân mình được khen thì ngại ngùng ôm lấy chàng. Tiêu hỏa hỏa đôi mắt cũng đậm tình nhìn vào vợ mình. Phụ thân chính mắt con đã nhìn thấy. Yên chính khanh đứng trước chiếc gương chắp tay nói. Dựa vào thuật nhìn người mà người dạy. Con phát hiện công chúa Văn Hoa và tiêu hỏa hỏa là một cặp thể chất vô cùng tốt. Người trong gương trả lời. Xem ra đây có lẽ là ý trời. Ta sẽ cử thêm đại đệ tử của ta đến đó bắt hai người đó lại. Nói rồi hắn ta biến mất Yên chính khanh nghe thấy có người hỗ trợ thì cười nhẹ Là vì đại sư huynh kim đan cảnh vô địch đó sao Có đại sư huynh giúp sức thì tiêu hỏa hỏa đó thua chắc rồi Lần này tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Trong rừng cây ở núi sau tiêu ra Tiêu Trần đang ngồi dưới thác nước tu luyện thì nhận được thông báo Con cháu tiêu mạch tu luyện trong giang sơn xã Tắc Đồ Bất ngờ nhớ lại một phần ký ức của kiếp trước Gương mặt tiêu Trần có chút phiền muộn Tiêu Mạch mặc dù là đại năng chuyển thế mang theo ký ức của kiếp trước, nhưng sẽ có một vài ký ức buồn. Ví dụ vì sao bản thân chết, tại sao chuyển kiếp, tất cả đều là bí mật chưa bật mí. Sau đó thì Tiêu Trần cũng biến mất ở thác nước. Anh phải xem xem vị đại năng chuyển thế này rốt cuộc là nhớ lại ký ức gì. Trong giang sơn xã tác đồ Tiêu Mạch đang nhìn vào bàn tay của mình. Gương mặt có chút đau khổ. Xung quanh là sóng biển dâng trào. Anh cún gặp mặt cảm nhận hình ảnh hiện ra là một chàng trai trẻ đang nằm trên chiếc giường tuy cơ thể cường tráng cơ bắp nhưng thần sắc lại tiều tụy dưới giường có một chậu máu và chậu máu đó chính là từ người anh chảy ra có tiếng nói cầm cự giỏi lắm đã ba ngày rồi mà ngươi vẫn chưa chết lời nói đó là của một cô nàng tóc xanh nhưng như thế cũng tốt khoét kỳ lân nhuyễn cốt của người cướp tủy thanh long của ngươi rút huyết mạch hồng tước của ngươi sau đó dịch chuyển hết lên người ta nàng ta vút ve lấy khuôn mặt của chàng trai nhưng muốn bồi dưỡng tốt thì cần phải có huyền võ huyết trong người ngươi nuôi ngươi sẽ càng nhiều máu thì tỷ lệ thành công càng cao ngươi đừng chết dễ dàng nha bờ môi khô giáp của chàng trai cũng mở ra lên tiếng hỏi tại sao chứ sở hy ta đối xử với ngươi thật lòng tại sao ngươi lại làm như vậy cô nàng ung dung trả lời ngươi đoán xem rồi bỗng trên nền đất xuất hiện một bóng dáng kỳ dị hắn đã trả lời tất cả những gì ngươi có đều là sở hy cho ngươi công pháp ngươi học được đang dược kỳ ngộ đều là nàng ấy sắp xếp cho ngươi để ngươi có thể đạt đến cảnh giới như hiện giờ." Ngươi nằm trên giường mở miệng nói, "Sắp xếp cho ta ư? Tại sao lại thành thế này? Rõ ràng ta yêu ngươi đến như vậy." Rồi à quay đầu nhìn lấy hắn, "Hôm nay tâm trạng ta không tốt đừng nói những lời buồn nôn đó nữa. Nếu không phải ta xem trọng thiên tư và thể chất của người thì sao có thể bồi dưỡng ngươi từng chút từng chút một chứ?" Người đó nghe thế thì nước mắt cuối cùng cũng chảy ra, "Tất cả đều là giả đúng không? Thật là đáng hận." Tình cảm chân thành của ta lại chỉ đổi được kết cục này, ta không thể tha thứ cho các người, không thể tha thứ." Nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Rồi một luồng sáng chói xuất hiện. Nguy rồi đó là ý chí đại đạo, tên này không ngờ có ý chí đại đạo. Nghĩa là gì chứ? Sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sao? Nếu như có thể chiếm đoạt làm riêng thì thực lực nhất định đã tăng mạnh, nhưng ý chí đại đạo này gắn liền với hắn, một khi cùng biến mất với hắn thì sẽ rất khó cho ra tung tích. Tiêu Mạch bên này cuối cùng hai mắt cũng mở ra toát hết mồ hôi đây chính là chuyện mình trải qua ở kiếp trước sau anh ôm lấy đầu thì ra mình bị người khác hãm hại và chết một cách thảm thương đến vậy sở hi mình nhớ ra rồi đó từng là người mình từng yêu anh ôm chặt lấy đầu không chấp nhận rồi cả người bạo phát ra nguồn linh lực cũng ngay lập tức ngất đi cả người chìm nước tiêu trần chứng kiến tất cả cảnh tượng đó anh nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ nữ tử tên sở hi đó Từng lời nói và việc làm rõ ràng là coi tiêu mạch giống như trái cây để nuôi dưỡng, kết cục đó chính là thời điểm hái quả. Đại năng hợp thể kỳ trở thành quả ngọt cho kẻ khác, rốt cuộc người cướp đạt thành quả đó đến cảnh giới nào chứ? Đặc biệt là tên nam nhân đó, mặc dù cũng ở lại trong ký ức nhưng lại không thể nhìn rõ thực lực của đối phương, ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ trở lên. Tiêu Trần nhíu chặt mày, thực lực của mình hiện tại vẫn còn quá yếu, phải mau chóng trở nên mạnh hơn nếu không con cháu tiêu ra sẽ khó tránh khỏi cảnh bị người khác cướp mất thành quả. Tiêu mạch nghĩ thầm trong lòng, đời trước tình yêu của mình đã chết, đời nay trong lòng mình chỉ còn lại thù hận. Người cướp tất cả của ta thì đã sao chứ, ta vốn đã vô địch, sao thiếu được thiên phú dị bẩm đó. Nói rồi anh lập tức đưa tay ngửa mặt lên trời nói lớn. Đời này cho dù có phải đi ngược lại ý trời ta cũng phải vì mình đòi lại sự công bằng. Ở phía bên ngoài tiêu trần đang đứng cạnh gốc cây thì thấy có một lột linh lực phát ra là tiêu mạch đã ra bên ngoài chắp tay cung kính gọi lão tổ gương mặt quyết tâm anh nói lão tổ con muốn đi lịch luyện tiêu trần nghe thế thì gương mặt bình thản nhắm mắt nhẹ nhàng được bức họa giang sơn xã tắc này đã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa cũng tới lúc con nên rời đi rồi pháp bảo này chứa bao nhiêu người mạnh cũng không thành vấn đề nhưng vấn đề là hiện giờ tiêu mạch đã nhớ lại tiền kiếp ý chí thiên địa trong cơ thể nó không phải là thứ bức họa giang sơn xã tắc này có thể chi phối tiêu mạch vỗ ngực tươi cười Lão Tổ, lần này ra ngoài con nhất định sẽ giúp Tiêu ra danh tiếng lẫy lừng khiến người khác phải khiếp sợ. Tiêu Trần nghe thấy thì giật mình. Không được. Anh vỗ vai con cháu của mình. Hiện giờ nên khiêm tốn chút. Che đậy thực lực mới là cách làm sáng suốt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải ưu tiên tính mạng của mình. Rồi gương mặt anh tỏ ra vẻ tà ác. Thế giới bên ngoài như hổ rình mùi có biết bao nhiêu kẻ muốn hái thành quả trên người khác. Sao có thể diễu võ ra ngoài được chứ? Một tiêu hỏa hỏa đã đủ rồi giờ lại thêm tiêu mạch nữa thì e dành tiêu ra sẽ trở thành mục tiêu công kích từ phía mất. Tiêu mạch nghe thế thì đáp lại, nếu như vậy thì mạch nhi xin nghe theo lời của lão tổ, tiêu trần ừ ừ vội. Rồi anh đưa ra chiếc cờ cùng với đôi ủng nói, ta tặng con thêm hai món pháp bảo khác, pháp bảo thượng đẳng tứ dai dày chi vân và pháp bảo thượng đẳng tam giai cờ huyền âm. Tiêu mạch dưng dưng cảm động rớt nước mắt, lão tổ đối xử với mình thật tốt. Người lo mình không đuổi kịp được kẻ địch nên mới tặng pháp bảo giúp tăng tốc độ anh lập tức quỳ dạp xuống cúi lại đa tạ lão tổ. Tiêu Trần cười hiền từ, có hai pháp bảo này sau này dù có gặp phải nguy hiểm gì thì cũng đều có thể tẩu thoát kịp thời, đây mới là điều quan trọng nhất. Hệ thống hiện lên thông báo, phát hiện thấy kẻ địch đang tiến tới tiêu gia, khởi động lựa chọn xin hãy lựa chọn, lựa chọn một tấn công quyết liệt áp đảo kẻ địch. Phần thưởng nhận được là một pháp bảo thượng đẳng tứ giai là Hàn Băng Cổ, lựa chọn hai để tiêu mạch ứng phó. Phần thưởng nhận được là một pháp bảo thượng đẳng tam giai là Hàn Băng của vòng thiên ngoại. Anh liếc mắt nhìn tiêu mạch. Con hãy đi ra bằng cửa chính đi đi. Tiêu mạch liền nghe theo lão tổ mà đi bằng cửa chính. Lúc này tại tiêu ra một người đang đứng bên ngoài nói lớn. Gọi tiêu hỏa hỏa ra đây. Tiêu mạch từ phía sau bước đến lên tiếng hỏi. Ngươi tìm huynh đấy làm gì chứ? Hắn ta trả lời. Việc của kinh hồng điện ta kẻ khác không nên hỏi nhiều. Người nói đó chính là Trần Văn. Tiêu mạch nghe đến kinh hồng điện thì cau mày. Anh nghĩ tới sở hy. Kinh hồng điện trong ký ức của mình có một vài ấn tượng đây là tổ chức do sở hy sáng lập chuyên nâng đỡ các thiên tài tiêu mạch cứ thế bước qua hắn mà nói vọng lại ta biết huynh đấy đang ở đâu ngươi đi theo ta đi khi này đã dẫn trần vanh đến khu vắng vẻ phía sau núi hắn ta vội vàng hỏi tiêu hỏa hỏa đâu tiêu mạch nhìn xa xăm ngươi biết đây là đâu không trần vanh kiêu ngạo đáp đây là đâu thì liên quan gì đến ta chứ anh mở miệng nói nhẹ nơi này là nơi ta từng chết đi hai người đứng trên tảng đá phía dưới là hố lớn rất sâu nhìn xuống phía dưới anh nghĩ chính là ở đây mình đã bị trói chặt bị khoét xương hút tủy hút gân lấy máu để hủy thi diện tích bọn chúng đã phá hủy toàn bộ ngọn núi trần văn nghe tiêu mạch nói thế thì xoay người rời đi đúng là tên điên mà tiêu mạch lên tiếng hỏi sở hy vẫn còn ở kinh hồng điện chứ trần văn nghe anh hỏi như thế thì khựng lại rồi quay đầu quát lớn to gan ngươi dám gọi thẳng tên của lão tổ bổn môn sao ngươi ngươi rốt cuộc là ai hắn ta cắn răng trừng mắt tên của lão tổ chỉ có cấp cao bổn môn mới biết. Tiêu mạch nhẹ nhàng liếc nhìn hắn ta, kinh hồng điện này vẫn đang làm mấy cho bẩn thỉu đó sao, tìm kiếm thiên tài khắp thiên hạ gửi đến kinh hồng điện để họ phải chịu sự dày vò thê thảm vô nhân tính. Trần Văn nghe lời của tiêu mạch nói ra thì không khỏi sừng sốt. Hắn ta không nói lý mà phóng ra linh lực hình những con rồng đen lao tới cho tiêu mạch. Nhìn con rồng đen lao tới chỗ tiêu mạch hắn ta cười gian trá. Sau làn khói bụi không thấy tiêu mạch đâu hắn ta nói, bị nổ cho đến mức chẳng còn cho. Đúng là một tên rác rưởi. Rồi hắn ta lập tức xoay người. Những cảnh tượng phía sau lại là tiêu mạch hiên ngang chắp tay sau lưng đứng đó. Khiến cho hắn nhất thời không kịp phản ứng. Chuyện chuyện này sao có thể chứ? Tiêu mạch gương mặt thờ ơ. Ngươi muốn tìm tiêu hỏa hỏa làm gì? Hắn ta không trả lời mà lập tức lại đánh tới chỗ của anh. Bớt giả thần giả quỷ trước mặt ta đi một tên rác rưởi, Mới tiến vào kim đan mà dám so sánh với thiên tài như ta sao? Nằm mơ đi cú đánh đó cũng gây ra một tiếng nổ lớn. Trần Vanh chửi thề, rác rưởi mà. Tiêu Mạch lại xuất hiện ung dung, vẫn không nói sao. Trần Vanh khi này đã sợ xanh mặt khi thấy Tiêu Mạch vẫn bình an vô sự. Hắn ta run rẩy, sao lại như thế sao có thể chứ? Tiêu Mạch cười nhẹ, không biết ngươi đã từng nghe câu này chưa? Đồng cảnh giới ta vô địch trận chiến vượt cảnh giới một đổi một. Trần Vanh cúi đầu, bổn môn từng có một nhân tài không chỉ thiên tư cao mà thực lực cũng không hề đơn giản chỉ đáng tiếc đi nhầm đường rơi vào ma đạo bị thanh trừ khỏi tông môn. Tiêu Mạch nghe thế thì khoanh tay cắn răng, vu khống như vậy thật là nực cười, ta chính là nhân tài mà ngươi nói đây. Hắn ta nghe thế thì cười khẩy, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Đó là điều chuyện từ rất lâu trước đây rồi, hơn nữa người đó cũng đã chết. Tiêu Trần đưa tay chỉ lên trời sử dụng ý chí trời đất, anh nói, vậy ngươi hãy nhìn cho rõ đi, một luồng linh lực đó đã đánh bay hắn ta khiến cho hắn ta ngã lùi về sau ôm lấy ngực mình hắn ta run sợ cơ thể mình hình như đã xuất hiện vấn đề lớn rồi kinh mạch toàn thân đứt hết mỗi một thớ thịt đều như bị đâm rách đan điền thì đã là một mớ hỗn độn sao lại như thế này trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi hắn ta nhìn tiêu mạch ngươi sao có thể là trong lòng hắn nghĩ thầm mình sở hữu thực lực kim đan tầng 9, hơn nữa còn là thiên tài trong sương môn về cơ bản ở cảnh giới kim đan không có ai là đối thủ trước khi chết mới nhận ra rằng núi cao còn có núi cao hơn Tiêu Mạch bên này cũng cảm thấy bản thân mình không ổn. Một chiêu này tiêu tốn hết khí lực của mình. Kim Đan tầng một đối đầu với Kim Đan tầng 9 vẫn gặp chút khó khăn, nếu như là cơ thể kiếp trước thì tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Văn khi này cũng đã chết nằm trên mặt đất. Tiêu Mạch liền bước đến sờ soạn người hắn chỉ tìm thấy một tấm lệnh bài và một ít linh thạch ngoài ra không còn gì khác. Rồi anh đưa tay vận ra một ngọn lửa hủy xác xóa dấu vết thôi. Người của Kinh Hồng Điện đã đến tìm Tiêu Hỏa Hỏa e là không phải chuyện tốt gì, trước mắt vẫn nên âm thầm quan sát và lại cũng có thể tìm được càng nhiều thông tin về sở hy kế tiếp quay về thành nhật lạc tìm một nơi nghỉ tạm thái tử lương quốc bên này trong lòng lo lắng vẫn chưa tìm được vị đệ tử đó kế hoạch tiếp theo sẽ khó mà thực hiện được chỉ cần còn cách chủ động liên lạc với đối phương qua tấm lệnh bài này thôi bằng cách đó mình mới có thể xác định được vị trí của đối phương dựa vào hơi thở trên lệnh bài vị sư huynh đó chắc đang ở đây thái tử lương quốc chậm chậm đi trên phố bước vào trong một quán hắn ta nghĩ Vị sư huynh này được mệnh danh là người đứng đầu kim đan. Mình chưa gặp bao giờ nên cũng không biết tính cách của người này ra sao. Tự tiện đi vào như này liệu có. Chắn chưa kịp nghĩ hết thì từ bên trong đã có tiếng nói vọng ra. Vào đi. Trong lòng hắn ta nghĩ thầm. Không hổ là nhân tài. Xem ra đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của mình. Hắn ta bước vào nói lớn. Bái kiến sư huynh. Người ngồi trong đó không ai khác chính là tiêu mạch. Trong lòng tiêu mạch có chút thắc mắc. Sư huynh lẽ nào đây là sư đệ của người ban nãy? mình cảm giác có người đang tìm mình, biết ngay là có chuyện tìm đến cửa mà. Tiêu Mạch lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Thái tử Lương Quốc Yến Chính Khanh chắp tay hèn mọn, đệ tử Yến Chính Khanh là đồng môn với huynh đặc biệt đến để đón huynh. Anh thắc mắc, tìm ta làm gì trong lòng suy nghĩ, hỏi như này lộ quá mình lỡ hỏi theo bản năng rồi phải bổ sung thêm. Ta lo có người mạo danh nên mới hỏi kỹ lại ngươi mục đích thật sự của ta khi đến đây. Thái tử Lương Quốc lo lắng đáp, đương nhiên là bắt tiêu hỏa hỏa và công chúa văn hoa mang về tặng cho sư phụ. Tiêu Mạch nghe thế thì tức giận. Trần Vanh đang tìm hỏa hỏa chắc cũng vì lý do này. Mang về tặng có lẽ sẽ có kết cuộc sống như mình. Kinh hồng điện này của thật là chó không sửa được tật an phân. Yến Chính Khanh nói tiếp. Sư Huynh Huynh đang nghĩ gì vậy? Tiêu Mạch rút lệnh bài ra. Cứ lấy ra tấm lệnh bài này để đối phương càng chắc chắn về danh tính của mình. Anh nói ngươi có kế hoạch gì không? Nhìn thấy tấm lệnh bài hắn ta càng tin tưởng. Sư huynh ta ở Minh Quốc có rất nhiều nội ứng còn có người mang huyết mạch hoàng thất có thể giúp ta hôm nay chi bằng liên thủ với bọn họ cùng nhau tạo phản triệt để nắm giữa minh quốc đến lúc đó lương quốc bành trướng thế lực xâm chiếm minh quốc tất cả các thiên tài ở minh quốc này sẽ tùy ý chúng ta chọn hắn rụt rè hỏi sư huynh huynh cảm thấy cách này thế nào tiêu mạch ung dung ngồi đúng là không tồi ngươi đi chuẩn bị đi hôm nay sẽ khống chế minh quốc yến chính khanh chắp tay đó trong một căn phòng khác đang xảy ra tình cảnh mà các bạn nhỏ không nên xem mà trong căn phòng đó không ai khác chính là tiêu hỏa hỏa và công chúa văn hoa Tiêu Hỏa Hỏa nói, gia tộc hy vọng chúng ta có thể duy trì đời sau hối thúc rất vội vã, hình như là mệnh lệnh của lão tổ. Công chúa Văn Hoa e thẹn, ta đều nghe theo chàng. Bỗng nhiên Tiêu Hỏa Hỏa nhìn vào bàn tay mình, có điều anh lại cảm thấy mỗi lần sau khi kết thúc thực lực của anh đều tăng lên hay là do anh nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra có một thứ gì đó như phong thư lao vào. Tiêu Hỏa Hỏa lập tức dùng hai ngón tay kẹp lấy. Chính là thư tín anh liền mở ra đọc. Gương mặt có chút sừng sốt thật hay giả vậy cái này là do ai gửi tới chứ? Anh bước vội ra ngoài xem xét không có dấu vết của người nào. Cũng không tìm được manh mối gì trên phong thư này cả. Tại hoàng cung có tiếng cười lớn, tốt quá cuối cùng cũng có cơ hội lật đổ lão cẩu hoàng đế đó rồi. Hắn ta đứng trước một đám binh lính cười lớn, cả Minh quốc sau này đều sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nghĩ đến mấy vị công chúa của hoàng đế là ta lại nóng lòng vô cùng. Đứng trước bên ngoài một căn phòng hắn ta thắc mắc vẫn chưa đến giờ sao? Tại sao không thấy bóng dáng ai cả? Không thể nào. Đã hẹn là vào giờ này vì sao người của chúng ta vẫn chưa đến? Hay là chúng ta đến nhầm chỗ? Không có binh lính thì tạo phản kiểu gì? Yến Chính Khanh gương mặt có chút âm trầm, lập tức đi tìm người cho ta, không biết các ngươi làm cách gì cũng phải bổ sung đầy đủ binh lực. Phía sau có tiếng nói vọng lại, không cần tìm nữa, người của các ngươi không đến đâu. Tiêu Hỏa Hỏa từ từ bước tới khiến cho Yến Chính Khanh thắc mắc, sao lại là ngươi? Tiêu Hỏa Hỏa cười nhẹ, "Kế hoạch của ngươi đã bị bại lộ, quân đội của ngươi đều đã bị giải quyết rồi, chính xác mà nói hiện giờ chỉ còn lại các ngươi thôi." Yên Chính Khanh nghe thế thì nắm chặt lấy hai tay. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn hắn, "Muốn chạy sao ngươi chạy nổi sao?" Ở bên ngoài hoàng cung hắn ta nói, "Tiêu Hỏa Hỏa ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thả ta ra ta sẽ bảo lương quốc tặng ngươi một ít linh đan bảo dược ngươi thấy sao?" Tiêu Hỏa Hỏa chẳng quan tâm lời hắn nói, "Cơ hội chắc là ta cho ngươi mới đúng." Yến Chính Khanh vẫn điếc không sợ súng, "Ta là thái tử lương quốc chẳng lẽ anh ngươi muốn gây chiến?" Tiêu Hỏa Hỏa tươi cười, "Gây chiến thì sao? Ta trước giờ không sợ." Trong lòng Yến Chính Khanh sốt ruột, "Sư huynh lúc này chưa xuất hiện còn đợi đến bao giờ chứ?" Tiêu Mạch khi này cũng từ từ xuất hiện trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ. Tiêu Hỏa Hỏa không nhận ra Tiêu Mạch vì Tiêu Mạch đã đeo mặt nạ, nhưng anh cảm nhận nam nhân này tại sao lại có cho mình một cảm giác rất là quen thuộc. Yến Chính Khanh thấy Tiêu Mạch đã tới thì cười ngạo mạn. Ha ha Tiêu Hỏa Hỏa ngươi sợ rồi đúng không? Đây là sư huynh của ta. Huynh đấy là Kim Đan tầng 9 hơn nữa còn là thiên tài tuyệt thế được mệnh danh là Kim Đan vô địch luôn. Cơ bản không phải đối thủ của huynh ấy. Tiêu Hỏa Hỏa giơ kiếm lên. Kim Đan tầng 9 sao? Giết sai còn hơn bỏ sót. Yến Chính Khanh thấy thế thì tức giận. Sư huynh đây chính là người mà ta và sư phụ nhắc đến. Bắt hắn và Lý Văn Hoa sẽ có thể gấp đôi kết quả tu luyện bỗng nhiên kiếm kề đến cận cổ hắn khiến cho hắn không dám nói gì thêm người cầm kiếm đó không ai khác chính là tiêu mạch người mà hắn cho là vị sư huynh của hắn khiến cho hắn ta không kịp chăn chối tiêu mạch chỉ nói đúng hai từ chết đi tiêu hỏa hỏa thấy thế thì bắt chữ a mồm chữ o người là tiêu mạch cuối cùng cũng tháo mặt nạ ra hỏa hỏa thúc đến cả con người cũng không nhận ra sao hỏa hỏa tay chống lạnh tươi cười thì ra là con nhưng sao con lại ở đây chuyện là như thế này nè tiêu mạch thuật lại toàn bộ quá trình cũng có nghĩa là phía sau tên này còn có một tổ chức lớn hơn chuyên đi săn giết các thiên tài tiêu hỏa hỏa bước tới chỗ cháu mình đúng thế cho nên thúc phải cẩn thận không chỉ thức mà cái thê tử của thúc cũng bị chú ý rồi tiêu mạch nghĩ thầm ta đã hủy thi diệt tích tên này rồi chắc là sẽ không có ai phát hiện ra nhưng hỏa hỏa thúc vẫn nên cẩn thận thì hơn ngày hôm sau tại tiêu ra từ trong phòng vọng ra tiếng gọi lớn phụ thân tiêu lập chấp tay với tiêu trần đây là thư hỏa hỏa gửi về bên trên còn thêm cả mật ấn cần phụ thân tự mình đọc. Đọc xong thư của tiêu hỏa hỏa anh nghĩ, quả nhiên đúng theo như dự liệu. Tiêu lập bên này tò mò, phụ thân trong thư viết gì vậy? Tiêu trần phẩy tay quay người rời đi, không có gì cả, đốc thúc trai tráng tiêu ra chăm chỉ tu luyện còn có bảo chúng tranh thủ thời gian sinh con đẻ cái. Một năm sau ở núi sau của Tiêu gia, Tiêu Trần đang ngồi tu luyện thì hệ thống hiện lên, phát hiện thấy con cháu của ký chủ đã lên tới 3000, người phần thưởng nhận được là chúc mừng thí chủ nhận được phần thưởng là cung hậu nghệ pháp bảo thượng đẳng nhị giai. Con đàn cháu đóng quả nhiên là nhiệm vụ khó khăn, cuối cùng cũng đạt được con số là 3.000. Nhìn vào phần thưởng trong hệ thống anh nghĩ, có thể khóa chặt vị trí, mục tiêu bách phát bách chúng. Đây là chiếc cung phần thưởng khi đạt 3.000 con cháu nhận được. Chiếc cung này thậm chí có thể dựa vào thực lực của người sử dụng tạo ra sức mạnh tấn công gấp đôi. Đúng là một bảo vật tốt, anh tươi cười, có thể nói rằng hiện giờ muốn giết ai cũng không cần đắn đo nữa rồi hệ thống hiện lên thông báo họ tên tiêu hỏa hỏa chủng tộc con người công pháp thần thông phi long cửu kiếm thuật ngữ kiếm thuật luyện đan tuyệt thế nhất kiếm diệt hồn vô nhiệm ma biến thập tam kiếm thần tôn thiên trúc phật chỉ phát bảo kiếm thanh long huyền viên trạn vũ phong châu tu vi nguyên anh tầng 2, tư chất linh căn lục phẩm thân phận lâu chủ thiên tinh lâu lãnh đạo 36 tông môn ở minh quốc vận mệnh đặc biệt vận mệnh viêm đế tiêu trần sau khi nghe thông tin của tiêu hỏa hỏa thì tấm tắc không tệ không tệ hỏa hỏa lực luyện ở bên ngoài quả thật tiến bộ rất nhanh chỉ trong vòng một năm từ kim đan tầng 9 nhảy vọt lên tới cảnh giới nguyên anh hệ thống lại hiện lên thông báo cháu trai tiêu hỏa hỏa của bạn đã thành công giết chết ba tay mắt của kinh hồng điện cháu trai của bạn tiêu hỏa hỏa từng bước một tìm được mật thám của lương quốc đã kết liễu hết cháu trai tiêu hỏa hỏa của bạn xuất binh giúp đỡ minh quốc chiến đấu khiến đại quân lương quốc khiếp đảm đại bại cháu trai của bạn tiêu hỏa hỏa giết một thiên kiêu của kinh hồn điện có được bản đồ bí mật của kinh hồn điện Nhìn vào hệ thống thông báo anh nghĩ, các hành động khác nối này hoàn toàn thu hút không ít người của kinh hồn điện càng đàn áp thì sẽ càng mạnh mẽ. Anh tò mò không biết tiêu mạch như thế nào rồi, ngay lập tức anh đưa tay lên hệ thống. Thằng nhóc này có tính cách y hệt mình, nhìn vào hệ thống mà anh cười gian trá he he. Họ tên tiêu mạch, chủng tộc con người, tư chất linh căn lục phẩm, công pháp thần thông long dương kiếm, kinh huyết duyên thần kiếm, huyền dương nhất kiếm, kinh linh sơn hình thành nguyên thai không. Tu vi kim nguyên tầng 1, thân phận đặc biệt đại năng chuyển thế hợp thể kỳ, thể chất thức tỉnh thiên sinh khiếm thể sở hữu sức mạnh ý chí thiên địa. Chất trai tiêu mạch của bạn tiến vào kinh sơn, che giấu thân phận tu hành ở chi nhánh của kinh hồng điện. Tổng cộng giết chết 10 kẻ địch, chất trai của bạn tiêu mạch ở kinh sơn cứu được thiên tài Diệp Thiên, một thiếu niên sở hữu thiên dương thể mạch, giúp người đó trốn thoát. Chất trai tiêu mạch của bạn cứu được thiên tài ở phong ở kinh sơn, một thiếu niên sở hữu linh căn song trùng giúp người đó trốn thoát. Chất trai tiêu mạch của bạn một loạt thông báo không ngừng hiện ra. Tiêu Trần vuốt cầm cười cười, Ung Dung thản nhiên ra tay trong âm thầm giết chết kẻ địch rất tốt. nhớ kỹ lời căn dặn hành động kín đáo không tồi. Tiêu lập chống gậy đi tới, phụ thân hỏa hỏa lại gửi thư về, chỉ là lần này còn thèm theo một bản đồ cấu trúc giấu bảo vật người xem trước đi. Tiêu Trần liền lập tức cầm thư đọc. trên thư viết, hỏa hỏa vô tình có được tấm bản đồ kho báu, nghe đồn là tồn tại từ ngàn năm trước, là nơi đỉnh vân đại năng nguyên minh đế quân nhắm mắt xuôi tay trong đó bảo vật nhiều vô kể. Còn có vô số công pháp thượng phẩm đan dược quý giá, pháp bảo tiên khí. Hỏa hỏa bởi vì đang có việc nên không thể rời đi. Kính nhờ sư tổ quyết định có nên để tiêu ra đi tìm báu vật trước hay không. Thì ra là kho báu của đỉnh vấn đỉnh đại năng nằm ở giáp giới giữa Minh Quốc và Lương Quốc. Tiêu lập nói với phụ thân mình, đây là một cơ hội tốt chúng ta có nên đi tìm kho báu không. Anh nghĩ thầm trong lòng, Vấn đề INHNH đại năng thực lực dũng mãnh nếu như có thể lấy được báu vật ở đấy thì nhất định có thể khiến tiêu gia nâng lên một tầm mới. Hệ thống hiện lên thông báo, phát hiện thấy kỳ ngộ xuất hiện, khởi động lựa chọn 10 lựa chọn, lựa chọn một sự phát triển của tiêu gia đi tìm kho báu. Phần thưởng nhận được là một dòng sông tử mẫu, lựa chọn hai từ chối lựa chọn có thể tránh khỏi nguy hiểm phần, thưởng nhận được là một món pháp bảo hạ đẳng tứ phẩm. Anh ngạc nhiên, Hà vào lúc này lại bắt mình đưa ra lựa chọn nhưng tránh nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào chứ? Được đây là cơ hội hòa hoãn tranh giành vì tiêu gia. Vậy thì đi đi. Người bên dưới cung kính, "Vâng con sẽ đi chuẩn bị ngay đây." Nói rồi ông chống gậy đi xa bên ngoài. Tiêu Trần ở khi này đã nhận được phần thưởng dòng sông từ mẫu, trạng thái sơ cấp sau khi uống tỷ lệ mang thai ngày hôm đó sẽ tăng 10%. Gương mặt anh hớn hở, "Đồ tốt nha. Sau này con dâu cháu dâu ngày nào cũng uống một cốc, tỷ lệ thành công sinh ra con nối dõi không phải là sẽ tăng lên sao?" Lúc này ở phía bên ngoài trời đẹp vô cùng, trời xanh mây trắng nắng vàng. Trên có viết thông báo có một kho báu khổng lồ Kinh Hồng Điện đặc biệt chiêu mộ cường giả cùng đi tìm kho báu. Đám người si sao bàn tán ta nghe nói kho báu khổng lồ này nằm ở giáp giới giữa Minh Quốc và Lương Quốc, hơn nữa còn là của một vị đại năng cảnh giới vấn định để lại. Trong hành trình chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng Kinh Hồng Điện ở đâu ra vậy? Tại sao lại muốn chia lợi ích cùng chúng ta? Có một người lên tiếng nói, Kinh Hồng Điện này ở Lương Quốc có danh tiếng cực tốt nghe nói còn giúp đỡ bách tính nghèo khó để họ bước vào con đường tu tiên nghịch thiên cải mệnh. Đám người phía sau hớn hở rủ nhau đi, đi đi ghi danh thôi. Nếu ta có thể sẽ ra mấy chục tuổi thì tốt rồi, sẽ có cơ hội bước vào con đường tu tiên. Người khác lại nói thật là ngưỡng mộ. Những người trẻ tương lai của bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ. Thật đáng tiếc ta nghĩ đến nơi chôn cất kho báu đấy là một chuyến cũng không ủng công sống trên đời. Một chàng trai trẻ cầm tờ giấy trên tay cười tươi. Tốt quá rồi vừa nhận được tin tức thì kinh hồng điện phát ra thông báo chỉ cần có thể đề cử nhân vật thiên tài và người đấy được chọn thì sẽ được tặng một viên đan dược giúp bước vào giới tu hành. Cả đám cùng xôn xao đi tìm thiên tài thôi, phòng trừng người trẻ của tiêu gia có thể đạt tiêu trần. Lúc này tại tiêu gia con cháu chấp tay với tiêu trần, lão tổ nơi chôn cất kho báu mà kinh hồng điện nhắc đến sẽ không phải là nơi nằm trong bản đồ kho báu của chúng ta chứ. Địa điểm tương tự, xem ra chúng ta có khả năng bị tính kế rồi, hỏa hỏa chắc chắn đã mắc mưu của chúng. Nhưng mà tấm bản đồ này đích thực là thật, người nọ trả lời thật vậy sao kinh hồng điện chiêu mộ thiên tài trẻ suốt bao năm nay lẽ nào thật sự muốn phân chia kho báu sao tiêu trần hờ nhẹ chẳng qua là muốn bồi dưỡng quả ngọt mà thôi chó không sửa được tật ăn phân nhưng mà không sao cả chúng ta chỉ cần quan tâm mình là được kinh hồng điện phách lối như này đến lúc đó nhất định sẽ có tông môn khác đi cùng nếu chúng ta chia sẻ báu vật thì không cần bận tâm nữa con cháu lập tức chấp tay vâng bỗng từ phía cửa có người hớt hải chạy vào gia chủ lão tổ Người của Kinh Hồng Điện đến bảo là muốn gặp nói chuyện. Cái gì cơ bọn chúng chủ động đến sao? Tiêu Trần chẳng lo sợ mà cười cười, đi đi xem chúng có ý đồ gì, tạm thời đừng để xảy ra xung đột với chúng. Trong lòng Tiêu Trần nghĩ thầm, Tiêu Mạch là đại năng chuyển thế hợp thể, còn đôi nam nữ hại chết thằng bé tu vi chắc chắn không thấp hơn thằng bé. Kinh Hồng Điện hiện tại vẫn chưa thể đối chọi chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Anh lập tức ra lệnh, người đâu còn không mau mang trà ngon thượng hạng của Tiêu ra lên trà ngon đã được dâng lên trong phòng lúc này là thạch lâm mới vào nguyên anh và trương thần cũng mới vào nguyên anh trương thần tấm tắc trà ngon cho dù là ở kinh hồng điện thể loại trà này cũng chỉ có đệ tử tinh anh mới có cơ hội thưởng thức tiêu lập nói với tu vi của hai vị lẽ nào ở kinh hồng điện vẫn chưa thể coi là đệ tử tinh anh sao thạch lâm lên tiếng tiêu gia chủ nói đùa rồi cô ngọt ngào lên tiếng nếu là đệ tử tinh anh ai sẽ bị sai đi làm công việc tay chân chứ tiêu lập nghe thế thì rơi vào suy nghĩ Tinh anh của Kinh Hồng Điện rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Xem ra không nên tùy tiện đắc tội với chúng." Tiêu Lập lên tiếng hỏi, "Không biết hai vị đến đây là có việc gì?" Thạch Lâm liền trả lời, "Lần này Kinh Hồng Điện đến là vì muốn thu nhận một vài nhân tài để bồi dưỡng tạo ra một tương lai tốt đẹp cho thiên hạ. Đúng lúc có bí đảo xuất hiện đôi bên có thể tương trợ lẫn nhau." Nhận lấy cơ duyên chân thành bên cạnh cũng nói chuyện này đối với Thành Lạc Nhật và đối với Tiêu Gia đối với mỗi người dân mà nói đều là chuyện tốt. Tiêu Lập tươi cười, "Không ngờ lại có chuyện tốt như này." Ông trả lời: "Tiêu gia ta dù nói thế nào cũng là hộ lớn nhất ở thành Lạc Nhật. Cơ hội như này vẫn nên nhường cho người khác đi Thạch Lâm liền đáp lại: "Ông Tiêu gia chủ, cơ hội lần này kinh hồng điện cho Tiêu gia không phải ai cũng có thể nhận được đâu, ông vẫn muốn từ chối ư?" "Lẽ nào ông xem thường kinh hồng điện ta?" Mặt nàng ta liền đổi sắc. Trong lòng Tiêu Lập nghĩ, không thèm giả vờ giả vịt nữa sao? Đúng là người trẻ tuổi không biết khống chế cảm xúc mà. Ông trả lời: "Hai vị hiểu lầm rồi." Chủ yếu tiêu gia ta đều là người có tư chất bình thường, làm gì có ai thích bước chân vào con đường tu hành đâu. Tiêu gia hiện tại người đông gia nghiệp lớn, bọn trẻ chỉ muốn hưởng lạc mà thôi. Nếu như gặp mặt hậu duệ của Tiêu gia hai người nhất định sẽ thất vọng." Thạch Lâm trả lời, ăn nói vớ vẩn. "Tiêu Hỏa Hỏa là trụ cột của Tiêu gia là nữ tử tế của hoàng đế Minh Quốc hơn nữa còn là thiên tài hiếm gặp của giới tu hành." Nghe nói Tiêu Hỏa Hỏa tuổi còn trẻ nhưng thực lực đã đạt đến nguyên anh, loại thiên phú xuất chúng như vậy mà ông lại nói là thực chất bình thường vậy há người khác chẳng phải là rác rưởi ư? Hỏa Hỏa rời khỏi Tiêu gia đã mấy năm rồi, những chuyện xảy ra bên ngoài chúng ta cũng không hay biết, hơn nữa những thứ mà Tiêu gia có không có liên quan một chút nào với Hỏa Hỏa. Thạch Lâm và Trương Thần nghe thế thì liếc nhìn nhau. Trương Thần lên tiếng, "Kinh Hồng điện cho các ngươi cơ hội thì phải biết nắm bắt có thiên phú hay không chúng ta tự có các kiểm tra. Ông không cần lo lắng." Thạch Lâm bổ thêm, "Đúng thế ông cứ gọi hậu duệ của Tiêu gia đến đây." Những chuyện khác tạm thời không cần ông nhiều lời. Tiêu Lập lập tức rút một thứ gì đó ra từ trong ngực. Ông nói vẫn mong hai vị châm trước, dẫu sao trên đường đi tìm kho báu chắc chắn sẽ không ngừng xảy ra tranh chấp. Ta thật sự không nỡ nhìn huyết mạch của Tiêu gia đi vào nguy hiểm, nếu như có thể Tiêu gia nhất định sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Trương Thần khó chịu ý ông là gì nhìn hai người chúng tôi giống kẻ ham tiền lắm sao? Thì ra cái bọc mà Tiêu Lập rút ra là túi tiền. Rồi Trương Thần lập tức ném túi bạc đó khiến cho bạc cùng vàng trong đó rơi tung tóe. Thạch Lâm khó chịu Ông bớt M.A.I.I. trò xảo quyệt lại đi. Chúng ta đến là để tạo phúc cho muôn dân chứ không phải là đến để tống tiền. Tiêu lập quay ngu ồ. Y chuyện này không đơn giản ta sẽ đi bàn bạc với tộc nhân trong tiêu ra trước. Ông đi đến chỗ tiêu trần. Phụ thân hai người này có chút khó đối phó. Ương ngạnh cố chấp mềm rắn không nghe. Lẽ nào chúng trung thành đến vậy thật sao? Tiêu trần cười nhẹ. Nếu như tìm được thiên tài cho kinh hồng điện thì phần thưởng bọn chúng nhận được còn hậu hĩnh hơn nhiều. Vậy chúng ta phải làm thế nào? chẳng lẽ phải cho chúng tìm kiếm thiên tài ở tiêu ra sao? Tiêu Trần nói những người con chọn đâu? Tiêu Lập đáp đều đã đi bế quan tu luyện điều hòa trạng thái rồi ạ. À? Tiêu Trần trả lời được, ta sẽ đích thân đi gặp chúng cho chúng tìm thoải mái. Tiêu Lập cung kính vâng thưa phụ thân. Tiêu Trần lập tức triệu tập con rối của mình ra. Điều khiển nó đi ra ngoài. Con dối đi phía trước tiêu lập đi phía sau tiêu trần sử dụng ý chí của mình để con dối nói ra. Nếu như tiêu gia thật sự có thiên tài vậy sau khi được lựa chọn thì tiêu gia sẽ nhận được gì? tiêu lập ở phía sau nói vị này là lão tổ của tiêu gia ta hai người nếu như muốn chọn người ở tiêu gia thì lão tổ nhất định phải gật đầu mới được thạch lâm coi thường hờ ừ, chúc kỳ sao trương thần thì nói ngươi hỏi tiêu gia có thể nhận được gì sao thạch lâm đáp thiên tài của tiêu gia được lựa chọn gia nhập kinh hồng thiện và được tu hành đã là chuyện làm dạng dỡ tổ tông rồi nếu như trên con đường tu hành có thiên phú cao có lẽ có thể trở thành bá chủ một phương che chở cho tiêu gia hàng trăm năm hàng nghìn năm tiêu trần nghĩ thầm chỉ biết vẽ miếng bánh lớn. Nàng ta nói tiếp, thực ra tiêu gia ngươi đã nhận được quá nhiều rồi, chúng ta đến đây chính là phúc báo của tiêu gia các ngươi. Trương thần cũng chõ miệng vào, trai tráng của tiêu gia đều không là ai cả cũng không có thiên tài mà các ngươi mong chờ, thậm chí còn khiến các ngươi thất vọng. Thạch Lâm nói tiếp, tiêu gia mấy người nghĩ lý do từ chối với nhau từ trước sau, chỉ biết viện cùng một cái cớ để từ chối chúng ta. Hoặc là nói các người xem thường kế hoạch của kinh hồng điện, cũng có thể là xem thường kinh hồng điện hệ thống hiện lên thông báo phát hiện thấy tiêu gia gặp uy hiếp khởi động lựa chọn xin hãy lựa chọn lựa chọn một từ chối yêu cầu bộc lộ thực lực kết liễu đối phương ngay tại chỗ phần thưởng nhận được là thuật dịch dung cao siêu lựa chọn hai đồng ý cho đối phương lựa chọn sẵn sàng lọc con cháu tiêu gia phần thưởng nhận được là thuật che mắt anh nghĩ thầm cách thức nhất bộc lộ thực lực giết chết đối phương chắc chắn sẽ khiến cho kinh hồng biện phát giác tiếp tục phái người điều tra tiêu gia thuật dịch dung cao siêu dùng cho lúc chạy trốn thì hợp hơn tạm thời không nên xé rách mặt nạ đi bước nào hay bước đấy. Chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công, nhận được thuật che mắt, thấy cây không thấy rừng, có thể khiến cảnh giới của mình nhìn thấp hơn kẻ địch. Tất cả những gì kẻ địch nhìn thấy phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn, tiêu trần hai tay chống nạnh nhìn hai người trẻ. Trương thần lo lắng, lẽ nào để lộ sơ hở gì sao? Tiêu trần nói, hai người nghĩ nhiều rồi, nếu như không tin thì có thể quan sát một lượt, xem thiên tư của bọn chúng như nào. Lâm Thạch ngạo mạn, ta tin là tiêu gia chắc chắn sẽ có thiên tài. Tiêu lập nghĩ thầm, con cháu của tiêu gia, sao có thể tầm thường như những gì phụ thân nói? Chẳng lẽ phụ thân thật sự định cho con cháu tiêu gia đến kinh hồng địa sao? Nói rồi tiêu trần cũng tiêu lập phía trước, còn hai người trẻ thì đi phía sau. Chỗ này là nơi ở của con cháu tiêu gia từ 18 đến 25 tuổi, đang là lúc tuổi trẻ phơi phới tràn đầy nhựa sống. Ông giơ tay nói, tiêu lập, con dẫn bọn họ vào trong đi, tuổi ta đã cao đi lại không tiện, ta sẽ ở đây đợi mọi người. Tiêu lập lập tức đồng ý rồi dẫn hai người đi vào phía trong. Trương thần quay lại cau mày. Các ngươi có ý gì vậy? Đây rõ ràng là một nơi khỉ ho có gáy. Chẳng có lấy một bóng người. Không lẽ các ngươi muốn giết chúng ta ở nơi vắng vẻ này sao? Tiêu lập ung dung trả lời. Hai vị hiểu nhầm rồi. Xin hãy yên lặng lắng nghe. Cả hai người nghe thế thì cùng nhắm mắt. Im lặng cảm nhận. Một loạt các tiếng cót két xoẹt xoẹt. Thạch lâm thắc mắc đó là âm thanh gì? Sau một hồi nhận ra thì cô nàng cũng đỏ mặt, các người ban ngày ban mặt, sao mấy người có thể chứ? Trương Thần cũng đỏ mặt không kém, nơi này là Thai Hồng viện sao? Nhiều người như này đều ở trong này cống hiến ngày đêm. Hắn ta hỏi, người của Tiêu gia rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Tiêu Lập trả lời, giống như những gì hai người nghe, ta không cần giải thích thêm đâu nhỉ. Bừng bừng nộ khí Trương Thần nói, Tiêu gia mấy người cũng quá tùy tiện rồi, giữa ban ngày ban mặt nhiều người như vậy đều Tiêu lập hờ nhẹ. Đây là ngoại viện của tiêu gia ta. Niềm vui nơi phòng the lẽ nào cũng là tội. Thạch Lâm gương mặt đỏ bừng. Ta không có ý phê phán. Chỉ là hiếu kỳ vì sao. Tiêu lập khoanh tay cao mày. Nếu như không làm vậy, thì sao tiêu gia ta có thể phát triển đến quy mô như hiện nay? Thạch Lâm gương mặt hớn hở. Chẳng lẽ không phải bởi vì sự xuất hiện của tiêu hóa hỏa sao? Hai tay ông sắp sau lưng nhìn hai người trả lời. Hoàn toàn là hiểu lầm. Hỏa hỏa ra ngoài rèn luyện bản thân cống hiến sức mình, vì sự yên ổn của minh quốc vì bách tính trong thiên hạ tiêu gia ta từ trước đến nay chưa được hưởng lợi một chút lợi ích nào chỉ là dựa vào sinh con cháu mới có thể khiến hết mạch của tiêu gia lớn mạnh trương thần hai tay chống nạnh cũng có nghĩa là thanh niên 18 tuổi trở lên không có ngày đêm nào là không ở đây bận rộn tiêu lập gật gù đúng nếu như hai người không tin thì có thể đợi ở đây đến tối tiêu gia những chuyện khác thì không nói nhưng riêng mặt này thì vô cùng giỏi trương thần nghe thế thì gương mặt đỏ bừng lời ông ta nói đúng là thẳng thắn hùng hồn. Bỗng Thạch Lâm phát hiện ra ngọn núi ở phía sau, ơ ngọn núi kia sao lại tách ra vậy, ở đây xảy ra động đất sao? Lập nghe nàng ta nói thế thì trả lời, à, ngọn núi đó sao? Một đêm nọ, trên dưới tiêu ra đều ra sức lao động ngày đêm, khiến cho ngọn núi ấy bị nứt ra. Nếu như không tin có thể hỏi người dân trong thành lạc nhật, mọi người đều biết đến chuyện này, Thạch Lâm nghe đến đây thì cả người cứng nở. Sau một hồi nói chuyện thì cả ba người cũng đi ra, Tiêu Trần ngồi ở đó hỏi, không biết hai vị đối với con cháu Tiêu gia có đánh giá như thế nào. Cả hai người đều ngại ngùng. Tiêu Trần lại lên tiếng, "Hai vị?" Trương Thần nói, "Đây chỉ là ngoại viện Tiêu gia, không thể nào chỉ có mỗi bọn họ, những người khác đâu rồi?" Tiêu Trần lập tức đi trước dẫn đường, "Đi theo ta." Tiêu Lập đứng bên cạnh cha mình hỏi, "Phụ thân, con cháu Tiêu gia ở nơi này đều là những nhân tài xuất kiệt lẽ nào?" Tiêu Trần trả lời, "Không sao đâu." Tiêu Trần đi trước. Còn hai người của Kinh Hồng Điện đi sau, anh nghĩ, nếu như có thể tìm thấy 10 đệ tử thiên tài, bọn họ có thể lấy được 10 viên thượng phẩm bảo dược của Kinh Hồng Điện, nếu như tìm được 20 đệ tử thiên tài, bọn họ có thể lấy được danh ngạch đệ tử tiếng anh của Kinh Hồng Điện. Thật sự là tiền đồ vô lượng mà. Tiêu Trần bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn hai người, hai vị, thật sự muốn nhìn qua ư? Trương Thần liền ngạo nghễ nói, đừng phí lời, mau đi. Tiêu Trần sau khi nghe Trương Thần nói thế thì cười nhẹ, lén sử dụng nhất diệp chướng mục. Anh trả lời, được vậy thì đi thôi. Một luồng ánh sáng phát ra từ bàn tay tiêu trần. Rồi luồng ánh sáng bay tới chỗ hai người bọn họ, cả hai cùng đồng thanh, đi thôi. Khung cảnh chuyển sang bên sân tập võ, thanh niên trai tráng đang ra sức luyện tập. Một người còn vác hẳn một cục đá to trên đầu. Tiêu lập mặt bày ra cái vẻ lo lắng, thiên tài như này, sợ là bị chọn ra. Trương thần cùng Thạch Lâm khi thấy cảnh tượng này thì quạ bay đầy đầu cảnh tượng mà trương thần và thạch lâm thấy là một thanh niên nhưng lại có chút đời đẫn như trẻ nhỏ miệng thì chảy rãi và đang chơi đùa cùng một con bọ cánh cứng trương thần cau mày lên tiếng hỏi người như này cũng có thể tiến vào nội viện tiêu gia ông điều kiện thấp như vậy sao tiêu lập bèn trả lời hắn ở tiêu gia cũng tính là bài danh trước 10, tiềm lực hửm thấp cái gì cơ thạch lâm bày ra vẻ mặt chán trường giống như loại người này còn không bằng những bách tính chúng ta gặp được Tiêu Lập ở đằng sau nói với hai người, có phải là nhầm rồi không? Tiêu Trần tươi cười nói, không sao, để bọn họ tiếp tục đi. Tiêu Lập lúc này cũng thở phào, chẳng trách đến nơi này, phụ thân lại không hề từ chối. Thì ra phụ thân đã sớm động tác động chân, nhưng mà sao người lại làm được điều đó chứ? Phụ thân đúng là lợi hại mà. Lúc này dưới một gốc cây xanh tốt, có hai thanh niên đang không ngừng luyện tốc độ chạy xung quanh. Trương Thần nhìn thấy cảnh đó thì chán trả buồn nói, bởi vì thứ hắn ta thấy không phải là hai người đang luyện công, mà là thấy một thanh niên đang đu người trên cây, nghịch đến là vui vẻ. Con người còn lại thì lại đang xả BAI viết chữ lên tường. Trương thần chửi thề, bị điên à. Còn hình ảnh mà thạch lớp nhìn thấy là một thanh niên trai tráng đang gặp một chiếc bánh lớn rồi chui qua chiếc bánh đó. Gương mặt của cô ngán ngẩm, tiêu ra còn có loại thiên tài này ư, tiêu lập bên cạnh trả lời ngay, nhân tài ấy hả? bởi trong mắt tiêu lập nhìn thấy là người kia đang ngồi tập trung tu luyện đệ tử này luyện bất động minh vương chỉ là tu vi kim đan tầng một trong đám người chỉ có thể tính là bình thường tại sao chỉ khen đệ tử này nhỉ tiêu trần bên này nhếch miệng cười xoa xoa cằm tiếp theo còn đặc sắc hơn cơ cảnh tượng mà trương thần và thạch lâm thấy là một thanh niên trai tráng ngã sấp mặt xuống người thì lại nằm ngửa ra cười đùa hưởng thụ còn người khác thì lại ôm tay rưng rưng nước mắt ôi tay của ta trương thần với thạch lâm thật sự cạn lời Người, sao có thể làm được như vậy? Tiêu lập bên này rất nghiêm túc nói. Bọn họ đều là những người nổi bật ở tiêu gia. Ta không nói sai. Trương thần cao mày. Còn toát cả mồ hôi. Anh nói, thật là khó tưởng tượng. Tiêu hỏa hỏa sinh ra trong tiêu gia các ông. Là phúc báo mấy đời của tiêu gia. Thạch Lâm cũng không nhịn được mà lên tiếng. Chỉ có thể nói, tiêu gia không bị hủy diệt. Toàn bộ đều dựa vào tiêu hỏa hỏa. Chứ không phải là các ông. Tiêu Trần cất tiếng hỏi, hai vị tính toán như nào chọn xong chưa vậy thạch lâm nghe hỏi thế thì liền vội vã đáp không có tiêu trần ra vẻ nghiêm túc thành trì tiêu ra chính là như này nội viện và ngoại viện đều xem rồi cả hai người liền mang bụng tức rời đi thạch lâm khó chịu vô cùng hừ đúng là mở mang tầm mắt chúng ta mau đi thôi tiêu Trần mặt tươi như hoa tiễn khách hai người vừa đi vừa lẩm bẩm tức chết ta rồi lãng phí thời gian một ngày sớm biết vậy đã đi nhà Trần Viên Ngoại xem rồi. Thật là đáng khinh, bất kể là ngoại viện hay nội viện. Lẽ nào tiêu gia chỉ biết sinh, những cái khác đều không quản. Chẳng trách tiêu hỏa hỏa mãi không chịu quay lại, chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy những phế vật này. Nếu là ta thì ta cũng sẽ không quay về, hơn nữa chuyển đi cũng đủ mất mặt. Lại còn dùng nước tiểu viết chữ tiêu, loại người này không phải não có vấn đề chứ. Tiêu lập tiễn khách phía sau nghe được đoạn nói chuyện của hai người thì chẳng hiểu gì cả. Bọn chúng nói là tiêu gia ư. Trở lại nội viện của tiêu gia, tiêu lập vẫn minh man nghĩ ngợi. Đệ tử tiêu gia, đừng nói là thành lạc nhật. Cho dù là ở Minh Quốc cũng là thiên tài bậc nhất, mặc dù không có thiên phú tốt như tiêu hỏa hỏa, nhưng cũng không thể xem thường. Tiêu lập lên tiếng thắc mắc hỏi phụ thân, những con cháu mà chúng ta gọi là thiên tài trong mắt kinh hồng điện đều không là gì sao? Tiêu trần cao mày, cũng có thể nói như thế. Thiên tài ở kinh hồng điện không thiếu. Trong lòng anh nghĩ thầm, kiếp trước của tiêu mạch trên cơ thể có sụn ký lân tủy xương thanh long kinh mạch chu tước máu huyền vũ loại thiên phú cỡ này tiêu ra sao có thể sánh bằng tiêu lập nghe cha mình nói thế thì trả lời chẳng trách lại như vậy như lần tìm kiếm kho báu lần này chúng ta có đi nữa không người của kinh hồng điện nhất định sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của chúng ta tiêu trần liền trả lời con cho rằng chỉ có chúng ta thôi sao rất nhiều người đã biết về việc kho báu xuất hiện chắc chắn cũng nhìn chằm chằm như hổ rình mồi vâng vậy con sẽ bảo đệ tử tiêu ra tiếp tục cố gắng Tiêu Trần lúc này thực sự quyết tâm, bất luận thế nào, thực lực càng mạnh thì sẽ càng an toàn. Anh bước tới cánh cửa ở sau núi Tiêu gia. Và có rất nhiều bảo bối ở trong đó, những thứ này tất cả đều là hệ thống cấp cho, nhiều thứ không dùng đến tặng cho đệ tử xuất sắc của Tiêu gia. Những thứ còn lại dùng hết trong khoảng thời gian này để nâng cao thực lực, sau đó anh lại ngồi vào vị trí tu luyện. Thời gian trôi nhanh cũng đã qua nửa tháng. Sau một thời gian tu luyện thì anh cũng mở ngừng lại và cảm nhận chính mình đã lên tới hóa thần tầng 3. Anh nghĩ rằng, những linh đan bảo dược mà anh dùng cũng chỉ có thể hỗ trợ nên đến hóa thần tầng 3 thôi sao? Tốc độ quá chậm, nhất định phải sống, nắm bắt thời gian để sống. Tiêu chuẩn đi tới đại sảnh của tiêu gia, tiêu lập thấy phụ thân mình thì bước lên chắp tay cung kính. Phụ thân, con đã chuẩn bị xong hết, đội tìm kiếm kho báu lúc nào cũng có thể xuất phát. Tiêu chuẩn nghe thế thì lập tức khen con trai. Tốt. Anh cười nhẹ, dẫn chúng đến đây cho ta xem nào. Tiêu Lập lập tức nghe theo. Sau đó thì một loạt trai tráng bước lên hô lớn, "Bái kiến lão tổ." Mọi người đều hừng ngược khí thế, cơ bắp trải qua luyện tập mà rắn chắc vô cùng. Tiêu Lập chỉ vào một người nói, "Phụ thân, vị này là đội trưởng, tên là Tiêu Phong, thực lực là Kim Đan đỉnh phong." Những người khác cũng đang ở cảnh giới Kim Đan, đều là nhân tài xuất sắc của Tiêu gia. Bọn chúng lần này đến đó nhất định có thể lấy được kho báu ẩn giấu. Tiêu Trần nhìn vào đám con cháu thì tươi cười, "Đứng dậy hết đi." Rồi anh đưa tấm bản đồ ra can dặn. Tấm bản đồ này là thật, nhưng không biết vì sao lại bị lộ. Thậm chí tin tức của kho báu bí ẩn này cũng được kinh hồng điện loan truyền. Trong chuyện này nhất định có âm mưu. Các con nhớ phải cẩn thận. Mạng sống là quan trọng nhất. Đã hiểu chưa? Tất cả cùng đồng thanh. Vâng. Tiêu lập đi gần về phía cha mình. Cha yên tâm. Con nhất định sẽ ghi nhớ lời người dạy. Tiêu Trần rất hài lòng về việc chuẩn bị này. Anh đưa tay ra. Tốt lắm ta còn có một món pháp bảo đưa cho con, hãy mang theo bên người để phòng thân, bảo vệ con cháu tiêu gia. Một chiếc vòng vàng sáng lấp lánh hiện ra, đó chính là thiên ngoại cô, có thể mở ra không gian xuất hiện trước mặt kẻ địch tạo ra thiệt hại nghiêm trọng. Tiêu Phong lúc này cũng cung kính chắp tay, đa tạ lão tổ. Sau đó thì tất cả thanh niên trai tráng đều rời đi. Nhưng lần này để con cháu đi tìm kho báu Tiêu Trần vẫn lo lắng, nên anh quyết định dùng con dối đi theo sau để bảo vệ. Gương mặt anh có chút phiền muộn, con dối thế thân cảnh giới kim đan hy vọng là đủ dùng, không đủ cũng có cách khác giết kẻ địch ngoài phạm vi nghìn dặm. Lúc này tại biên giới giữa Minh Quốc và Vương Quốc, cũng có một nhóm đông đủ tập hợp, một đám người cung kính với người đứng ở phía trên, bái kiến thần tôn Hồng Tín. Người được gọi là Hồng Tín có gương mặt tả. Hắn nói, các ngươi làm tốt lắm, tìm được không ít đệ tử thiên tài gia nhập vào kinh Hồng Điện, phần thưởng đã hứa với các ngươi nhất định sẽ không thiếu cái nào. Rồi hắn đăm đăm nhìn vào Thạch Lâm và Trương Thần, ngược lại các ngươi thành lạc nhật là vùng đất địa linh nhân kiệt như vậy tiêu gia còn là một hộ lớn mà chỉ có thể mang về 10 người đệ tử thật là tốn công ta hy vọng vào các ngươi cả hai người nghe thế thì quỳ dạp xuống thần tôn chúng ta quả thực đã đến tiêu gia cũng xem xét hết một lượt nhưng không có cái gì tốt cả trương thần nhanh nhảu đáp đúng vậy người ở ngoại viện đã bị dục vọng mê hoặc chỉ biết hưởng thụ niềm vui người trong nội viện thì càng tệ hơn không đáng nhìn thêm một chút nào cả hồng tín nghe thế thì nhắm mắt cười khẩy thôi bỏ đi tiêu ra có được một tiêu hỏa hoạn đã là giỏi lắm rồi ta đoán cũng không có hậu duệ nào xuất chúng nữa đâu không cần quan tâm đến nữa hiện giờ bắt đầu đi tìm kiếm kho báu các người dẫn theo đệ tử được giao phó cùng đi đến chỗ kho báu mà gương mặt hắn tà ác nhớ kỹ ta muốn những người này đều được trải nghiệm cơ hội tốt này cuối cùng ở lại trở thành người của kinh hồng điện cũng là đệ tử môn hạ của ta hồng tín một tay chấp sau lưng hỏi có tin tức về tiêu hỏa hỏa chưa thuộc hạ phía sau cung kính thưa thần tôn tiêu hỏa hỏa vẫn đang ở minh quốc chưa từng rời khỏi đó dường như đối với chuyện kho báu này cũng chưa có bất kỳ hành động nào hồng tín nghe thế thì cười mỉm nếu như hắn không đến thì những tai mắt ta bố trí ở minh quốc đều chết vô ích sao đệ tử của lương quốc cũng chết vô ích ư ừ. người thuộc hạ phía sau liền trả lời nhưng nghe nói tiêu ra phái người đến rồi đang đi về hướng này hồng tín nghe thế thì ồ một tiếng tiêu ra ngoài tiêu hỏa hỏa thì còn ai xứng để ta coi trọng chứ huống hồ trương thần và thạch lâm đã đến tiêu gia xác nhận là người của tiêu gia đều là phế vật không cần phải để tâm đến bọn chúng một tay hắn chấp sau lưng rồi bước đi đến lúc rồi chuẩn bị vào trong tìm kiếm kho báu thôi nhưng vẫn phải giám sát tia hỏa hỏa hắn có bất kỳ hành động nào đều phải nhanh chóng báo lại với ta ở một khung cảnh khác tiêu phong trẻ hai tay đang chống nạnh nói lớn tất cả mọi người nhớ kỹ từ giờ trở đi chúng ta là đệ tử kiều gia của liêu quốc phía bắc đã rõ chưa Tiêu Trần nhìn thấy Tiêu Phong như vậy thì nghĩ thầm, Tiêu Phong đứa trẻ này không hổ là đội trưởng được chọn ra, quả là nhìn thì có vẻ thô lỗ nhưng làm việc lại rất cẩn thận, kỹ càng, vô cùng thận trọng, giống như bản sao của mình. Mọi người bên dưới gãi đầu, "Hiểu rồi ạ, à, Tiêu Phong đại ca." Tiêu Phong nghe thấy như thế thì cười nhẹ, sao vẫn gọi là Tiêu Phong đại ca thế, mà là Kiều Phong đại ca. Lão tổ đã nói nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chúng ta nhất định phải cố gắng lấy được kho báu sau này nếu làm mấy việc như giết người phóng hỏa thì cứ lôi thân phận người kiều ra phía bắc ra làm chuyện tốt thì chúng ta vẫn là người tiêu gia tiêu chuẩn lúc này nghe thế thì đúng là vui vẻ xem ra bên này có thể tạm thời yên tâm rồi có một đứa chắc biết cách làm việc như này cũng là may mắn của gia tộc hệ thống hiện lên nhắc nhở phát hiện thấy đại năng vấn định kỳ chuyển thế trào đời ở tiêu gia phát hiện thấy bạn lần thứ hai có được đứa chất là đại năng chuyển thế phần thưởng nhận được là trà thần tiên trà thần tiên là loại trà này ngoài việc giúp ngưng thần tĩnh khí thì còn có thể đẩy nhanh thời gian phát triển của giác quan người uống, rút ngắn thời gian lĩnh hội công pháp. Tiêu chuẩn nghĩ, là vấn tỉnh đại năng sao? Bên này mình đang thăm dò bí bảo của một vị đại năng vấn đề để lại. Trong nhà lại có một đứa bé là vấn đỉnh đại năng chuyển thế chào đời, không phải là quá trùng hợp rồi ư. Hệ thống khởi động lựa chọn hãy lựa chọn. Lựa chọn một, lo trước tính sau cho đứa chất kỳ lân, nhúng tay giúp đỡ đứa bé chuyển thế thức tỉnh. Phần thưởng nhận được là khai thiên ấn thần thông. Lựa chọn 2, đề phòng cẩn thận ngăn chặn tai họa tiềm ẩn nhúng tay can thiệp xóa sạch ký ức cũ của đại năng phần thưởng nhận được là luân hồi ấn thần thông hai tay tiêu trần bắt sau lưng bước đi chậm chậm hệ thống đại năng vấn đề chuyển thế này có thể giữ được bao nhiêu ký ức cũ hệ thống trả lời ký chủ thân mến đại năng vẫn đỉnh thông qua bí pháp có thể phá giải được câu đố trong thai nói chung vẫn có thể giữ lại ký ức kiếp trước nhưng ý thức vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn tiêu chuẩn thấy thế thì nhận ra trả trách lại có lựa chọn xóa bỏ ký ức anh bước đến một căn nhà trong nội điện Tiêu gia. Anh vừa bước vào thì con cháu Tiêu gia một tay ôm đứa bé lên tiếng: "Lão tổ." Đứa bé đó họ tên là Tiêu Lâm, chủng tộc con người, tư chất thiên linh căn, tu vi Kim đan kỳ, thân phận đặc biệt, đại năng chuyển thế vấn đỉnh kỳ, linh bảo bẩm sinh thiên biến châu, có thể gia tốc thời gian. Cậu bé đó thấy lão tổ thì cười đến là vui vẻ. Nhìn thông tin của đứa bé anh tươi cười, vừa sinh ra đã là Kim đan kỳ. Thật không hổ là đại năng phá giải được câu đố từ lúc còn trong bụng. Tiêu Trần liền vung tay giải ra bức tranh Giang Sơn. Đứa bé thấy thế giật mình khóc lớn oe oe. Tiêu Trần tay cầm cốc trà bước đến, đạo hữu không cần phải tiếp tục giấu giếm, tự nhiên chuyển thế đến tiêu ra ta, ta không hề có địch ý gì với các hạ. Đứa bé nghe anh nói thế thì lương khóc luôn. Nó tươi cười nói, không ngờ lão tổ lại có loại trà tốt như này. Thằng bé lúc này thì một tay chống cầm một tay chống đầu gối nhìn khá là bướng. Tiêu Trần nói, có thể chấp nhận gọi ta một tiếng lão tổ chứng tỏ ngươi đã chấp nhận mình là người của Tiêu gia chăng Nếu đã đầu thai chuyển thế rồi thì tất nhiên sẽ quên tên tục, cắt đứt liên hệ với mọi kiếp trước. Đứa bé nói, ta vốn muốn chuyển thế một cách khiêm tốn, không ngờ lại trào đời vào gia tộc Tu chân. Gương mặt hắn tươi cười nhưng trong lòng nghĩ thầm, vậy mà hoàn toàn không thể cảm nhận được chu vi của đại lão tổ trước mặt này. Chu vi của lão tổ chắc cũng phải là anh biến, hợp thể. Tiêu Trần nghe thế thì có chút cười gượng đâu đến mức gọi là đại tộc tu chân. Chỉ là nhà ta xưa nay tin vào quan niệm đông con nhiều phúc, cho nên sinh con để cái khá nhiều. Bất luận quá khứ trước kia như nào, nếu đã chạy dòng máu của tiêu gia thì tự khắc cũng là người của tiêu gia, và đó cũng là điều mà ta muốn. Hệ thống hiện lên, chúc mừng ký chủ nhận được thần thông, khai thiên ấn. Anh nói, nếu đã sinh ra ở tiêu gia thì người làm lão tổ là ta nhất định không thể không chúc mừng gì cả. Nói rồi một buồng đảo ánh sáng bay vào chỗ mi tâm của đứa trẻ chắp tay sau lưng anh nói, Khai Thiên ấn này mặc dù không phải là thần thông gì cao thâm, nhưng làm tiền lì xì cũng đủ rồi. Đứa trẻ lập tức hô lớn, "Cảm ơn lão tổ." Trong lòng đứa trẻ có chút lo lắng đến toát mồ hôi, nó đã là đại năng vấn định kỳ truyền thế, mặc dù ký ức có chút khiếm khuyết, nhưng một cái thần thông lại có thể chỉ thẳng hồng hoang, cái loại thần thông này. Tiêu chuẩn nói, "Lâm Nhi thích là được, nếu như trong quá trình tu hành thần thông có vấn đề gì có thể hỏi lão tổ." Đứa trẻ có suy nghĩ riêng trong lòng, chẳng lẽ vì lão tổ mà mình nhìn không thấu này cũng là một đại năng vấn đỉnh sao? Lại thần thông như này nó tặng là tặng. Đứa trẻ tươi cười lên tiếng trả lời, mặc dù lão tổ ban tặng nhưng Lâm Nhi không dám chỉ nhận lễ không. Nơi con trôn cất năm xưa nhất định có không ít thiên tài địa bảo trên núi, cùng với việc con giáng thế thì có lẽ nó cũng xuất hiện lại rồi. Lão tổ có thể phái người vào đó tìm kiếm. Đây là một chút tấm lòng của Lâm Nhi. Tiêu Trần nghe thế thì nghĩ ngợi, nơi này hình như chính là nơi mà kinh hồng điện đang tìm kiếm kho báu chuyện đại năng vấn đỉnh kỳ qua đời nơi chôn báu vật tất cả đều trùng khớp anh lên tiếng lâm nhi lão tổ có một tin muốn nói cho con biết chị e là ngôi mộ này của con hiện giờ sắp bị người khác đào lên rồi đứa trẻ nghe thế thì giật mình à lúc này ở trên núi đã tập hợp rất là đông người gái trai có đủ cả một người lên tiếng phương hướng những đội này tập trung khác với địa điểm trong bản đồ lão tổ đưa chúng ta đám người bên dưới nói lão tổ nói không sai chút nào kinh hồng điện chắc chắn có âm mưu vậy chúng ta phải làm gì bây giờ tiêu phong bên này cười nhẹ tao có một kế mọi người ghé tai lại đây rồi anh thì thầm thì thầm một chàng người bên dưới hỏi kiều đại ca nhưng nếu làm vậy thì ta sẽ không lấy được báu vật kiều phong nghe thế thì tươi cười kiều phong ta không thể ngồi nhìn bao nhiêu tu sĩ đồng đạo bị độc kế của kinh hồng điện mưu sát người bên dưới liền trả lời phá hoại độc kế của kinh hồng điện cũng là một công lao lớn ta nghe theo lời kiều đại ca nói người khác cũng trả lời ta cũng nghe theo lời đại ca tiêu phong nghe mọi người đồng lòng được mọi người đều là huynh đệ tốt của ta phía bên hồng tín bên này có thuộc hạ lên bẩm báo thần tôn lại có thêm hàng trăm người đứng ngoài sân cốc hồng tín đứng trên vách ung dung trả lời tốt lắm chúng ta cứ đợi thêm đi nói thế nào thì cũng phải đợi cái nhiều hơn chút rồi mới thu lưới Lúc này ở nơi chôn cất báu vật thật sự đã có người của Kinh Hồng Điện, mà dẫn đầu là Trương Thần và Lâm Thạch. Mọi người lúc này trầm trồ, linh khí nơi này nồng đậm quá. Chỉ vừa cảm nhận được linh khí này thì ta đã cảm thấy bản thân sắp thăng cấp rồi. Người khác cũng cảm thấy thế. Tiêu Lâm lúc này xuất hiện với hình dạng lớn hơn cùng với cây đàn ở cửa, trong đội ngũ không có ai là thiên tài có tư chất cực tốt cả. Thạch Lâm lên tiếng hỏi, "Thần đồng ngươi là con cái nhà ai? Có muốn gia nhập Kinh Hồng Điện không?" Tiêu Lâm cao mày, chỉ dựa vào các ngươi cũng dám đào mộ của lão phu sao? Đám người nghe thế thì toát mồ hôi, mộ của thằng bé, đứa bé này là ai? Minh Viễn đế quân sao? Tiêu Lâm bên này khoanh tay nghĩ, dùng Thiên biến châu xong, chưa đến một ngày đã có dáng vẻ của đứa bé 8 tuổi, mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng tạm thời đã đủ dùng rồi. Trương Thần nhìn đứa bé mà nói, Kim đang tầng 9, tuổi còn trẻ như này mà tu vi đã đáng gờm thế này rồi nhưng minh viễn đế quân đã ngã xuống bao nhiêu năm rồi hắn lớn tiếng nhóc con cho người thêm cơ hội nữa gia nhập kinh hồng điện của ta nếu không người sẽ chết Tiêu lâm lúc này đứng dậy nhìn xuống chỉ dựa vào các ngươi sao thạch lâm không nhịn được nữa mà giơ tay muốn đánh tới một thằng bé miệng còn hơi sữa lại dám sỉ nhục chúng ta đúng là chán sống một bàn tay vàng lớn tiến dần đến chỗ của tiêu lâm khiến cho nó tức giận ở trên mộ của lão phu mà cũng dám phát ngôn bừa bãi nói rồi tiêu lâm chắc hai bàn tay lại tạo ra một luồng ánh sáng chói đâm xuyên qua bàn tay lớn kia thạch lâm khi này liền bị thương trương thần cũng vội vàng nói khách quá lớn chạy mau tiêu lâm khoái trí. muốn chạy sao ở lại đi tiêu trần lúc này ở tiêu gia nhận được thông báo của hệ thống chắc của bạn là tiêu lâm đã thành công giết chết đệ tử của kinh hồng điện là trương thần chắc của bạn là tiêu lâm đã thành công giết chết đệ tử của kinh hồng điện là thạch lâm Chất của bạn Tiêu Lâm thay đổi được suy nghĩ của 32 đệ tử thiên tài của Kinh Hồng Điện để họ rời khỏi Kinh Hồng Điện. Xóa bỏ ký ức liên quan. Chất của bạn Tiêu Lâm giết 69 đệ tử thiên tài của Kinh Hồng Điện. Tiêu Trần nhận được thông tin mà ngẫm nghĩ. Mặc dù thời gian của Thiên Biến Châu là 8 năm, nhưng thời gian thực mới sinh ra chưa đầy một ngày. Đây chính là sức mạnh đáng sợ có thể giết nguyên anh của đại năng chuyển thế. Anh cầm cây nỏ trong tay. Không được. Bản thân cần phải dè chừng hơn. Thế giới này đáng sợ quá rồi lúc này trong núi hô lên tiếng nói mọi người chạy mau đây chính là âm mưu của kiều gia liêu quốc trong sơn cốc có cả bẫy cả đám người ra sức chạy chạy mau chúng muốn một nơi tóm gọn chúng ta đại quân liêu quốc đến rồi báu vật gì chứ toàn là lừa người tiêu ra chúng ta liều mạng nghe ngóng được tất cả mau chạy đi tiêu phong bên này nói lớn im miệng lại hết cho ta đây là ân oán giữa kiều gia liêu quốc và tiêu gia hồng tín nghe thế thì giật mình cái gì cơ quân liêu quốc đến rồi mau rời khỏi sơn cốc chạy mau chạy mau báu vật gì nữa mạng sắp không còn rồi cả đám vừa chạy vừa hô lớn chạy mau chạy mau đại quân liêu quốc đến rồi hồng tín đứng ở trên cao nhìn xa xăm chỉ suýt chút nữa chút nữa thôi đột nhiên xuất hiện nhóm người này khiến cho người ở sơn cốc ít đi hơn nửa rồi hắn quyết định mở trận tự nhiên có tiếng gào lớn gì cơ đại quân liêu quốc đến rồi sao Hồng tín lúc này cũng tức giận. Một lỗ sâu bọ làm hỏng chuyện tốt của ta. Đi chết đi. Rồi bỗng nhiên một bàn tay to lớn tiến lại chỗ của Tiêu Phong. Tiêu Phong không ngờ là cái người đã đạt đến hóa thần kỳ của Kinh Hồng Điện lại ra tay nhanh như vậy. Có thể cứu được nhiều đồng đạo như này Tiêu Phong ta chết cũng không tiếc. Nhưng bỗng nhiên Tiêu Trần từ đâu xuất hiện chắn trước cho Tiêu Phong. Anh nói thật tôn dừng tay. Nhưng hắn ta không dừng lại mà tiếp tục đánh, tạo ra một vụ nổ vô cùng lớn. Tiêu Trần thật sự ở Tiêu ra khoanh tay ngẫm nghĩ, quá đáng sợ rồi. Con rối của mình bị đánh cho nát tan. Đúng là quá đáng sợ. Rồi sau đó anh cười nhẹ giơ tay lên, sử dụng thương thiên nhất chỉ. Tiêu Phong chắp tay lại, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tiền bối dùng mạng của mình để mở đường sống cho Tiêu Phong. Tiêu Phong nhất định sẽ không tự đưa mình vào chỗ chết như này lần nào nữa. Nếu không thì thật hổ thẹn với lại ơn của tiền bối. Thì ra lúc nãy Tiêu Phong không nhận ra đó chính là con rối của lão tổ. Rồi Tiêu Phong lập tức bay đi hồng tín bên này nhìn thấy thế thì tức giận một lão già cũng dám cản đường ta đúng là châu chấu đá xe tự tìm đường chết hắn cau mày nham hiểm trận pháp đã mở ngươi có thể chạy đi đâu chứ rồi hắn ta bay tới chỗ của tiêu phong loại sâu bọ như ngươi chỉ có chết mà thôi nhưng bỗng nhiên hắn ta trừng mắt lớn vì nhận ra rằng từ xa có một luồng ánh sáng đang lao tới chỗ mình đó chính là một mũi tên sắc bén tôi tên đã lao sát tới chỗ hắn đâm chúng vào hắn Lúc này hắn ta cũng đã bị thương, lấy ra một viên đan dược đưa lên miệng nhai, hắn nghĩ nếu như không phải có đan dược điện chủ ban thưởng, vậy thì hôm nay phải mất mạng ở đây rồi. Mũi tên khi nãy đã cướp đi một cánh tay của hắn, rốt cuộc vì tiền bối nào đã ra tay, rất mong ngài có thể xuất hiện để nói chuyện, giữ thể diện cho kinh Hồng Điện. Nhưng đáp lại hắn là thương thiên nhất chỉ của Tiêu Trần đáp trả. Lúc này hắn ta thật sự hoảng hốt, không kịp chuẩn bị gì khi bị tấn công. Lúc này hắn đã bị đánh cho tơi tả quần áo. Trong làn khói bụi mịt mờ hắn cắn chặt răng, cho dù ngươi là ai, Kinh Hồng Điện sẽ khiến ngươi phải trả giá tàn khốc. Nhưng rồi một mũi tên nữa lại lao đến khiến cho hắn ta hoảng hốt chỉ kịp nói, "Không." Tiêu Trần bên này thì gật gù, "Được được." Hệ thống điện liên thông báo, "Chúc mừng ký chủ nhận được thành tựu khi kẻ ngu ngốc thất bại, thành công thả kẻ địch thoát. Phần thưởng nhận được là pháp bảo nhất giai không gian cấm phong châu. Phát hiện thấy trách của bạn là Tiêu Phong giết chết kẻ địch hóa thần kỳ, hơn mình hai cấp." Phần thưởng nhận được là phương thức chế tạo Mộ Thiên Thăng Linh Đan, chất của bạn Tiêu Phong thành công kết liễu thần tôn Hồng Tín của Kinh Hồng Điện, nhận được pháp bảo nhị giai thượng đẳng, áo giáp độ kiếp nguyên anh. Do bạn ở trong đại chiến này tạo ra thiệt hại nghiêm trọng nhiều nhất, đồng thời chịu thương nặng nhất, kích hoạt con cháu có thành tựu ta cũng có, nhận được phần thưởng thành tựu, áo giáp cấp linh bảo độ văn nguyên. Tiêu Trần thở dài, mình vẫn kém quá, ra tay giết một hóa thần kỳ mà vẫn để hắn thoát, cũng may Tiêu Phong không làm mình thất vọng, không ổn rồi phải sinh nhiều hơn nữa, sinh cật lực. Pháp bảo nhất giai không gian cấm phong châu có thể đóng chặt không gian của một vùng khiến kẻ địch không thể nào trốn thoát. Phương pháp chế tạo Mộ Thiên Thăng Linh Đan, sau khi luyện ra có thể nâng cao cấp bậc linh căn, tất cả đều là đồ tốt. Anh ngẫm nghĩ, trong tiêu gia vẫn còn có nhiều người khổ vì linh căn quá kém, có Mộ Thiên Thăng Linh Đan này thì thiên kiêu trong gia tộc sẽ ngày càng nhiều. Đưa tay xoa xoa cằm, đáng tiếc trong nhà không có luyện đan sư nào để bào chế Mộ Thăng Thiên Linh Đan, quả thực không được lão phu nhất định phải đích thân tự học. Lúc này trên đỉnh núi vọng ra tiếng nói, cầu xin hộ pháp tha mạng, lần này thật sự có đại năng ra tay. Đứng ở phía trên quát, nói, người ấy quỷ ở dưới đất run rẩy kiều gia của lưu quốc. Đúng, nhất chỉ đáng sợ đó chính là thần thông của lão tổ kiều gia. Lúc đó thần tôn đang ra tay với kiều phong của kiều gia thì bị nhất chỉ tấn công, sau đó thì tiêu phong tiêu diệt nguyên anh. Người thuần bí không lộ mặt nói, Bổn hộ pháp chuẩn bị xử lý Minh Quốc và Lương Quốc trước rồi mới đến Liêu Quốc. Thật không ngờ Liên Quốc của hắn lại sốt sắng xuất hiện như vậy. Rồi hắn ta lên tiếng gọi, Hồng Phượng Thần Tôn và Lam Ảnh Thần Tôn, cả hai được gọi thì đồng thanh có thuộc hạ. Hắn ta nói, "Ta ra lệnh cho các ngươi thu dọn cục diện rối rắm ở Minh Quốc và Lương Quốc, nhất định phải dùng thủ đoạn cứng rắn đàn áp chúng, chấn chỉnh lại uy danh của Kinh Hồng Điện. Muốn hộ pháp đích thân đi đến kiều gia ở Liêu Quốc, không ngờ cánh tay lại duỗi dài như vậy." Hai người nhận được mệnh lệnh thì đồng thanh, thuộc hạ tuân lệnh. Trong một căn phòng của Tiêu gia, Tiêu Lâm nói, "Lão tổ, những thứ Tiêu Lâm có được ở đời trước giờ xin hiến tặng lại cho gia tộc." Tiêu Trần vui vẻ, "Lâm Nhi có lòng rồi." Tiêu Lâm đáp, "Có lão tổ che chở cho con cũng có thể yên tâm tu luyện." Anh hỏi, "Lâm Nhi có biết thuật luyện đan không?" Tiêu Lâm cười, "Đương nhiên là biết, nhưng con không giỏi, sở trường của con thiên về âm luật hơn." Anh đưa ra một phương thức nói, con thử xem phương thức chế tạo đan này đi. Phương thức mà tiêu lâm trầm trồ, đan dược có thể nâng cao linh căn trước giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết không ngờ lại có thật. Nâng cao linh căn có thể nói là nghịch thiên cải mệnh, không phải là tạo hóa cực lớn mà chính là trí bảo cấp cao. Rồi tiêu lâm chắp tay, lão tổ, phương thức luyện đan này tiêu lâm không thể luyện được. Nghe thế anh cũng không buồn giàu mà đáp, vậy lâm nhi đi tu luyện đi, lão tổ sẽ nghiên cứu xem sao lúc này ở ngoài thành tiêu ra có một nữ tử tóc dài đồ trắng đứng đó đó chính là trung linh thiến cô nói mẫu thân nữ nhi cuối cùng cũng quay về rồi lúc này trong căn phòng của tiêu gia yêu lập lên tiếng hỏi phụ thân gọi con đến là có việc gì ạ anh nói với con mình lập nhi từ giờ trở đi âm thầm thu mua những dược liệu này đồng thời bắt đầu trồng ở trong vườn thuốc của tiêu gia dược liệu quan trọng trồng trong bức họa sơn hà xã tắc đúng rồi hiện giờ có rất nhiều người theo dõi theo dõi tiêu gia ta không nên làm quá mức rõ ràng chỉ cần thêm vào trong lúc thu mua những dược liệu khác cũng không cần phải làm rối loạn tiết tấu thu mua thường ngày tiêu lập liền đáp ứng vâng thưa phụ thân ông nói thêm phụ thân yên tâm hơn một nửa dược liệu trên danh sách ngày thường tiêu ra cũng đều mua bán những dược liệu còn thiếu chỉ cần lần lượt thu mua ở nhiều nơi khác nhau thì chắc sẽ không gây chú ý gì cả thấy con trai mình nói như thế thì tiêu trần nghĩ thầm tiêu lập hiện giờ ngày càng trầm ổn có sự thận trọng của mình. Vấn đề dược liệu đã được giải quyết xong, tiếp theo là luyện đan sư, mình không chuyên về lĩnh vực này. Mộ Thiên Thăng Linh Đan là phương thức đan dược cấp 5, hơn nữa đan sư cấp cao nhất của Tiêu gia mới chỉ đạt đến cấp 2. Bồi dưỡng đan sư sẽ không kịp, huống hồ Tiêu gia không có đan sư truyền dạy. Gương mặt của anh có vẻ không tốt cho lắm, mặt hạn chế việc nền móng quá nông đã lộ ra ngoài, kế hoạch của gia tộc quá mức lộn xộn, đến lúc thu xếp lại rồi. Truyền thừa và mục phụ nên có cái nào cũng không thể thiếu, rồi anh thở dài vô số khó khăn trong tương lai chỉ có một cách là sinh ra sức sinh hệ thống hiện lên thông báo phát hiện thấy chất của bạn là tiêu mặt bước vào tình kiếp khởi động chức năng lựa chọn lựa chọn một không bằng cầm thú nhân lúc hương thiên bội đang mất ý thức gạo nấu thành cơm phần thưởng nhận được là trận pháp cấp 6, đại trận hồng trần luyện tâm lựa chọn hai cầm thú không bằng vào lúc tình cảm giạt rào trước ngọc thể nghiêng nước nghiêng thành không chút động lòng phần thư nhận được là thể chất đặc biệt cơ thể băng thanh ngọc khiết Họ tên Tiêu Mặc, chủng tộc con người, tư chất linh căn lục phẩm, công pháp thần thông, Long Dương kiếm kinh, Huyết Viêm thần kiếm, Huyền Dương nhất kiếm kinh linh sơn, hình thần nguyên thai công. Tu vi kim đan tầng 9, thân phận đặc biệt, đại năng chuyển thế hợp thể kỳ, thể chất, tức tình kiếm thể trời sinh, sở hữu sức mạnh ý chí trời đất. Chắc của bạn là Tiêu Mặc bước vào tình kiếp ở đời này, trong lúc vô tình cứu được nữ tử Khương tộc Khương Thiên bội sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện hai người này nảy sinh tình cảm thầm mến lẫn nhau khương thiên bội bởi vì quy tắc của gia tộc nên không dám bày tỏ tình cảm của mình tiêu mặc bởi vì tổn thương ở đời trước nên cũng không dám để lộ tình cảm của mình hai người có cơ hội tiến vào kiếm đạo ba ngàn truyền thừa khương thiên bội bởi vì cứu tiêu mặc mà bị thương lúc này gương mặt hôn mê của khương thiên bội quá mê hoặc muốn tình cảm của hai đứa tiến thêm bước nữa trái tim băng giá của tiêu mặc đang dần tan chảy lâm vào trạng thái khó đưa ra quyết định bạn có muốn cho lời nhắc nhở Tiêu Trần thấy thông tin có thì có chút bất ngờ, nhưng mà không đúng. Việc này mà cũng cần lão tổ lựa chọn sao. Anh vừa cầm cốc trà lên vừa nghĩ, nhưng cho dù có thế nào thì mình cũng không nên tự đưa ra quyết định, kể cả phần thưởng có hấp dẫn đến mấy. Hệ thống xem thông tin cá nhân. Họ tên Tiêu Trần, tuổi tác 139 phần 7 000 tu vi hóa thần tầng 3, số lượng con cháu là 3028, công pháp hồng mông tử khí kinh, thần thông thiên khai ấn, hương thiên nhất chỉ, thuật phân thân con rối, kiếm lai, vân vân và mây mây. Pháp bảo áo giáp độ vân nguyên cấp linh bảo, pháp bảo nhất giai ngọc khóa không gian, pháp bảo thượng phẩm nhị giai cung hậu nghệ, pháp bảo thượng đẳng nhị giai bức họa giang sơn xã tắc, pháp bảo thượng đẳng tam giai càn khôn cháo, vân vân và mây mây. Linh căn là linh căn hỗn độn trí tôn, đang dược 99 cộng, đặc biệt là tra thông tin cá nhân và đạo trường thiên địa. Anh liền ngoái lại phía sau nói: Tiêu lập gọi tên Tiêu An lòng lang dạ sói kia ra gặp ta, Lúc này ở bên ngoài Tiêu gia có một đám người đang ngăn cản, cô nương cô xông vào Tiêu gia, làm cho con cháu Tiêu gia bị thương, nếu cô nương không đưa ra một lời giải thích hợp lý thì hôm nay cô sẽ không thể ra khỏi thành Tiêu gia. Trung Linh Thiến một tay cầm kiếm không chịu khuất phục nói, "Tiêu gia các ngươi không có ai tốt cả, hôm nay không gặp được Tiêu An ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Tiêu gia." Tiêu Trần nói, người canh giữ chỉ bị thương nhưng không nguy hiểm gì đến tính mạng, xem ra cô nương này ra tay cũng có chừng mực, chỉ là không biết vì sao lại muốn gặp Tiêu An bằng được. Tiêu An là một người có vẻ ngoài nho nhã điển trai, là chất thế hệ thứ tư, ấn tượng khá sâu đậm. Tiêu An này là do mình đặt. Chỉ bởi vì đứa trẻ này sinh ra đã rất xinh đẹp, phản ứng đầu tiên chính là đứa trẻ này lớn lên nhất định sẽ có dung mạo tựa Phan An. Mặc dù sau khi lớn lên tư chất cực kỳ kém nhưng trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã nạp 68 người thiếp, sinh ra 132 người con, có thể nói là một trong những con chó cực kỳ xuất sắc của Tiêu gia. Phía bên ngoài những người canh giữ đang vây quanh Trung Linh Thiến nói, bắt cô ta lại không cần quan tâm sống chết. Trung Linh Thiến khi này đã thấm mệt, không ngờ thực lực của Tiêu gia lại lớn mạnh như vậy. Ngoài Tiêu Lập và Tiêu Hỏa Hỏa ra còn có nhiều kim đan kỳ, rồi cô đưa kiếm lên, "Mẫu thân, nữ nhi vô dụng, không thể nào đòi lại công đạo cho người." Rồi cô đứng đó nhìn một loạt kiếm đang bay về phía mình. Nước mắt cô chảy dài, có lẽ sau khi mình chết đi Tiêu An cũng sẽ không buồn giàu chút nào. Bỗng Tiêu Trần xuất hiện lơ lửng trên khâu trung hô lớn, dừng tay lại, mọi người bên dưới thấy thế thì lập tức cung kính tham kiến lão tổ tông trung linh thiến lúc này cũng ngước lên nhìn tiêu trần nói con à bao nhiêu năm nay con đã phải chịu khổ rồi rồi anh gọi con trai mình lập nhi đưa tiểu linh thiến vào đây gặp ta hệ thống hiện lên thông báo trước mặt tiêu trần họ tên trung linh thiến chủng tộc con người tư chất linh căn bát phẩm công pháp thần thông là dược vương cứu thế kinh tu vi là kim đan tầng 8, thân phận đặc biệt là truyền nhân của dược vương cứu thế kinh con cháu lưu lạc bên ngoài của tiêu tộc thể chất không chắc của bạn là trung linh thiến vì đòi lại công bằng cho mẫu thân đã cầm kiếm đánh vào tiêu gia làm bị thương 18 người hộ vệ của tiêu gia tiêu trần tấm tắc con cháu đông cái gì nên đến cũng sẽ đến từ vệt nắng cuối trời lúc này ở trong căn phòng tiêu trần đang ung dung đứng trên cao nhìn cháu mình đang quỳ rồi chiếu hiện hình ảnh của trung linh thiến cho tiêu an xem anh hỏi biết con bé sao tiêu an gương mặt có vẻ buồn rầu bẩm thái ra ra chắc trai không biết cô nương này anh nói tiếp hãy suy nghĩ cho kỹ tiểu cô nương nhà người ta vì ngươi mà đánh vào phủ đệ tiêu ra chúng ta tiêu an nghe thế thì gãi đầu quả thực không có ấn tượng gì cả lẽ nào lại là một nữ tử si mê dung mạo của con đời này không phải con thì quyết không gả cho ai khác ư nếu là như vậy thì tiêu an còn chưa kịp nói xong thì đã bị tiêu trần cho một vả méo mặt con bé là nữ nhi của ngươi tiêu an gương mặt vô tội rưng rưng nước mắt thái ra ra đánh người đứng đánh vào mặt, với lại chất trai thật sự là không nhớ ra. Tiêu lập lúc này cũng đã dẫn Trung Linh Thiến tới, phụ thân, đã dẫn người đến rồi. Trung Linh Thiến thấy Tiêu An thì mặt mày cao có. Cô cầm lấy kiếm chuẩn bị động thủ, cái thứ lòng lang dạ sói, chuẩn bị nộp mạng đi. Tiêu Trần đưa tay lên ngăn cản, Tiểu Linh Thiến đừng vội, lão tổ ở đây, có nỗi khổ gì cứ nói với ta. Nếu đúng là tên chết tiệt này làm ra chuyện quá đáng đó thì lão tổ sẽ tự tay giúp con giết nó. Trung Linh Thiến khi này đã tức giận đến cùng cực. Cô đưa một đồ vật ra nói, đây là di vật của mẫu thân con. Bên trong đó là hình ảnh của Tiêu An và một ngọc bội có chữ An. Rồi Tiêu Trần quay ra nhìn Tiêu An khiến cho hắn giật mình, nghiệp chướng còn gì để nói không. Tiêu An khi này cũng nhớ ra, không ngờ lại là trung tú. Rồi Tiêu An quỳ quỵ xuống giải thích, thái ra già, chắc trai bị oan. Trung Linh Thiến mặt mày đằng đằng sát khí, bị oan sao, ông bỏ thê từ con bạc tình bạc nghĩa khiến mẫu thân ta bị người xung quanh chê cười ta chỉ hận thực lực quá kém không thể một kiếm đâm chết cái kẻ bội tình như ông hệ thống bên này hiện lên thông báo phát hiện thấy lòng hiếu kỳ của ký chủ dần dần tăng lên phần thưởng nhận được là thủy kính thuật tiêu trần nhăn mày lòng hiếu kỳ dần dần tăng lên cái quái gì chứ nhưng mà có điều rồi tiêu chuẩn bỗng nhiên lên tiếng được rồi hai đứa đừng cãi cọ nữa rồi anh đưa tay triệu hồi thủy kính thuật con nói hắn phụ mẫu thân con hắn nói hắn vô tội bị vu oan chúng ta xem một chút là sẽ biết rồi trong thủy kính thuận hiện lên hình ảnh một nữ tử xinh đẹp nói các ngươi hãy nhìn cho kỹ chính là người này lát nữa đừng làm hắn bị thương em thuộc hạ cùng đồng thanh vâng thưa tiểu thư nó từ đó cưỡi trên lưng ngựa chậm chậm đi lúc này cô đã ở chỗ của nữ nhi mình mở bức ảnh của tiêu an ra mà nói với con linh thiến hắn là phụ thân của con trong thủy kính thuật cũng hiện lên hình ảnh viên ngọc bội có chữ An. Lúc này Tiêu An cũng đã đến bước qua nữ tử đó. Nhưng rồi Tiêu An lại bị nữ tử đó đẩy lên giường, ngồi trên người của Tiêu An cô nàng nói: "Không hổ là mỹ nam tử thế gian hiếm có, đi theo bổn tiểu thư, đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp." Tiêu An lúc này gương mặt có chút khổ sở, "Nữ hiệp tha cho ta đi, ở nhà ta còn có thê thiếp, không thể phản bội các nàng." Vừa nói xong thì Tiêu An lại lập tức ăn một cái tát lệch mặt kể ra cuộc đời của nhỏ An này cũng trình vênh phết, suốt ngày bị ăn tát. Cô nàng ấy gương mặt đỏ bừng, im miệng, hiện giờ người là người của ta, không muốn chịu phạt thì ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Đến đó thì Tiêu Trần cũng ngưng sử dụng thủy kính thuật. Trung Thiến Linh khi này cũng ngớ người ra, thì ra là như vậy, chẳng trách mẫu thân trước giờ chưa từng trách Tiêu An. Với tu vi và khả năng quan sát hiện tại của mình thì vừa nhìn là đã biết mẫu thân trời sinh tuổi thọ ngắn ngủi nên mới làm như vậy với người mình ái mộ. Tiêu An khi này đã đen sầm mặt mũi, bởi vì không muốn bị phạt quất roi nên mình đành phải tận tình hầu hạ Trung Tú. Nhờ vậy mà có cơ hội trốn thoát. Sau khi quay về Tiêu gia đến cả tâm tư báo thù cũng chẳng còn, không ngờ Trung Tú còn sinh ra một nữ nhi. Trung Linh Thiến khi này cũng đã nhận ra là mình sai cô nói, chuyện này là tiểu bối không đúng, kính mong trưởng bối sách phạt. Tiêu Trần nói với cô, vậy con ở lại Tiêu gia đi, con vốn là con cháu Tiêu gia, lần này đến coi như là nhận tổ quy tông. Trung Linh Thiến lập tức nghe lời, Vâng ạ. À. Anh nhìn à hai cha con mà nói, hai đứa là phụ thân và nữ nhi, hiện giờ hiểu lầm đã được giải quyết nên tương thân tương ái mới đúng. Tiêu An lúc này nắm lấy tay áo của Tiêu Trần gương mặt vô tội, thái ra ra con sợ, Tiêu Trần thấy cháu mình như thế thì quát, vô dụng, cút xuống đi. Hệ thống hiện lên thông báo, bạn đã đưa ra lựa chọn cho chất trai tiêu mặc của mình, phần thưởng nhận được là pháp bảo cấp 6, đại trận hồng trần luyện tâm, thể chất đặc biệt là cơ thể băng thanh ngọc khiết. Tiêu Trần khi này xoa cằm, mình chẳng làm gì cả sao lại nói mình là đã đưa ra lựa chọn. Hơn nữa còn nhận được cả hai phần thưởng. Cầm thú không bằng và không bằng cầm thú đều chiếm được hết. Họ tên tiêu mặc, chủng tộc con người, tư chất là linh căn bát phẩm, công pháp thần thông, tam thiên kiếm đạo, long dương kiếm kinh, huyết viêm thần kiếm, huyền dương nhất kiếm kinh linh sơn, thành thần nguyên thai công, tu vi nguyên anh tầng 1, thân phận đặc biệt là đại năng chuyển thế hợp thể kỳ, thể chất thức tỉnh kiếm thể trời sinh, sở hữu sức mạnh ý chí trời đất, Tiêu Trần vô cùng ngạc nhiên. Trời đất, chưa tới hai canh giờ mà linh căn đã tăng thêm hai bậc, chu vi thăng lên hẳn nguyên anh kỳ. Hệ thống lại hiện lên một loạt các thông báo, bạn vì chất trai của mình lựa chọn không làm gì cả, Khương Thiên bội vì thế mà cảm động, tình cảm chôn giấu bấy lâu nay bộc phát, quyết định chủ động tấn công, tiên hạ thủ vi cường, chất trai tiêu mặc của bạn trong quá trình song tu đạt đến sự hài hòa âm dương, lĩnh hội thành công tam thiên kiếm đạo. Tu vi tăng lên nguyên anh tầng thứ nhất, chất chai tiêu mặc của bạn trong quá trình sang thu dựa vào chân nguyên lưu chuyển, đạt được tạo hóa ngút trời, linh can thăng lên bát phẩm. Tiêu Trần cười đến là vui vẻ, trước là Tiêu An, giờ là Tiêu Mặc, cũng may tuổi mình đã cao không phải chịu loại chuyện nguy hiểm như này. Tiêu Trần bước đến nói với Trung Linh Thiến, "Tiểu Linh Thiến, con là truyền nhân của Dược Vương cứu thế sao?" Tiểu Linh Thiến nghe thế thì giật mình nghĩ ngợi, đây là bí mật lớn nhất của mình. Sao lão tổ tiêu ra đứng trước mặt mình này lại biết được thế? Thấy con bé có vẻ khó nói anh lại lên tiếng. Ở đây không có người ngoài. Lão Tổ càng sẽ không chiếm đoạt cơ duyên của con cháu. Tiểu Linh Thiến con có thể yên tâm. Ta chỉ muốn biết là con đang luyện đan sơ cấp mấy phẩm. Tiểu Linh Thiến nghe thế thì liền trả lời ngay. Là thứ phẩm. Tiêu Trần lúc này cười sảng khoái khi nhận được đáp án. Tốt tốt tốt. Cảnh giới kim đan chính là luyện đan sư tứ phẩm. Có thể thấy con bé có thiên phú cao trong việc luyện đan. Trả trách có thể được truyền thừa của Dược Vương Cứu Thế Kinh thông thường luyện đan sư chỉ có thể luyện đan dược thấp hơn cảnh giới của mình thiên tài luyện đan sư có thể luyện đan dược ngang với cảnh giới của mình mà con bé hiện đang là cảnh giới kim đan đã là luyện đan sư tứ phẩm có thể luyện được đan dược cần thiết cho nguyên anh kỳ đây không phải là thiên tài luyện đan mà là siêu siêu thiên tài trung linh thiến nghe thế thì hờ nhẹ có vẻ không vui vẻ gì tiền bối muốn giữ ta ở lại để luyện đan sao tiêu lập bên này cuối cùng cũng lên tiếng đứa bé này lão tổ cho con nhận tổ quy tông mà vẫn còn gọi là tiền bối sao cửa lớn nhà họ tiêu không phải ai cũng có thể vào đâu. Nếu con vẫn không biết tốt xấu như này thì ta thả không nhận con là huyết thống của tiêu gia. Thẳng tay đánh chết con, cướp truyền thừa của con. Tiêu Trần thấy con trai mình nói vậy thì lên tiếng nhắc nhở. Kỳ lập nhi, tiểu linh thiến thiên tư xuất sắc. Mấy năm nay cũng chịu không ít khổ cực. Kiêu ngạo chút là chuyện bình thường. Con làm trưởng bối phải độ lượng một chút. Rồi Tiêu Trần tươi cười quay sang nhìn cháu mình. Luyện đan không thể cưỡng ép, nếu như con không muốn luyện thì lão tổ cũng sẽ không ép buộc. Linh Thiến trả lời, nếu vậy thì không biết muốn con luyện bao nhiêu đan dược thì lão tổ mới đồng ý thả con đi. Anh tươi cười cầm lấy cốc trà lên, chuyện luyện đan tạm thời không bàn tới. Tiểu Linh Thiến, con nếm thử tách trà này của lão tổ xem thế nào. Linh Thiến không trần chờ mà đưa tay nhận rồi lập tức uống. Rồi mắt cô sáng bừng, lão tổ trà này, cô cảm nhận rằng khi nước trà mới trôi đến cổ họng liền có một cảm giác bí ẩn vô cùng cảm nhận được trời đất và hiểu rõ tự nhiên đây là bước ngoặt của giác ngộ thời gian trôi qua cũng đã là ba ngày sau linh thiến cuối cùng cũng mở mắt và mỉm cười cô nói với lão tổ của mình lão tổ đây là trà ngộ đạo sao tiêu trần liền trả lời trà ngộ đạo hồng hoa dị chủng loại trà thần tiên cô nghe thế thì sửng sốt trà ngộ đạo hồng hoa dị chủng lại có thể uống liên tục như nước suối phòng trừng đại thánh vương triều cũng không có điều kiện tu luyện như này nếu như thật sự có thể uống loại trà thần tiên này liên tục thì quay về tiêu gia nhận tổ quy tông cũng không phải là không thể. Tiêu Trần tay chấp sau lưng nói, tiểu linh thiến vừa về tiêu gia, lão tổ không có gì cho con, thôi thì đành tặng thể chất đặc biệt đi. Linh thiến thắc mắc, thể chất đặc biệt mà có thể cho được ư. Rồi lập tức tiêu Trần đưa tay lên, trong đó đang lơ lửng một viên ngọc vàng sáng. Linh thiến ngạc nhiên vô cùng mà cảm nhận cơ thể mình đang thay đổi. Thế mà lại là băng thanh ngọc khiết thể, chuyên tâm tu luyện, tâm ma bất xâm xâm, tà ma không thể gây ảnh hưởng. Hơn nữa loại thể chất này có thể gấp đôi kỹ năng luyện đan, công hiệu luyện đan tăng gấp 3 lần, là một trong những thể chất đặc biệt mà luyện đan sư thích nhất. Sau đó Tiêu Trần liền hỏi luôn, không biết con cần bao lâu nữa mới có thể thăng lên đan sư ngũ phẩm. Linh Thiến mặt mày hớn hở trả lời, bẩm lão tổ chỉ cần con thăng lên nguyên anh, có phương thức đan dược ngũ phẩm thì có thể chế luyện đan dược ngũ phẩm. Nếu như dựa vào nâng cao kỹ năng, thì cần có kinh nghiệm rèn luyện chế tạo đan dược tứ phẩm hơn vạn lần và luyện chế đan dược ngũ phẩm hơn trăm lần. Nói rồi anh mở bản đồ Giang Sơn xã tắc ra rồi nói với cháu mình, "Vậy đã vậy thì con hãy đi theo ta." Linh Thiến đi theo thì ngạc nhiên, pháp bảo hệ không gian còn có thể tự biến ra bí cảnh, trong này có rất nhiều linh khí hơn ở ngoài gấp bội lần. Nếu như có thể tu luyện trong này, không ra ngoài 3 năm thì có thể tự tin rằng mình có thể tăng lên nguyên anh kỳ." Anh nói với cháu mình, "Con cứ ở đây yên tâm tu luyện." cần nguyên liệu gì thì cứ nói với lão tổ một tiếng. Tiểu Linh Thiến lúc này đã vui lắm rồi. Linh Thiến cảm ơn lão tổ, đều là người một nhà không cần phải khách sáo như vậy. Hệ thống lúc này hiện lên nhắc nhở, phát hiện thấy đấng tinh dáng thế, nữ đế trùng sinh, chào đời tại cố gia ở Nam Lăng. Gương mặt tiêu trần có chút khó nói, cái này, chào đời ở cố gia tại Nam Lăng thì có liên quan gì đến tiêu gia chứ? Cố gia chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi, mặc dù có một vài mối liên hôn với tiêu gia nhưng đó cũng là chuyện của tiểu bối nhưng dù gì thì nữ đế cũng là người có vận số vô cùng may mắn lát nữa nhắc tiêu lập một tiếng để thằng bé có mối quan hệ với bố gia kết xui ra với đứa bé đó hệ thống lại hiện lên một loạt thông báo nơi nữa để chờ đời là trong lãnh địa của tiêu gia hơn nữa để sinh ra mang theo vận may đế vương nhận định sẽ có dị tượng điểm lành có ngăn chặn dị tượng không lựa chọn một ngăn chặn dị tượng che giấu tung tích ẩn dấu ánh sáng đế tinh phần thưởng nhận được là bia đá chấn tộc lựa chọn hai là mặc kệ phát triển của dị tượng sẽ xuất hiện ở nhiều nước ánh sáng đế tinh tỏa ra phần thưởng nhận được là thần thông ấn luân hồi ở trong lãnh thổ của họ tộc tiêu sao hơn nữa dị tượng còn xuất hiện ở các nước một khi dị tượng xảy ra những thế lực kia không đánh hơi đến đây mới là lạ không thể để nó xảy ra được hiện giờ gia tộc họ tiêu vẫn còn rất yếu ớt cần phải âm thầm xây dựng mới là mục đích chính rồi anh không trần trừ mà lựa chọn một che giấu đi dị tượng hệ thống thông báo dị tượng đã bị che giấu Ẩn đi ánh sáng đế tinh, phần thưởng nhận được là bia đá chấn tộc, công dụng là tăng cường vận may của tộc họ Tiêu, giấu kín tuổi thọ của người trong tộc. Hệ thống phát hiện thấy một lượng lớn kẻ địch xuất hiện tại lãnh thổ của tộc họ Tiêu. Bạn có lựa chọn tấn công không? Anh liền thi chuyển thủy kính thuật để xem chuyện gì xảy ra. Anh thật không ngờ lại là hai cường giả hóa thần đến. Trong chiếc xe ngựa gỗ vang lên tiếng khóc của trẻ con và có vẻ tiếng khóc chính là của nữ đế. Trong xe, người mẹ đang ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng nhìn con gái đang khóc mà người mẹ đau lòng không nguôi. Con gái đáng thương của ta, mẹ có lỗi với con, cố ra có lỗi với con. Người phu xe gương mặt có vết bầm, ở bên ngoài lúc này lên tiếng. Phu nhân, sắp tới tiêu gia rồi, cố ra và tiêu gia có liên hôn, tiêu gia nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Xa xa đám người đang đuổi theo xe ngựa có người lên tiếng hỏi. Sư tôn, bọn chúng sắp chạy đến thành tiêu gia rồi, chúng ta còn không ra tay sao? Người được cho là sư tôn liền trả lời. Không gấp, cái chúng ta cần chính là đám tông môn thế gia này cứ chờ xem thủ đoạn quyết đoán của kinh hồng điện chúng ta đi lát nữa tiêu gia chúng cũng dám lì lợm giống cố ra thì tiêu diệt cả đám là được người mặc đồ đỏ lên tiếng lam ảnh ta nói thẳng nhé trực tiếp bắt tiêu gia vừa đơn giản vừa đỡ phiền tiêu gia cực kỳ có sức ảnh hưởng ở minh quốc chế ngự được tiêu gia rồi chẳng lẽ còn phải sợ những tông môn thế gia còn con kia sao lam ảnh liền trả lời hộ pháp tại sao tại sao chuyện này cho chúng ta thất bại của hồng tín mà ngươi vẫn chưa nhìn thấy sao trong lãnh thổ minh quốc đa số các tông môn thế gian đối với kinh hồng địa chúng ta đều là bằng mặt mà không bằng lòng cho nên lần này chúng ta không phải chấn áp minh quốc lương quốc mà còn phải biến hai nước này trở thành hậu hoa viên của kinh hồng điện để chúng không dám nảy sinh lòng tạo phản phía bên lương quốc không phải lo nghĩ bọn chúng vô cùng vâng lời kinh hồng điện nhưng minh quốc không giống vậy lần này nhất định phải xử lý thật tốt nhưng tại sao ngươi lại chọn ra tay với cố gia xem ảnh liền nhìn cô mà trả lời lần trước khi hồng tín chiêu mộ đệ tử thiên tài thì chỉ có cố gia và tiêu gia giao nộp ít người nhất thu thập cố gia đầu tiên không hề sai người cũng nhìn thấy đám người của gia thả chết chứ không chịu khuất phục vốn dĩ ta tính xử lý xong cố gia sẽ đến lượt tiêu gia không ngờ phạm nhân cuối cùng của tố gia lại tháo chạy đến chỗ của tiêu gia thả cho chúng chạy thoát thứ nhất là có thể gây ra sự chú ý khiến các gia tộc khác sợ hãi hai là thuận tiện xem xét thái độ của tiêu gia nếu như tiêu gia đủ thông minh giúp chúng ta bắt chúng lại rồi đưa đến trước mặt chúng ta thì sao nếu như vậy thì càng tốt. Tiêu gia sẽ hoàn toàn mất đi danh tiếng. Người nói xem 36 liên minh tông môn của tiêu hỏa hỏa sẽ còn lại bao nhiêu. Không hổ là cao thủ sử dụng độc kế, tiêu gia cứu hay không cứu đều sẽ là số phận tan cửa nát nhà. Người phu xe đang chở hai phụ mẫu lên tiếng. Chúng ta cách tiêu gia chỉ còn chưa đến một dặm nữa. Tiêu gia vẫn chưa có phản ứng gì. Xem ra là chúng ta bị bỏ rơi rồi. Thế lực mạnh như kinh hồng điện ra tay. Tiêu gia không muốn chuốc rắc rối tự bảo vệ mình cũng là chuyện hoàn toàn có thể lý giải. Ôm con gái trong lòng mà người mẹ đau lòng, chúng ta đều đã bị trọng thương, không sống được bao lâu nữa. Ôi đứa con đáng thương của ta. Phía bên Lam Ảnh có thuộc hạ thông báo, Thần Tôn, Tiêu gia vẫn án binh bất động như cũ, chúng ta có nên ra tay không? Lam Ảnh lập tức đồng ý. Được, Tiêu gia không giúp đỡ chúng vẫn còn tốt hơn nhiều. Đi đi, giết chết lão già và nữ nhân đó, cả đứa bé kia cũng đừng bỏ qua. Vâng, thưa Thần Tôn vừa dứt lời thì một đám người đã xuất hiện chặn xe ngựa lại người mẹ nước mắt chảy dài rút cây châm trên đầu ra nhược hy đừng trách mẫu thân nói rồi cô định đâm cây châm vào con bé thà chết vinh chứ không chịu nhục cây châm đã đến sát thì con bé òa khóc lớn rồi tiêu trần liền xuất hiện trong xe ngựa tay ôm lấy đứa trẻ đã ngừng khóc anh nói nếu như phu nhân không muốn đứa bé này nữa thì có thể giao con bé cho lão phu đứa nhỏ khi này biết mình đã an toàn thì cười vui vẻ người mẹ liền tập tức quỳ xuống, cầu xin cao nhân cứu con gái ta. Cao nhân mau đi đi, ta sống không còn được bao lâu nữa, ta và vương trưởng lão sẽ liều chết giữ chân bọn chúng. Bên ngoài đều là người của kinh hồng điện, cao nhân tuyệt đối không thể để bọn chúng phát hiện. Tiêu Trần nghe cô nói như thế mà không sợ hãi vén rèm bước ra. Đám người thấy thế thì ngạo mạn, không ngờ là còn có kẻ tự nộp mạng, ngươi là người của tiêu ra sao. Tiêu Trần vẫn dừng dưng hỏi, mười người nguyên anh kỳ, 170 người Kim Đan kỳ, cộng thêm hai người chỉ huy là Hóa Thần kỳ. Lực lượng này có thể san bằng tất cả các tông môn thế gia ở Minh Quốc rồi, đương nhiên là trừ Tiêu gia ta. Anh nhìn vào hai người Hóa Thần kỳ nó tiếp, nếu như ở nơi khác thì lão phu còn có thể đắn đo suy nghĩ, không ngờ các ngươi lại đuổi theo tới tận đây." Lam Ảnh nói, hắn chỉ có một người, không cần quan tâm thân phận của hắn, thẳng tay giết. Nói rồi cả đám người chuẩn bị tấn công. Tiêu Trần cười mỉm rồi sử dụng đạo trường thiên địa, đạo trường thiên địa kiểm soát tất cả các thuật pháp thấp hơn tu vi của ký chủ trừ thần thông tất cả các linh khí trong phạm vi kiểm soát ký chủ có thể nâng lên một bậc tu vi của bản thân phạm vi bao trùm toàn thành tiêu ra nhìn đám vũ khí bị khống chế mà anh cười nhẹ hai hóa thần bên này thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng người này không đơn giản mau chạy thôi nói rồi cả hai liền tháo chạy anh ôm đứa bé trong tay rồi đưa viên ngọc ra ngọc khóa không gian khởi động sau đó thì đám người khi nãy đều bị nhốt lại. Xong xuôi thì anh quay ra chỗ người mẹ đứa nhỏ và người bên cạnh. Mọi việc đã giải quyết xong rồi, hai người theo ta về tiêu ra nào. Nhưng hai người đều đã bị thương nặng, ta cũng không có cách nào cứu chữa. Người mẹ dùng giọng khẩn cầu, mong cao nhân có thể chăm sóc cho con gái ta. Tiêu Trần dùng giọng chắc nịch, yên tâm, cứ giao cho ta. Một vị hoàng đế nọ đang nói gì đó, lý tưởng ban đầu của ta là làm một thợ mộc, nhưng bị hoàng vị chết tiệt này trói buộc. Văn Hoa à, thế giới tông môn mọc lên như nấm này muốn làm một vị hoàng đế tốt là rất khó, rất mệt. Buổi thượng chiều ngày mai ta sẽ đi cùng con, chứng minh cho toàn bộ người trong thiên hạ, ta là tự nguyện truyền ngôi, chứ không phải là kẻ có dã tâm chính đảo. Trong hậu viện của Tiêu gia, Tiêu Trần ôm bé con trong tay vui đùa cùng nó, mỗi khi anh đặt con bé xuống là nó sẽ khóc oe oe ngay. Vú mẫu hay đồ chơi cũng không dỗ được, tiếng khóc còn cực kỳ vang và khỏe, toàn bộ Tiêu gia đều có thể nghe thấy rõ cũng may là anh luôn bế con bé. Tiêu lập phía sau lên tiếng, phụ thân, bước đầu tiên đã hoàn thành rồi. Tiêu Trần khen ngợi, tốt lắm, tiếp tục bước thứ hai, toàn bộ con cháu tiêu ra từ kim đan kỳ trở lên cho đi ra ngoài hết, đến lúc cho chúng rèn rũa rồi. Kinh hồng điện, đến mà không có quà mừng thì thất lễ quá, tiên lập chắp tay, vâng thưa phụ thân, bước thứ ba thì bao giờ thực hiện, anh trả lời ngay, ngày mai bắt đầu. Có một nhóm người bên ngoài đang bàn tán, nghe nói gì chưa minh quốc vận động sức mạnh toàn quốc khởi chiến với lương quốc liêu quốc mặc dù không có gì khác thường những nước nhỏ khác đều không dám làm ra hành động gì hơn nữa một minh quốc trước giờ luôn tranh thủ trong trận chiến này đã liên tiếp phá được 24 tòa thành của lương quốc hộ pháp mấy lần điều đi vô số tu sĩ lương quốc nên dẫn đến thực lực của lương quốc bị suy yếu kế hoạch này của hộ pháp cần bao nhiêu lâu nữa cứ tiếp tục thế này dù diệt được kiều ra thì nhà chúng ta cũng chẳng còn người bên cạnh nhắc nhở nó bé thôi nếu như để hộ pháp nghe được thì sẽ đánh đổ huynh luôn nó. Lúc này ở khu vực phía ngoài Kiều Gia, Hoàng Thiên Tứ là hộ pháp của Nam vực Kinh Hồng Điện nhìn từ trên cao xuống ngẫm nghĩ. Thuộc hạ thần tôn người thì mất tích kẻ thì mất mạng. Vùng đất này của mình sắp bị người khác chiếm hoàn toàn rồi. Vây đánh Kiều Gia gần một tháng. Hiện giờ mà từ bỏ thì mình không can tâm. Chỉ còn lại đất tổ này của Kiều Gia là chưa chiếm được. Nguyên nhân là vì đất tổ Kiều Gia có một đại trận hộ sơn cấp 7. Có một thuộc hạ bước lên báo cáo. Bẩm hộ pháp, Trần Tiên Bối đến rồi. Ông ta nghe thế thì trả lời, tốt, rất tốt, mau mau mời đến đây. Hai người mặc đồ đen từ từ đi tới. Một người mở lời, không cần mời, ta đã đưa Trần Tiên Bối đến đây rồi. Hoàng hộ Pháp, chuyện của ông chủ điện đã biết. Trong ba tháng ngươi ở đây không xử lý được việc gì, hậu quả ra sao thì biết rồi đó. Hoàng Thiên Tứ nghe thế thì có chút vội vã. Vương hộ Pháp, ngươi nói thế nghĩa là gì thế? Người đeo mặt nạ là Vương hộ Pháp trả lời, còn có thể là nghĩa gì chứ? Toàn bộ phía nam này bị ngươi làm thành một mớ bòng bong, không chỉ ngươi mà lần này ta cũng phải chịu sự trừng phạt. Công đánh Kiều Gia cũng không phải là không có thu hoạch gì, con cháu Kiều Gia mặc dù linh căn hơi kém nhưng cũng có thể làm quà chất lượng thấp để giao nộp. Vương hộ Pháp nghe thế thì không vui, người thì có thể ứng phó nhưng làm mất đất thì sao, danh tiếng của kinh hồng điện nữa, đúng là ngu dốt cùng cực. Hoàng hộ Pháp khi này cũng cực kỳ tức giận, họ vương kia, ngươi bớt ở đây để chế giễu ta đi, Ta cũng không ngờ là nơi hoang vu hẻo lánh ở phía nam này sẽ có đại trận hộ sơn cấp 6. Người phía sau thấy hai vị không ai chịu nhường ai thì lên tiếng. Hai vị hộ pháp đừng cãi cọ nhau nữa. Chuyện phá trận cứ giao lại cho lão phu là được. Hai vị hộ pháp nghe thế liền đa tạ trần tiền bối ra tay. Người được cho là trần tiền bối trong lòng nghĩ thầm. Có trận pháp sư cấp 7 tương đương với hợp thể kỳ. Phá vỡ lại trận hộ pháp cấp 6 chỉ còn là vấn đề thời gian. Diệt kiều ra cũng tốt. Vốn dĩ bước tiếp theo chính là khống chế liêu quốc kiều gia này sớm muộn gì cũng thành hòn đá cản được của chúng ta hiện tại trần tiền bối đã đến rồi kiều gia của liêu quốc giao lại cho ngài ta sẽ đi thăm dò tiêu gia ở minh quốc hoàng hộ pháp nói ta không khuyến khích ngươi làm như thế hai thuộc hạ của ta đều mất tích không rõ nguyên nhân đến giờ vẫn chưa có manh mối gì cả đợi bên này xử lý xong xuôi thì chúng ta hãy đi bên đó vương hộ pháp không tán thành hư ngươi cho rằng ta là đám thuộc hạ của ngươi sao xử lý cho tốt chuyện bây giờ của ông đi một tiêu gia nhỏ bé thì trong nháy mắt có thể tiêu diệt. Ở tiêu gia khi này đã có tháp tu luyện, bia đá, tàng kinh các, đại trận luyện tâm và nhiều thứ khác, thành tiêu gia hiện giờ đã có dáng vẻ của một thế gia tu luyện ngàn năm. Nhưng Tiêu Trần vẫn chưa hài lòng về điều đó, anh cảm thấy chưa đủ, vẫn còn quá xa. Cái anh muốn xây dựng là một vùng thánh địa, một thánh địa lưu luyện có thực lực hùng hậu. Nghĩ thì dễ, nhưng cần phải có một chỗ dựa vững chắc hiện giờ đã có linh mạch lục phẩm đủ để cho 5 đến 6 tu sĩ hợp thể kỳ tu luyện. Đáng tiếc là tiêu gia chưa có tu sĩ hợp thể kỳ nào cả. Vừa nghĩ đến hợp thể kỳ thì hợp thể kỳ xuất hiện, là hệ thống hiện lên nhắc nhở, phát hiện thấy tu sĩ hợp thể kỳ tiến vào trong thành tiêu gia. Trong phòng lớn của tiêu gia, tiêu trần lo lắng, cứ tiếp tục như này không phải là cách. Mặc dù trong thành tiêu gia mình có thể phát huy thực lực của Nguyên Anh biến kỳ, nhưng nếu như kinh hồng điện cử hợp thể kỳ thậm chí là đại năng vấn đỉnh đến thì mình cản kiêu gì, chỉ còn cách sinh, nhất định phải sinh thật nhiều. Rồi anh cho gọi con trai mình, Lập Nhi, đến đây gặp ta. Tiêu Lập bước vào, "Phụ thân, người tìm con có việc gì ạ?" Tiêu Trần nói, "Gửi tin cho Tiêu Hỏa Hỏa, khống chế Minh Quốc, để Minh Quốc trở thành lớp phòng ngự ngoài cùng của Tiêu gia." Tại một nơi khác, có một người thần bí đang ngồi hiên ngang thì thuộc hạ lên bẩm báo, "Bẩm hộ pháp, Hồng Phượng thần tôn và Lam Anh thần tôn đã bị mất liên lạc, công chúa văn hoa của Minh Quốc phát động đảo chính." trở thành nữ đế đầu tiên của minh quốc. Người thần bí tức giận, "Vô dụng, đều là một lũ vô dụng. Điều tra tường tận cho ta bọn chúng mất tích ở đâu." Người quỳ bên dưới có chút run rẩy nói, "Bẩm bẩm hộ pháp, khu vực gần thành Tiêu gia." Vị hộ pháp thần bí toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm, "Tiêu gia sao? Công chúa Văn Hoa là con dâu của Tiêu gia, Tiêu gia chúng muốn làm cái gì? Bất luận thế nào, Kinh Hồng Điện chúng ta không thể chịu thiệt được nhiều như này được. Minh quốc và Tiêu gia phải trả giá đắt cho hành động của chúng." thuộc hạ bên dưới hỏi chúng ta có cần tiếp tục thực hiện kế hoạch với kiều ra không hắn ta ngồi trên tức giận rồi lập tức ra tay hộ pháp làm việc còn cần các ngươi chỉ tay năm ngón sao tiếp tục kế hoạch đợi xử lý xong kiều ra thì chính là ngày chết của tiêu gia minh quốc trong hoàng cung của minh quốc công chúa văn hoa đang đứng cạnh phụ thân mình ông nhìn nữ nhi của mình nói cuối cùng ta cũng bỏ xuống được gánh nặng trên vai mấy năm trước muốn truyền vị cho con mà con luôn không chịu công chúa văn hoa nhìn phụ thân mình mà cười tươi cười Phụ thân, Hỏa Hỏa nói là chỉ cần tiêu diệt được Kinh Hồng Điện thì sẽ trả lại hoàng vị cho người. Hoàng đế Minh Quốc nghe thế thì đưa tay ôm đầu, "Thôi, đừng đừng, nếu thật sự có ngày đó thì con chọn một người ở trong tộc đi." Vi phụ khó khăn lắm mới nhảy ra khỏi hố lửa, "Sao con có thể bắt ta nhảy vào lần nữa chứ?"